cho phép Thu Nga được gửi lời chào cuối tuần đến tất cả quý phụ huynh chúng ta đang theo dõi chương trình Mẹ Hỏi Bác Đoàn. Và thưa tất cả quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến dành cho tất cả quý vị một buổi talk show với chuyên đề đặc biệt trong chuỗi chương trình Mẹ Hỏi Bác Đoàn số thường kỳ tháng 3. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên hai kênh fanpage chính thức, đó chính là Dr. Nguyễn Trí Đoàn và Victoria Healthcare. Và thưa quý vị, lý do tại sao mà Thu Nga xin phép được gọi số ngày hôm nay là một số talk show đặc biệt, bởi vì hai lý do thưa quý vị, đó chính là ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện được một kế hoạch ấp ủ từ lâu mà chúng tôi cũng đã chia sẻ dành cho tất cả quý vị. Đó chính là bên cạnh việc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những kiến thức đến từ bác sĩ Trí Đoàn, thì chúng tôi còn có sự góp mặt của những quý vị khách mời để ngày hôm nay chúng ta có thể có nhiều góc nhìn hơn. Và cụ thể là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những vị khách mời rất đặc biệt đại diện từ phía trường học, đại diện từ tiếng nói cùng những quý vị phụ huynh sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị đấy ạ. Và lý do thứ hai nữa đó chính là ở chương trình ngày hôm nay của chúng ta được tổ chức sớm hơn định kỳ, bởi vì chúng tôi đã lựa chọn một chủ đề mà tôi nghe tin chắc rằng bất kỳ quý vị phụ huynh nào chúng ta đang có con nhỏ trong giai đoạn đến trường và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay với số ca mỗi ngày đều tăng cao, đều rất quan tâm. Thì hy vọng rằng với việc tổ chức sớm như thế này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin và trang bị những kiến thức một cách kịp thời dành cho tất cả quý vị. Và thưa tất cả quý vị phụ huynh, một thói quen và cũng như đó là một thao tác nho nhỏ quen thuộc của tất cả chúng ta, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, đó chính là cho phép Thu Nga được mời tất cả quý vị chúng ta cùng với nhau mời bạn bè của mình vào, hoặc là chúng ta chia sẻ livestream này để làm sao những quý vị phụ huynh khác đang có con trong bối cảnh đến trường trong đại dịch COVID-19 này, chúng ta cũng có thể nắm bắt được những câu thông tin một cách kịp thời nhất quý vị nhé. Và thưa quý vị, hiện nay cùng với sự xuất hiện của biến chủng Omicron cùng với những biến chủng khác thì tình hình dịch bệnh COVID-19 đã trở nên biến động và căng thẳng hơn. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực tiêm chủng vaccine bao phủ cộng đồng cùng với thời điểm học sinh bắt đầu quay trở lại trường học khiến cho số ca ngày một tăng nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở trẻ em, là tỷ lệ tăng cao ở nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine phòng vaccine COVID-19. Và khi con trẻ nhiễm COVID-19 thì tình trạng sức khỏe của con có thể có những điểm giống hoặc là khác nhau đối với người trưởng thành. Đồng thời, số gia đình có trẻ nhiễm bệnh do lây từ trường học khá nhiều và các bậc phụ huynh trong hoàn cảnh này thường rất lo lắng, băn khoăn nhiều vấn đề như là về ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên sức khỏe của con, việc học của con bị gián đoạn hay chính bản thân tâm lý của trẻ cũng bị ảnh hưởng một cách sâu sắc. Và thưa quý vị, trước tình hình này thì nhiều vấn ngại được đặt ra từ phía các bậc phụ huynh có cha mẹ liên quan tới sức khỏe của con trẻ, đó làm sao chúng ta có thể chăm sóc con trẻ một cách đúng đắn nhất, hay là những di chứng hậu COVID-19, hay là làm sao để có thể đưa trẻ được đến trường một cách an toàn và đảm bảo được việc học của các bé. Và chưa kể đến một số trường hợp đó là trẻ bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử ngay trong chính lớp học của mình cũng là điều mà chính quý vị phụ huynh và cũng như nhà trường của chúng ta quan tâm. Và với thấu hiểu mong muốn được những băn khoăn, thắc mắc quý vị và mong muốn trang bị dành cho quý vị những kiến thức một cách chính thống nhất, thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Mẹ Hỏi Bác Đoàn cùng với chủ đề đó chính là nhiễm COVID-19 ở trẻ và các vấn đề phụ huynh cần biết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có ba góc nhìn. Đầu tiên, góc nhìn y khoa từ phía bác sĩ Trí Đoàn. Và thứ hai, đại diện từ phía nhà trường. Và góc nhìn thứ ba, đó chính là tiếng nói của một đại diện phụ huynh tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta gặp gỡ ngay cùng với những khách mời đặc biệt thì Thu Nga cũng mang đến một tin vui dành cho tất cả quý vị. Chúng ta đang theo dõi livestream trong ngày hôm nay. Thì ngay trong ngày hôm nay, trong thời gian mà livestream được phát sóng, thì Victoria Healthcare của chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị một món quà. Và quý vị, chúng ta có thể kiểm tra ngay tại phần bình luận ghim tại livestream này thì chúng tôi có gửi cho quý vị một đường link. Quý vị có thể đăng ký trong đường link này để có thể nhận món quà rất là hấp dẫn từ Victoria Healthcare. Quý vị có thể nhận ngay cho mình, đó chính là những e-voucher combo ưu đãi giảm 10% phí khám nhi khoa và 15% các xét nghiệm khác nếu được bác sĩ chỉ định. Và chúng tôi tặng dành cho quý vị là 500.000 dành cho gói khám sức khỏe cao cấp và 1.500.000 đồng cho gói khám tầm soát toàn diện chuyên sâu. Thì đây là một món quà rất đặc biệt nhân số livestream đặc biệt ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến dành cho tất cả quý vị ạ. Và một lần nữa thì rất là mong những món quà này sẽ là một món quà sức khỏe tràn ngập niềm vui dành cho quý vị trong ngày hôm nay.
Ngay bây giờ đây thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, sẽ là khoảng thời gian để chúng ta có thể gặp gỡ ngay cùng với các khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Đầu tiên xin phép được giới thiệu dành cho tất cả quý vị đại diện về phía nhà trường. Chúng tôi trân trọng giới thiệu thầy Ngô Thành Nam, hiện đang công tác tại vị trí hiệu trưởng, giám đốc chuyên môn khối tiểu học, hệ thống trường Khai Nguyên Inspire School. Và cho phép Thu Nga được kết nối cùng với thầy Nam ạ. Xin mời thầy có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình được không ạ? Em chào thầy Nam. Xin chào MC Thu Nga. Xin kính chào quý phụ huynh đang theo dõi cái buổi livestream sáng ngày hôm nay. Tôi rất là vui được tham dự chia sẻ trong một cái chủ đề liên quan đến là trẻ em và việc nhiễm Covid. Một cái chủ đề rất là gần gũi và được nhiều phụ huynh quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Tôi hy vọng là cái buổi livestream ngày hôm nay thì có thể cung cấp thêm nhiều cái thông tin liên quan tới chủ đề mà phụ huynh mình đang rất là quan tâm ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy Nam rất là nhiều để Thành dành thời gian của mình đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Sẽ là một chủ đề rất là hữu ích dành cho tất cả quý phụ huynh đấy ạ. Và tiếp ngay sau đây, một khách mời đặc biệt thứ hai nữa chúng tôi cũng xin phép được kết nối ngay bây giờ, đó chính là đại diện về phía phụ huynh. Cho phép Thu Nga được giới thiệu dành cho tất cả quý vị chị Minh Thư, hiện cũng là phụ huynh đang có con trong độ tuổi đi học tiểu học. Thì em xin phép được gửi lời chào và kết nối cùng với chị Minh Thư ạ. Xin chào chị. Xin chào Thu Nga, xin chào thầy Nam, xin chào tất cả ba mẹ. Mình là Minh Thư. Thư là một giám đốc cấp cao của công ty Phúc Khang, nhưng mà hôm nay thì Thư lại đến với tư cách là người mẹ của hai đứa bé. Một bé thì mới 9 tuổi thôi, bạn đang học tiểu học, còn một bé thì là 2 tuổi. Thế nên trên hôm nay thì Thư chỉ dựa trên cái câu chuyện là một người mẹ mình sẽ có những mối quan tâm khi mà con mình có khả năng nhiễm Covid hoặc nhiễm Covid thì mình sẽ có những cái trăn trở thực tế nào. Đó, và đó cũng là trăn trở của rất nhiều phụ huynh, tại Thư cũng là trưởng hội phụ huynh, cũng là admin của Hội Nuôi Con Sữa Mẹ Việt Nam với 91.000 các bà ông ba bà mẹ mà đang rất là sốt ruột, nóng ruột. Và Thư cũng mong là tất cả chúng ta hôm nay hiểu cho nó rõ ràng vấn đề, cởi mở vấn đề và thân tình với nhau, để cuối cùng là ba mẹ bớt lo mà con thì nó vui vẻ hơn, vì chuyện này nó sẽ là chuyện của cuộc sống và xã hội. Xin chào các ba mẹ. Dạ, em cảm ơn chị Minh Thư rất là nhiều, bởi vì hôm nay ấp ủ rất là lâu rồi và chương trình rất là muốn có một cái sự kết nối giữa khách mời và đặc biệt là nghe được những chuyện thật, người thật từ phía đại diện phụ huynh. Thì ngày hôm nay chị Thư, một người mẹ của hai đứa con nhỏ của mình đúng không ạ, thì sẽ là người đồng hành và cũng như là đặt những câu hỏi, những kết nối, nói lên tiếng lòng của rất nhiều các phụ huynh ở đây, để làm sao chúng ta có một cái buổi chia sẻ thảo luận thân tình và nhiều thông tin hữu ích nhất. Cảm ơn chị Thư ạ. Và ngay bây giờ đây thì một sự xuất hiện rất là đặc biệt nữa mà quý vị ở đây đều đang rất là mong chờ đúng không nào, đó chính là bác sĩ Trí Đoàn. Quý vị ơi, đừng quên thả những trái tim thật to cho bác sĩ Trí Đoàn nha. Em xin phép được kết nối cùng với bác sĩ Trí Đoàn ạ. Vâng, xin chào MC Thu Nga, xin chào thầy Nam, xin chào chị Minh Thư, và xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình livestream rất là đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Một cái ngày chủ nhật cũng khá là đẹp trời, và một ngày chủ nhật cũng khá là đặc biệt, đang trong một cái giai đoạn mà cái số ca Covid tăng một cách coi như là rất nhanh, rất mạnh và coi như nhiều nhất từ xưa tới giờ ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng là cái buổi trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem đến cho quý vị khán thính giả những cái thông tin hữu ích và giúp cho chúng ta cùng nhau biết cách chăm sóc các bé và giúp các bé đi đến trường một cách an toàn. Tôi còn nhớ là cách đây một tháng thì chúng tôi cũng làm một cái livestream là làm sao cho trẻ em đi học một cách an toàn. Lúc đó là ngày trước cái ngày đi học đúng không ạ? Là ngày 13 tháng 2. Đó là bắt đầu ngày 14 tháng 2 thì bắt đầu là đi học. Thì lúc đó chúng tôi làm một cái livestream là làm sao để sắp tới này chúng ta đi học một cách an toàn. Và lúc đó thì tôi cũng có cái dự đoán là khi đi học thì chắc chắn các bé sẽ lây. Đó là điều gần như sẽ được dự đoán trước. Nhưng mà lây tới mức nào thì bây giờ mình cũng đã thấy rồi. Và sắp tới này cái số ca chắc có lẽ còn tăng cao. Nhưng có một điều là cũng khá may mắn rằng là các bé nó bệnh cũng nhẹ, cũng giống như lần trước tôi có nói rằng là đối với lại cái chủng Covid trước đây á, thì các bé bệnh nhẹ, nhưng mà hiện tại bây giờ chủng Omicron thì cái triệu chứng bệnh của các bé cũng khá là nhẹ. Vậy thì hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ nhận được những cái thông tin hữu ích.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất nhiều. Hôm nay chúng ta có một số livestream tiếp nối cùng với số tháng trước của chúng ta, một chủ đề. Và bên cạnh đó, đặc biệt hơn nữa khi chúng ta ở đây có những đại diện về phía trường học là thầy Nam, đại diện về phía phụ huynh là chị Minh Thư cũng sẽ thảo luận với nhau để làm sao chúng ta có được những cái vấn đề xác thực nhất mà quý vị ở đây chúng ta quan tâm. Và bên cạnh đó, quý vị khán giả chúng ta đang xem chương trình livestream này, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề về sức khỏe của con em của mình hay là những vấn đề về trường học dành cho các đại diện thầy giáo của chúng tôi, thì quý vị cũng có thể đặt ngay những câu hỏi bên dưới và Thu Nga cũng xin phép được kết nối cùng với tất cả quý vị nhé. Ngay bây giờ đây thì Thu Nga xin phép được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề đầu tiên đây mà có lẽ rằng tất cả những quý vị phụ huynh của chúng ta đều rất là quan tâm. Đó là sau khi mà các em bé nhà mình quay trở lại trường học chỉ sau Tết cho đến tận bây giờ chắc có khoảng một tháng thôi đúng không quý vị? Thì cái số ca lây nhiễm hiện nay tăng lên rất cao. Thì đó là một điều mà chúng ta băn khoăn rất là nhiều, rằng có nên cho trẻ quay lại trường hay không? Hay là phải chăm sóc làm sao để bảo vệ trẻ của mình? Thì ngay bây giờ đây em xin phép được dành câu hỏi đầu tiên dành cho thầy Nam. Thưa thầy, dưới góc độ của một chuyên gia giáo dục thì xin thầy hãy cho biết nhận định về tình hình dịch bệnh không ổn định hiện nay đã ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập tại nhà trường cũng như là đối với các em học sinh như thế nào. Thì em cũng xin phép được xin ý kiến và góc nhìn của thầy Nam ạ. Xin phép được kết nối với thầy Nam. Dạ vâng, cảm ơn Thu Nga về câu hỏi vừa rồi. Thì có lẽ là cái việc mà trẻ em đến trường trong cái giai đoạn Covid hiện nay thì nó trở thành một cái chủ đề hầu như là của mỗi bữa cơm trong gia đình đúng không ạ? Bởi vì là trẻ con thì gắn liền với gia đình và ngày nào ăn cơm về có lẽ là phụ huynh mình cũng lo lắng về cái việc đấy, cũng như là hỏi cái việc mà con học ở trường như thế nào. Mặc dù là Covid-19 nó không phải là một cái chủ đề mới, vì tính đến cái giai đoạn hiện tại thì cũng đã hơn 2 năm chúng ta sống và làm việc trong cái bối cảnh này rồi. Rõ ràng là chúng ta thấy được là những cái bất lợi mà Covid gây ra với tất cả các ngành nghề, và trong đó thì giáo dục thì cũng không có ngoại lệ. Thì theo UNESCO thì hơn 1,5 tỷ học sinh sinh viên, thì cái con số này nó tương đương với khoảng là 90% số người mà đi học trên thế giới á, là bị ảnh hưởng do là trường học khi mà chúng ta mới bắt đầu Covid phát bùng phát á, thì phải đóng cửa do cái Covid này. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái cuộc khủng hoảng y tế do Covid nó gây ra thì nó gây ra một cái sự gián đoạn chưa từng có trong giáo dục luôn. Có thể là gọi là lần đầu tiên trong lịch sử mà trường học chúng ta học theo một cái cách rất rất là khác đúng không ạ? Thì trong cái tình hình đó thì tất cả các cơ sở giáo dục buộc phải là chuyển đổi cái hình thức dạy học. Như là chúng ta thấy là từ năm 2021 là mình bắt đầu chuyển sang dạy học online rồi. Bởi vì là lúc đó thì các cái trường học chúng ta xác định là với cái tình hình hiện tại thì các nhà trường chúng ta phải làm sao để cho trẻ con thì ngừng đến trường nhưng mà không có ngừng học. Thì khi mà áp dụng các cái hình thức này á, thì nó cũng rất là đa dạng, gọi là chúng tôi gọi là muôn hình vạn trạng á. Có trường á, thì chỉ tạo một cái group để cho phụ huynh vô, rồi sau đó là giáo viên vô giao cái công việc để mà phụ huynh với học sinh cùng tự học với nhau. Có trường thì mình quay video, mình gửi cho phụ huynh với học sinh cùng xem cùng học. Có những cái trường á, thì có cái điều kiện hơn thì mình tổ chức các buổi học online giữa giáo viên và học sinh. Mặc dù là rất là nỗ lực nhưng mà vẫn còn một số lượng rất là lớn học sinh chưa có biết đến cái việc học từ xa đâu. Nhất là những cái bạn mà ở những cái khu vực khó khăn. Thì đến tận bây giờ, cái việc học các bạn cũng rất là khó khăn. Thì sau cái thời gian đó thì chúng ta thấy là các bạn học sinh được quay trở lại trường để mà được học. Tuy nhiên là khi quay trở lại trường thì nó lại phát sinh những cái vấn đề khác. Một cái bài toán rất là lớn đó là giáo viên và học sinh bị mắc bệnh. Đúng không ạ? Thì rõ ràng ta thấy là với cái Covid nó gây ra, nó bùng phát như vậy thì cái sự ảnh hưởng này nó đối với một cái nhà trường nó lớn, nó nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự sẵn sàng của nhà trường, của giáo viên và học sinh. Như là cái năm học này á, chúng ta thấy là ngay từ đầu năm học là tất cả các trường, tất cả học sinh đều phải học online rồi. Và khi mà học online như vậy á, thì nhiều trường mình là bắt buộc là phải cắt giảm bớt cái thời lượng học tập với giáo viên. Tôi biết là có nhiều trường thì chỉ tổ chức một ngày cho các bạn học 2 hoặc 3 tiết thôi. Còn lại là học sinh phải học tập ở trên sách giáo khoa, tự học hoặc là xem một cái tài liệu gì đấy. Thì chính vì cái hình thức chúng ta học tập rất là thay đổi như vậy nên là các cái nội dung được cắt giảm nè. Hoặc là các cái nội dung về tổ chức hình học tập mà học sinh buộc phải thực hành, phải được làm trải nghiệm v.v.
thì hầu như là các bạn cũng không có được tham gia trong cái giai đoạn này. Thì chính cái việc này thì hầu như là cái kiến thức học sinh đạt được trong cái giai đoạn này nó rơi vào cái kiến thức cơ bản là nhiều. Và khi mà học sinh quay trở lại trường á, thì như tôi chia sẻ lúc nãy là cái bài toán về giáo viên và học sinh bị nhiễm COVID thì nó cũng rất là khó khăn trong cái việc mà bây giờ phải chuyển học offline như thế nào, chuyển học online như thế nào, đến tận bây giờ thì nó vẫn chưa có ổn định. Đối với trường Inspire chúng tôi thì chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định, tuy nhiên là đã có cái sự chuẩn bị và cái giải pháp cho từng cái giai đoạn, cho dù là học online như là giai đoạn năm trước hay là cái giai đoạn mà chúng ta đang học hiện tại với những cái khó khăn và giáo viên hoặc là học sinh mắc bệnh, thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch chi tiết cụ thể. Thì có thể là một cái phần sau thì tôi sẽ chia sẻ rõ hơn cái phần này để mà mình có thể cho các cái phụ huynh hay là các có thể là các cái nhà trường khác có thêm một cái góc nhìn về cái cách triển khai trong cái giai đoạn này để mà giúp cho cái hiệu quả học tập của học sinh cũng như là giáo viên nó đạt hiệu quả nhiều hơn. Dạ. Vâng ạ, Thu Nga cảm ơn phần giải đáp và trả lời vừa rồi của thầy Nam rất nhiều. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là thấu hiểu được và cũng như là đồng cảm cho những cái khó khăn, những cái vất vả, không chỉ là đối với phụ huynh đưa con trẻ đến trường, mà đây ngay cả một cái vấn đề nữa đối với chính các thầy cô giáo cũng gặp những cái sự thay đổi mà chúng ta buộc phải thích nghi. Và trong cái khoảng thời gian vừa qua như vậy thì chúng ta càng nhìn thấy được rõ hơn về những cái sự nỗ lực hay là nhìn thấy những cái bước tiến mới của chúng ta khi mà chúng ta mong muốn cố gắng để có thể đa dạng được những cái hình thức học giúp cho con trẻ của mình tới trường. Thì tí nữa đây thì Thu Nga cũng xin phép được xin một số kinh nghiệm từ phía thầy Nam cũng như là Inspire School chia sẻ thêm về cái quá trình để chúng ta có những cái cải tiến mới trong cái quá trình dạy học của mình nhé. Em cảm ơn thầy Nam rất nhiều ạ. Và tiếp nay, ngay bây giờ đây thì cho phép Thu Nga được kết nối cùng với chị Minh Thư. Thì nãy Thu Nga có được nghe chị Thư chia sẻ là nhà mình hiện nay thì đang có hai bé đúng không ạ? 2 tuổi và 9 tuổi. Thì đều là những bé dưới 12 tuổi. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì cũng chưa được tiêm đầy đủ những loại vaccine. Và bên cạnh đó các bé cũng phải quay trở lại trường học trong giai đoạn này. Thì em không biết đó là chị có những cái lo lắng gì hay không khi mà mình vẫn quyết định đưa bé quay trở lại trường học. Thì chị có thể là chia sẻ những góc nhìn của mình hoặc là nói lên những tâm lưu tình cảm của rất là nhiều những quý vị phụ huynh của chúng ta ở đây đang trong cái giai đoạn bối cảnh giống như mình ạ. Xin mời chị Thư ạ. Xin cảm ơn nha. Thật ra đặt tay lên lòng ngực mình thì mình cũng là người mẹ nên rất là lo lắng luôn, cũng chân thành nói thầy Nam với bác Đoàn là lo lắm luôn á. Vì tới hai đứa, một đứa 9 tuổi một nỗi lo, một đứa 2 tuổi một nỗi lo. Thứ nhất là cái đứa 2 tuổi thì khỏi nói rồi, nó đã 2 năm rồi, là thậm chí nó sắp vô 3 tuổi mà nó chưa có được đi học mẫu giáo ngày nào hết. Có nghĩa là những cái gì mà anh nó được thì nó hoàn toàn không được. Và bắt đầu nó cảm thấy trong nhà rất là tù túng, mất bối và nó có nhu cầu có bạn. Thế nên đứa 2 tuổi là mình đã phải đi tìm trường cách đây 1 năm và rút cuộc cái quá trình đó nó đều chưa có thành. Và cuối cùng là mình phải cho bạn mới đi học được có 3 ngày và bây giờ lại tiếp tục nghỉ nữa, cứ 5 ngày, 3 ngày. Bạn thứ hai thì là bạn 9 tuổi thì nói thật lòng một câu Thư vẫn muốn chia sẻ với các ba mẹ là ai cũng lo. Và nó trở thành câu chuyện của hai vợ chồng nhà Thư. Có nghĩa là chồng thì nói là thôi em cho con offline đi. Mẹ thì nói thôi cũng chưa ổn đâu, thôi mình online thêm đi. Đó, rồi cũng phải hỏi cô là tình hình trong lớp là bao nhiêu bạn online, bao nhiêu bạn offline. Học offline thì hiệu quả hơn, học online thì hiệu quả hơn. Ví dụ như câu chuyện như vậy, hoặc con có nhiễm hay không. Và cũng đồng thời Thư chứng kiến rất nhiều ba mẹ khi Thư hỏi thì các bạn nói là thôi mình cho nó nghỉ 1 năm đi. Thì Thư nói, ủa rồi mình nghỉ 1 năm rồi năm sau có nghỉ luôn nữa không? Rồi thì sẽ nghỉ mấy năm? Đó, thì những câu hỏi đó rồi thật ra rất là thường xuyên trong những đầu ba mẹ như tụi Thư. Và chưa kể nó kết hợp với việc bản thân tụi Thư phải đi làm nữa. Thì nó hình thành một câu chuyện là nó rất là chuỗi tuần hoàn. Ngay cả thí dụ như nó là nhiễm COVID thì cũng không biết là tới trường nó nhiễm cho về nhà. Hay là ba mẹ đi làm về đưa về cho nó. Hoặc là những người thân quen đưa về thì mình cũng hoàn toàn không biết cái nguồn như cách đây 1 năm. Đó, thành ra đặt tay lên lòng là cũng người cha người mẹ thì mình nói thật lòng là phải lạc quan. Nhưng mà không có được chủ quan. Cái này nó phải rất rõ ràng. Là vì vậy mà Thư rất là muốn lắng nghe bác Đoàn, rất muốn nghe thầy Nam là để làm gì. Tụi Thư biết rằng cái gì không được phép chủ quan, vẫn phải giữ cho con, vẫn phải quan sát con. Nhưng cái gì mình cần lạc quan để con mình nó còn sống nữa, chứ không phải là tất cả những gì mà mình được chơi, mình được tắm mưa rồi bây giờ nó không được cái gì trong số đó hết. Thì cố gắng là tụi Thư cân bằng trên câu chuyện đó. Và đó là xem như là sự mong đợi của những ba mẹ trong ngày hôm nay, được nghe bác Đoàn, được nghe thầy Nam, để hiểu rằng khi con đi học thì mình làm gì
khi con chưa nhiễm và mình làm gì khi con nhiễm COVID. Dạ, cảm ơn Bác Đoàn, cảm ơn thầy Nam. Dạ, em cảm ơn chị Thư rất nhiều. Như vậy thì em thấy đó là khi mà nói về cái vấn đề này thì thực sự nó có quá nhiều những câu chuyện và cũng như có quá nhiều những cảm xúc chị Thư đã giống như là đã chia sẻ dành cho tất cả quý vị, những cái câu chuyện mà chúng ta trải qua thật và những câu hỏi mà chúng ta tự đặt cho chính bản thân mình, làm sao để lạc quan nhưng mà không được chủ quan, đúng không ạ? Thì đây em nghĩ đó là một cái vấn đề quan tâm chung của rất nhiều những quý phụ huynh, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau rõ hơn quý vị nhé. Ngay bây giờ đây, một cái câu hỏi mà em xin phép được kết nối cùng với bác sĩ Trí Đoàn, đó là về góc nhìn của y khoa. Thì thưa bác sĩ, mời bác có thể lý giải được lý do tại sao tình trạng số ca nhiễm tăng cao ở trường học hiện nay lại là một cái con số quá cao, khi mà chúng ta vừa mới quay trở lại trường học chỉ mới khoảng một tháng mà thôi. Con số ở một thành phố không chỉ là vài ngàn nữa thôi quý vị, mà là vài chục ngàn, cộng dồn con số lên quý vị cập nhật hàng ngày, đó là một cái con số quá là lớn đi. Thì thưa bác sĩ, bên cạnh đó thì em cũng mời bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những nguy cơ mà các bé và cũng như là phụ huynh của chúng ta phải đối diện khi mà chúng ta gặp cái tình trạng số ca tăng nhiễm cao và phải quay trở lại công việc, quay trở lại trường học như thế này ạ. Em mời bác sĩ Trí Đoàn. Vâng, thì như quý vị cũng thấy rằng là sau một tháng triển khai đi học trực tiếp thì chúng ta thấy là cái số ca nhiễm tăng cao. Thực ra cái số ca nhiễm tăng cao này á, nó đã được dự đoán rồi. Và vì trước đó, đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự lây lan của cái chủng, cái biến chủng hay variant mới là Omicron là từ tháng 11 năm ngoái ở châu Phi, rồi sau đó là ở khắp các nước luôn, từ châu Âu và tới Mỹ. Thì chúng ta nhìn cái mô hình lây lan ở nước Mỹ chẳng hạn, thì cách đây độ khoảng vài tháng thì quý vị thấy là nó tăng cao một cách khủng khiếp chưa từng có. Mỗi một ngày á, quý vị biết là ở bên Mỹ trước đây á, là có thể tới khoảng 700-800 ngàn ca mỗi một ngày. 700-800 ngàn ca một ngày, trong khi trước đó cái thời mà tranh cử giữa tổng thống cái hồi mà tổng thống Biden bây giờ với lại là Donald Trump trước đây á, thì nội là khoảng độ chừng 200-300 ngàn ca là họ đã chỉ trích nhau rất là dữ rồi. Nhưng mà vừa rồi thì quý vị thấy là tăng tới khoảng 800.000 ca mỗi ngày. Nhưng mà sau khi vượt qua cái đỉnh điểm rất là nhanh đó thì hiện tại bây giờ ở bên nước Mỹ đang giảm thấp xuống, cái số ca bây giờ còn có khoảng chừng 30-40.000 ca mỗi ngày thôi. Tức là giảm đi một cách đáng kể và cái biểu đồ nó tăng nhanh lên và nó giảm xuống như vậy. Đó. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình đó là qua những cái khảo sát mình cũng đã thấy là cái chủng Omicron đã chiếm ưu thế. Và đặc tính của cái chủng Omicron này á, là lây lan rất là nhanh, nhanh gấp nhiều lần so với chủng Delta trước đây. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam quý vị cũng đã thấy cái số ca được báo cáo có khi là 180 mấy ngàn, có khi là gần 200 ngàn ca mỗi ngày. Nhưng mà chắc quý vị cũng đã biết rồi, thì có rất nhiều người đã tự test ở nhà mà nhiều khi chúng ta cũng không có báo cáo, đúng không quý vị? Thật lòng, nếu mà quý vị thật lòng đi thì là có rất nhiều người test mà cũng không báo cáo. Do đó cái con số được báo cáo, mình nghe ở trên báo đài đó, nó chỉ là bề nổi thôi. Còn cái con số thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh là coi như một trong những cái đô thị đông dân nhất ở Việt Nam á, thì cái con số thực tế tôi tin chắc chắn là nó phải gấp 3-4 lần cái con số được báo cáo. Vậy thì bây giờ ước lượng nếu mà dựa trên cái báo cáo là mỗi một ngày là 200.000 ca, 180 cho tới 200.000 ca mỗi ngày ở Việt Nam, thì cái con số thực tế là có thể gấp 3, gấp 4 lần, với là có thể 500 hay 600.000 ca. Tức là cái mô hình tăng số ca của Việt Nam hiện giờ nó giống như của các nước khác khi mà cái chủng Omicron nó lây lan rất là nhanh. Và khoảng độ chừng một vài tuần đây nữa thì quý vị cũng thấy rằng là cái biến chủng con của Omicron, phải không? Omicron là cha mẹ thì nó có con của nó, nói về cho vui, tức là cái biến chủng nhỏ BA2, Omicron là cái biến chủng là người ta gọi là BA1 á, thì bây giờ là BA2 nó còn lây còn nhanh hơn là BA1 nữa, phải không? Các nhà khoa học ước tính là cái tốc độ lây của BA2 là hơn 30% so với BA1, có nghĩa là nó lây lan còn nhanh hơn.
Nhưng có một điều khá là may mắn á, là cả BA1, BA2, tức là biến chủng Omicron này, nó gây ra bệnh nhẹ, tức là nó chỉ ảnh hưởng tới đường hô hấp trên thôi. Nó khác với lại chủng Delta trước đây. Bây giờ chủng Delta trước đây quý vị thấy rằng là trong 100 ca bị lây nhiễm mà chưa được tiêm ngừa, chưa có được tiêm ngừa gì hết, hồi tháng 7, tháng 8 năm ngoái đó, 100 ca bị lây nhiễm thì có 20 ca, tức là tỷ lệ tới 20%, phải hỗ trợ oxy. Và trong 20 ca đó phải hỗ trợ oxy đó thì có khoảng chừng 5%, có nghĩa là khoảng 4-5 ca gì đó là cần phải đặt thở máy, cần phải hỗ trợ cao cấp hơn. Do đó cái biến chủng Delta nó lây lan không nhiều như là Omicron, nhưng mà nó gây ra tình trạng bệnh nặng rất nhiều. Ngược lại thì biến chủng Omicron này nó lây lan cực nhanh, nhưng mà nó ảnh hưởng tới đường hô hấp trên, tức là mũi, họng, thanh quản. Gần như rất là ít ca bị ảnh hưởng tới phổi, và đó là một điều may mắn. Tức là bây giờ đa số mọi người, kể cả người lớn lẫn trẻ em, thì thấy là hầu hết chúng ta đều bị lây và có những cái biểu hiện như là sốt, gai người, cảm cúm, ho hay là bị đau rát họng thôi. Gần như ít ca phải nhập viện cần thở oxy. Do đó bây giờ quý vị thấy cái tình trạng mà quá tải của bệnh viện vì những cái ca cần phải thở oxy gần như không còn căng thẳng như hồi tháng 8, tháng 7 năm ngoái 2021 nữa. Đó, thì cái sự lây lan đó là nó do biến chủng Omicron, cái đặc tính của nó là như vậy. Thứ hai nữa, cái sự lây lan nhanh nữa là vì chúng ta giao lưu, giao tiếp với nhau, gần nhau khá là nhiều. Thì bây giờ chúng ta đi làm lại rồi, những cái đợt mà lễ này nọ, đợt Tết vừa rồi, quý vị cũng thấy rằng là mọi người đi lại rất là đông đúc. Quý vị đi đường hoa, thí dụ vậy đi, ở thành phố Hồ Chí Minh đi đường hoa, tôi thấy mọi người đi san sát nhau, đó là lây. Rồi bây giờ quý vị đi ra các cái nơi ăn uống, nhà hàng, quán nhậu, thấy mọi người ăn uống bình thường, ở những nơi đó thì đâu có ai đeo khẩu trang nữa đâu, đúng không ạ? Thì đó là lây rất là nhanh. Trong nhà trường cũng vậy, thì bây giờ trong nhà trường các bé nó cũng lây với nhau rất là nhanh. Có một điều khá mừng là trong nhà trường thì hầu hết các bạn đi học mà tuổi lớn lớn xíu, tiểu học trở lên á, thì các bạn đấy được đeo khẩu trang, thì cái việc đeo khẩu trang hết, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hết á, thì nó hạn chế bớt cái sự lây lan. Nhưng mà những cái bé mà ở cái lứa tuổi mà trước cấp 1, có nghĩa rằng là lứa tuổi mẫu giáo hay là nhà trẻ, thì gần như không đeo khẩu trang, đúng quý vị. Mình chỉ đeo khẩu trang cho các bé chút trên đường đi thôi, chứ còn tới nhà trường là các bé cũng cởi khẩu trang ra và giao lưu trực tiếp, là chơi giỡn, nắm tay, rồi ôm hôn đủ thứ hết, tiếp xúc trực tiếp rồi. Thì các bạn đấy thì đương nhiên sẽ lây thôi. Vậy thì hồi nãy là câu của chị Thư nói là bây giờ không biết là bé nó đi học nó lây về cho mình hay là mình lây về cho các bé. Ở đây đều xảy ra hai tình huống, nó đều có xảy ra hết. Tức là có những bé không đi học, có những gia đình có bé không đi học gì cả, bé vẫn bị. Và ngược lại, các bé đi học bị bệnh, lây về cho gia đình. Nhưng mà thật ra thì là các bé đi học lây về cho gia đình ít hơn là gia đình lây cho các bé. Bởi vì người lớn mình đi làm, đi đủ thứ, đi chợ, đi đủ thứ hết á, thì chúng ta cũng đem siêu vi về lây cho cả gia đình. Và nói thật á, thì bây giờ hàng ngày thì tôi vẫn khám bệnh cho rất là nhiều bé nhỏ mà bị COVID á, bị lây COVID. Thì hầu hết những cái ca đó đều là do trong nhà bị trước hết á. Tức là phụ huynh bị trước rồi lây về cho cả nhà. Thì ví dụ như bà mẹ đi làm về lây cho bé, hoặc là ông bố đi làm về lây cho cả nhà luôn, cả ông bà trong nhà cũng bị luôn. Thì đa số là người lớn lây về cho gia đình bé nhỏ, chứ ít khi bé nhỏ bắt đầu lây cho người lớn lắm. Ít lắm, vẫn có, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó ít hơn nhiều nha. Thì có điều may mắn á, là tất cả những cái ca mà tôi khám hay là tư vấn về COVID, thì tất cả những ca đó, cái triệu chứng nó đều là nhẹ, và gần như là không có ca nào mà cần phải hỗ trợ oxy cả. Kể cả trong gia đình của các bé đó, ông bà lớn tuổi bị lây nhiễm thì khoảng vài ngày sau cũng đã có thể vượt qua được và hết, và gần như không có phải nhập viện gì cả. Do đó quý vị thấy rằng là hiện tại bây giờ số ca bệnh rất là nhiều,
nếu mà so với lại hồi tháng 8 năm ngoái, mỗi ngày mà mình thấy là 3.000 hay 4.000 ca đi là nó thấy khủng khiếp đúng không? Nghe báo cáo là 4.000 ca mỗi ngày lúc đó là nó thấy khủng khiếp lắm rồi. Nhưng bây giờ là báo cáo 200.000 ca mỗi ngày nhưng mà hệ thống bệnh viện không có quá tải. Và tôi thấy sáng nay thì như trên báo Tuổi Trẻ nó mới có một bài là nói là các quý vị phụ huynh không quá lo lắng, bởi vì là bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng thành phố thì trong một vài tuần vừa qua cũng nhận rất nhiều ca khám bệnh tới các cái phòng khám ngoại trú của các bệnh viện và test ra là dương tính hết á. Cứ ca nào mà tới mà khám mà cứ ho sổ mũi test ra là đa số là dương tính với lại COVID hết. Nhưng mà cái số ca nhập viện rất là thấp và cái số ca cần hỗ trợ hô hấp cũng rất là thấp. Nó không có gây ra quá tải. Thì đó là một cái tín hiệu mừng, là cho thấy rằng là cái chủng Omicron và cái biến thể con của nó đó là BA2 đó lây lan nhanh và cái triệu chứng nó tự giới hạn và gần như mình không có phải lo lắng về cái vấn đề biến chứng về hô hấp đối với lại trẻ em cũng như là cả người lớn. Và nếu mà nói sâu, nói rộng hơn á, thì nếu như cái diễn tiến như hiện tại bây giờ mà nó không thay đổi thêm về cái biến chủng nữa của Omicron, nó cứ như vậy, nó lây lan nhanh mà nó không gây bệnh nặng thì chắc là chúng ta sẽ có miễn dịch cộng đồng. À, ở nhân đây thì tôi nói thêm một vấn đề nữa là tại vì cái câu hỏi là tại sao nó lây lan nhanh á, thì ở trên thế giới khi mà nó lây Omicron nhanh á, thì các nhà khoa học cũng làm những cái nghiên cứu để xem coi tại sao nó lây lan nhanh như vậy. Thì một trong những lý do là cái chủng Omicron á, nó thay đổi cái cấu trúc của cái gai của nó. Quý vị thấy là trong cái con virus đó nó có một cái cấu trúc nó gọi là spike. À, cái gai đó nó giúp cho cái virus nó bám vô bề mặt của tế bào niêm mạc đường hô hấp và từ đó nó mới đưa con virus đi vào trong tế bào. Thì cái gai đó nó được thay đổi rồi. Trong khi trước đó thì khi mà mình chế tạo ra vaccine á, thì vaccine là chủ yếu là để tạo ra cái kháng thể để chống lại cái gai đó. Có nghĩa rằng là cái kháng thể của mình nhận diện gai của cái con virus để trung hòa cái con virus đó, để tiêu diệt con virus đó. Thì vì cái con virus nó biến đổi gai, tức là chủng Omicron này nó biến đổi cái spike đó, nên á, nó thoát được miễn dịch của cơ thể. Có nghĩa là những người đã từng tiêm ngừa vaccine rồi, 2-3 liều rồi, mình vẫn bị nhiễm và vẫn bị bệnh. Tại sao? Tại vì cái miễn dịch của mình nó tạo ra là cái miễn dịch kháng thể đối với cái spike, cái gai đó thôi. Nó đã biến đổi khoảng mấy chục cái protein trên cái gai đó, nên là khi mà nó lây vào thì mình không đủ cái độ nhận diện đối với cái gai đó để mà tiêu diệt. Và ngay cả những cái người bị lây COVID trước đây đối với chủng Delta, Alpha hay Beta gì trước đây đó, thì cái kháng thể mình tạo ra nó cũng không có nhận diện được cái con Omicron này, tức là biến chủng con Omicron này. Nên là đó là một lý do để mà thấy là cái sự lây lan nó rất là nhanh và nó thoát được những cái cơ chế bảo vệ miễn dịch của những người đã từng bị nhiễm hay là những người đã từng được chích ngừa trước đây. Do đó bây giờ mình thấy cái hiệu quả của vaccine COVID nè đối với lại cái chủng Omicron này đó, nó tuột xuống nó còn có khoảng 10%+ mà quý vị. Trong khi trước đó đối với cái chủng nguyên thủy là Alpha, Beta thì hiệu quả nó tới 90%+. Đối với lại cái chủng Delta là hiệu quả nó tới 70%+, 80% lận. Nhưng mà tới cái chủng Omicron này cái hiệu quả của nó chỉ còn có khoảng 10-12% thôi. Đó là cũng một cái lý do để mà mình thấy cái sự lây lan của cái chủng Omicron này nó nhanh nha. Nên đó, hy vọng rằng là chắc là sắp tới này thì sự thay đổi của cái vaccine, nếu mà các nhà sản xuất vaccine đó, họ chế tạo ra những cái vaccine cho nó đặc thù, đặc hiệu đối với cái gai mới của chủng Omicron này, thì chích ngừa tiếp, chúng ta sẽ được chích ngừa tiếp, thì nó sẽ bảo vệ được tiếp đối với chủng Omicron. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất nhiều ạ.
Và như vậy thưa bác sĩ, nếu mà với tình trạng lây lan ngày càng nhanh và đặc biệt là đối với chủng mới Omicron như thế này, thưa bác sĩ, thì liệu chúng ta có cái cách nào để chúng ta có thể là hạn chế những cái nguy cơ lây nhiễm hay không? Câu này thì em xin phép được mở rộng, đó là đối với các trẻ ở trường học nói riêng và cũng như là đối với trong cộng đồng nói chung, thì em xin phép được xin ý kiến của bác sĩ Trí Đoàn ạ. Vâng, thì để cái hạn chế cái sự lây lan á, thì trước đây á, là quý vị cũng nghe nói tới 5K đúng không ạ? 5K. Nhưng mà bây giờ thì cái biện pháp 5K như vậy á, nó không hoàn toàn hiệu quả nữa. Một trong những cái chữ K là giữ khoảng cách, thì quý vị thấy làm gì chúng ta được giữ khoảng cách nữa, đúng không ạ? Gần như chúng ta đi sát sát nhau ở ngoài đường rồi, hay là đi chợ, đi siêu thị chúng ta đi sát nhau rồi, đi thí dụ xem phim chúng ta cũng ngồi sát nhau, đi ăn uống vân vân chúng ta cũng ngồi sát nhau. Nói chung là cái chữ K khoảng cách thì không còn không có thực tế đối với lại điều kiện hiện tại nha. Đi học các bé cũng ngồi gần như sát sát nhau, chắc chút xíu nữa thầy Nam cũng sẽ cho ý kiến về cái vấn đề đi học của các bé nó ngồi như thế nào, nhưng mà khó mà giữ được khoảng cách lắm. Có một cái ca nữa là khai báo y tế, thì quý vị cũng thấy bây giờ chúng ta khai báo chắc cũng chỉ để cho khai báo thôi. Thực tế cái vấn đề khai báo đó nó gần như nó cũng không còn một cái hiệu quả thực tế nữa, tại vì ngày xưa chắc cũng mới có một năm nay thôi quý vị, mà nó cũng giống như nó lâu lắm rồi đúng không ạ? Mình sống trong cái thời đại Covid này nó giống như nó rất là lâu, mới một năm nay thôi. Thì cái lúc mà số ca còn ít á, mình còn tính là F0 rồi F1 để chi, để mình truy tầm, để mình truy vết cái số ca, cái nguồn lây. Nhưng bây giờ thì ở đâu cũng có thể là F0. Nên làm sao mà mình biết được là ai là F0? Do đó cái việc mà mình mình khai báo trong cái phần mềm PC COVID hay là những cái đấy, thì thật ra quý vị khai báo chơi cho vui. Tôi cũng khai báo mà tôi thấy nó không có cái ý nghĩa gì lắm. Bây giờ hỏi tôi rằng là có tiếp xúc với ai bị F0 tôi cũng không biết nữa, tại vì thật ra ai cũng có thể bị đúng không ạ? Mình không thể biết được điều đó, mình cứ đánh 0000 thôi, mình cho nó, nói chung là cái đó nó cũng không hiệu quả nữa. Có một cái ca nó rất là hiệu quả, tức là khử khuẩn, tức là mình luôn luôn rửa tay bằng nước sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng thì nó rất hiệu quả. Bởi vì bàn tay ta nó làm tinh, nên tất cả quý vị, bàn tay ta nó đụng bất cứ chỗ nào cũng có thể lây virus. Và khi mà mình đưa tay vào mắt, mũi, miệng là mình đưa virus vào đường hô hấp. Đó là cái cách lây. Vậy thì nếu mà mình cắt được cái đường lây đó, có nghĩa là mình rửa tay bằng xà phòng, rửa tay bằng nước sát khuẩn, cái con virus đó nó rất là yếu ớt. Nó chỉ cần có nước sát khuẩn, chỉ cần có xà phòng là nó bị tiêu diệt liền. Nó cũng non yếu lắm quý vị, nó không có mạnh mẽ giống như nhiều cái con vi khuẩn khác đâu nha. Thì nội một biện pháp là khử khuẩn như vậy đã hạn chế được cái việc lây lan từ người này qua người khác rồi. Rồi một cái chữ K nữa quý vị thấy là đeo khẩu trang. Thì trước đây thì có rất là nhiều tranh cãi là đeo khẩu trang nó có hiệu quả hay không hiệu quả bảo vệ đối với cái sự lây lan. Và có rất là nhiều nghiên cứu. Thì mới hôm qua tôi đọc được một cái nghiên cứu mới nhất luôn là trên báo Pediatrics, là cái báo về nhi khoa hàng đầu của Hoa Kỳ á, rồi cũng như trên thế giới luôn á. Thì ở đó người ta thấy là tổng kết lại á, thì người ta làm những cái mô hình dự đoán, thì thấy rằng là cái việc mà so sánh giữa đeo khẩu trang universally, có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, và so sánh với việc là đeo khẩu trang là optional, có nghĩa là tùy chọn, tùy mình thích thì mình đeo, không thích thôi. Thì hai cái nhóm đó thì so sánh đó, thì thấy rằng là cái nhóm mà universal, có nghĩa là tất cả mọi người đều đeo khẩu trang á, thì cái dự đoán mà cái số ca bị nhiễm á, là khoảng 7%. Trong khi nếu mà đeo khẩu trang theo optional, có nghĩa là tùy mình muốn đeo, đeo không đeo cũng được, ai thích thì đeo, ai không thích thì không đeo á, cái việc lây nhiễm nó là khoảng 24-25%. Có nghĩa rằng là so sánh với việc đeo khẩu trang gần như bắt buộc mọi người và đeo khẩu trang theo tùy chọn, thì cái đeo tùy chọn đó đó nó tăng cái nguy cơ bị lây gấp 3 lần. Vậy thì mình thấy rằng là cái việc
tất cả mọi người đều đeo khẩu trang cả thì nó sẽ giảm bớt nguy cơ lây. Thực ra đeo khẩu trang á, nó gần như ít có bảo vệ được người khác lây cho mình, tức là từ môi trường lây cho mình, tại vì cái khẩu trang của mình nó không ngăn được cái con virus đó đâu. Nhưng nó có thể ngăn được cái việc phát tán những cái hạt nước bọt, hạt nước mũi khi mà cái người bị bệnh nó bị nhiễm, họ hắt hơi, họ vô tình họ ho, họ văng cái hạt nước bọt ra mà họ quên không có che miệng một cách đúng cách á. Che miệng đúng cách đó là mình dùng khuỷu tay chỗ này để mình che. Đa số chúng ta dùng bàn tay che thì cái bàn tay mình sẽ dính cái con virus đó, và tay mình đụng chỗ này chỗ nọ thì tay mình sẽ lây cái virus đó vô những cái mặt phẳng xung quanh. Ví dụ như tay nắm cửa, ví dụ như là bàn, ví dụ như là những cái bàn phím mà mọi người xài chung, hay là những cái nút bấm ở thang máy chung cư hay là siêu thị vân vân. Đó là những cái chỗ mà dễ lây. Thì cái việc mà đeo khẩu trang đó nó sẽ hạn chế cái người bệnh phát tán cho con virus đó ra, hơn là bảo vệ cho cái người không bị bệnh á, mình không bị nhiễm. Đó, thì nếu mà tất cả mọi người đều đeo thì mình không cần biết cái người đó là có bệnh hay không có bệnh, thì cái việc đó là hạn chế của cái người bệnh lây lan cái con virus ra môi trường xung quanh rồi. Đấy là cái lý do mình thấy rằng là nó việc bắt buộc đeo khẩu trang hết nó sẽ giảm bớt cái nguy cơ lây của cái con virus đó vô môi trường 3 lần ha, 7% so với là 24%. Đấy, thì đó là một số cách để mà mình có thể hạn chế bớt cái sự lây lan của con virus. Thì hai cách mà có hiệu quả nhất cho tới lúc này thì chúng ta thấy rằng là rửa tay thường xuyên và tránh đụng tay vào mắt mũi miệng, kế tiếp là chúng ta đeo khẩu trang ở những cái nơi công cộng giống như quy định của chính phủ từ trước tới giờ nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất nhiều, và đây cùng chúng ta cũng có những cái số liệu rất là cụ thể mà bác sĩ Trí Đoàn chia sẻ dành cho chúng ta. Và như vậy thì cũng từ cái lời khuyên của bác sĩ Trí Đoàn ở bối cảnh hiện tại thì chúng ta phải ghi nhận hai cái giải pháp mà có thể nói là cần thiết nhất hiện nay, là khử khuẩn và cũng như đó là đeo khẩu trang bảo vệ cho mình và cả những người xung quanh. Ngay bây giờ đây thì cho phép Thu Nga được kết nối cùng với thầy Nam. Thưa thầy Nam, vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe ý kiến từ góc độ y khoa của bác sĩ Trí Đoàn, thì còn về phía góc độ của nhà trường thì như thế nào? Và đặc biệt đối với thầy Nam thì hiện nay còn đang phụ trách đó là về khối tiểu học, thì Thu Nga biết là các bé nhà mình thì rất là hoạt bát, rất là năng động, đi học mà mình cũng phải dặn dò rất là nhiều, hay là những cái cách mà các bé tiếp xúc với nhau nó cũng rất là hồn nhiên. Thì thưa thầy, đối với thầy ở góc độ nhà trường thì hiện nay thì chúng ta có những cái biện pháp gì để phòng ngừa COVID-19 dành cho học sinh quay trở lại trường trong cái bối cảnh hiện tại? Thì em xin phép được xin ý kiến của thầy Nam ạ. Xin mời thầy. Dạ vâng, liên quan tới cái việc mà cái công tác tổ chức phòng ngừa COVID tại trường học trong cái giai đoạn mà học sinh đang học khoảng một tháng nay á, thì mình xin chia sẻ một số thông tin thế này. Nhưng mà trước tiên thì rất là tâm đắc với các cái nội dung mà bác sĩ Đoàn vừa chia sẻ, nhất là cái 5K hay là các cái vấn đề mà cái số ca nhiễm hiện tại và cái tức là cái mức độ nặng dành cho những ca về sau á, thì có lẽ là đây là một trong những cái thông tin mà rất là bổ ích dành cho phụ huynh để mình cảm thấy là yên tâm hơn khi mà con đi học. Còn đối với tại trường Khai Nguyên Inspire School thì chúng tôi cũng, mặc dù là như là Thu Nga có đề cập là đối với học sinh tiểu học á, cái việc mà phòng ngừa đối với các bạn ở trong khi mà thời gian các bạn ở trường á, nó sẽ khó hơn so với người lớn. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện các cái biện pháp để có thể hạn chế tối đa những cái nguy cơ có thể xảy ra với các bạn trong cái thời gian các bạn học tập ở trường. Thì mình có thể chia làm các cái giai đoạn. Thực ra khi mà trước khi mà học sinh đi quay trở lại trường ngày 14 tháng 2 mà học sinh quay trở lại trường á, thì chúng tôi cũng có những cái công tác chuẩn bị nhất định. Ví dụ như là chúng tôi có cái việc là khử khuẩn toàn bộ các cái khu vực, các cái khuôn viên, các cái vị trí mà học sinh học tập. Và cái việc khử khuẩn này thì nó cũng được lặp lại, chứ không phải là chỉ có lần đấy không. Ngoài ra thì cái đối tượng mà tiếp xúc với các bạn học sinh đó là giáo viên, nhân viên, thì chúng tôi cũng có những cái tập huấn hay là cái hướng dẫn để cái giáo viên, nhân viên của nhà trường hiểu, nắm bắt được các cái kiến thức về cái công tác an toàn trong cái quá trình dạy học hoặc là tổ chức cái hoạt động sinh hoạt của học sinh trong cái thời gian mà các bạn học ở trường, cũng như là cái quy trình mà xử lý khi mà có phát hiện ca nhiễm tại trường học thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào để cái việc mà cái ca nhiễm đó nó sẽ không có gây ảnh hưởng tới các bạn học sinh khác.
Thì như bác sĩ Đoàn chia sẻ thì trong cái 5K thì đối với cái khoảng cách, thực ra là đối với cái giãn cách là nhất là đối với học sinh tiểu học là đây là việc rất là khó luôn. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn cũng bố trí được cái việc là khu vực học sinh học tập cũng như là khu vực ăn uống hoặc là nghỉ trưa của học sinh nó cũng có thể thực hiện cái giãn cách tối đa nhất có thể để mà mình gọi là hạn chế được phần nào càng tốt phần đấy. Thì tất cả cái công tác này khi mà nhà trường thực hiện chuẩn bị á, thì có được cái sự hướng dẫn, cái sự giám sát của cái cơ quan y tế, cơ sở giáo dục, của phòng giáo dục khi mà chúng tôi đưa vào hoạt động á. Và trước khi mà chúng tôi đón học sinh quay trở lại trường thì cũng được cái sự đánh giá và hướng dẫn từ các cái cơ quan này theo đúng cái bộ tiêu chí an toàn trường học để mà mình đảm bảo là khi các con đến thì mọi thứ nó đã sẵn sàng, tất cả nhân viên, cán bộ đã hiểu rõ về cái việc là sẽ tổ chức như thế nào là an toàn nhất cho học sinh. Và khi học sinh quay trở lại trường á, thì chúng tôi cũng thực hiện các công tác như là cái việc mà sát khuẩn và đo thân nhiệt cho học sinh. Và đặc biệt trong giai đoạn này thì chúng tôi không yêu cầu là phụ huynh mình không có vào trường trong cái buổi sáng hoặc đón học sinh, mà chỉ đón học sinh ở trước cổng trường thôi để mình hạn chế cái số lượng người ra vào trong cái khuôn viên trường học á. Ngoài ra thì sau cái giờ ngủ trưa khi mà các bạn ngủ dậy á, thì cái bộ phận y tế cũng thực hiện đo thân nhiệt cho các bạn học sinh một lần nữa, bởi vì là cái giai đoạn sau nghỉ trưa này thì cái việc mà phát hiện thân nhiệt các bạn nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Các bạn học sinh thì cũng được hướng dẫn một số cái biện pháp tự phòng ngừa đối với cái COVID này, ví dụ như là hướng dẫn các bạn cách rửa tay. Và ở trường thì chúng tôi bố trí rất là nhiều các cái dung dịch rửa tay ở rất là nhiều cái vị trí mà học sinh có thể là từ những cái vị trí mà học sinh hay ngồi, học sinh ở thư viện, ở nhà ăn, vân vân, ở tất cả lớp học, thì các cái dung dịch vệ sinh, cái rửa tay này, cái sát khuẩn này cũng đều được bố trí. Cũng như là một cái khó khăn mà ở tiểu học đó là các bạn học sinh là hay quên đeo khẩu trang. Tuy nhiên cái việc này thì chúng tôi cũng nhắc nhở các bạn thường xuyên để các bạn học sinh là có thể là khi các bạn quên thì các bạn cũng bất kỳ một cái giáo viên, nhân viên nào thấy thì cũng có thể nhắc các con trong cái việc nếu mà con không có đeo thì nếu mà con nhiễm bệnh thì con không có được đi học nữa, vân vân. Thì các bạn học sinh hiểu cái điều đó và các bạn cũng đeo khẩu trang ngay. Nó có cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là cái tuổi này thì các bạn rất là hợp tác với thầy cô. Đối với cái công tác mà hoạt động bán trú của nhà trường á, thì chúng tôi cũng chia cái khu vực ăn uống ra để các bạn tránh các lớp là có thể ngồi quá gần nhau, thì chúng ta cũng tách ra để có khoảng cách nhất định trong cái đoạn này. Mặc dù có thể là giờ chơi các bạn cũng tiếp xúc, tuy nhiên là với cái việc tách này thì nó cũng sẽ hạn chế phần nào tiếp xúc số lượng đông giữa các lớp với nhau. Chúng tôi cũng chú ý về cái dinh dưỡng cho học sinh, ví dụ là có thể bổ sung thêm các nước uống mà tăng cường cái miễn dịch như là các nước chanh sả cho học sinh nè. Trong giai đoạn này thì chúng tôi không có tổ chức các cái hoạt động mà tập trung đông toàn trường. Tuy nhiên là có một số cái sự kiện như là các lễ hội, khai giảng, sơ kết thì nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh dưới cái hình thức online. Các bạn vẫn kết nối với nhau, vẫn làm việc với nhau qua cái hình thức online. Thậm chí là các bạn có thể là thực hiện các dự án cộng đồng online luôn và các bạn cũng rất là vui, hào hứng với cái hoạt động này. Thì trong suốt cái quá trình hoạt động vừa rồi thì nhà trường cũng được cái sự kiểm tra tư vấn từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Họ cũng đến kiểm tra cũng như là đánh giá về cái hoạt động của nhà trường theo cái bộ tiêu chí và nhà trường cũng đáp ứng được các cái tiêu chí này dành ra. Thì rất là cảm ơn bác Đoàn mình chia sẻ về những cái điểm cốt lõi như là về rửa tay sát khuẩn, dặn học sinh không có đưa tay lên mắt mũi miệng hay là đeo khẩu trang vân vân. Thì cũng rất là hữu ích và hiện nay thì nhà trường cũng đang thực hiện theo được những cái điều này. Dạ chắc là vài ý chia sẻ với Thu Nga với lại bác Đoàn, chị Thư và các quý phụ huynh ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy Nam rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta thấy được rằng về phía nhà trường cũng đang nỗ lực rất là nhiều, và đặc biệt là chúng ta tuân thủ theo những quy định và những quy trình để làm sao đảm bảo được việc bảo vệ sức khỏe dành cho các em học sinh của mình. Nhân đây thì chúng ta đã được nghe ý kiến từ phía y khoa của bác Đoàn, từ phía những cái nỗ lực, những cái quy trình bảo vệ sức khỏe từ phía trường học của thầy Nam. Thì em xin phép được kết nối cùng với chị Minh Thư ạ. Chị Minh Thư hiện nay có hai bé và một bé đã đang học trong cái lớp tiểu học của mình rồi. Thì thưa chị Thư, trong cái khoảng thời gian vừa rồi đó, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn Tết, thì em thấy đó là trên rất nhiều những cái trang báo hay là rất là nhiều các cộng đồng thì họ có chia sẻ với nhau về cái chuyện đó là lựa chọn cho trẻ quay lại trường đó là có hoặc là không. Sau đó thì em thấy cái tỷ lệ đó là đồng ý đưa trẻ đến trường là khá là cao, khi mà tất cả ba mẹ đều mong muốn là trẻ được quay lại trường học, không chỉ là về cái việc là đảm bảo cho cái việc hoạt động học tập của các bé mà còn là cái việc đó là
các bậc phụ huynh của chúng ta cũng có thể yên tâm để mình có thể làm cái công việc của mình. Tuy nhiên chỉ sau một tháng Tết quay trở lại trường thì cái tỷ lệ tăng quá cao, thì Thu Nga thấy có rất là nhiều trường hoặc là một số các địa phương họ lại có những cái sự thay đổi, đó là cho bé được quyền gia đình của mình có quyền lựa chọn đó là có đưa đến nữa hay không. Thì em thấy đó là lại là một cái sự dao động lựa chọn giữa quý vị phụ huynh. Thì em biết, không biết là ở góc độ của chị Thư thì chị cảm thấy như thế nào? Mình chắc chắn là cũng có những cái tâm lý như vậy, đặc biệt trong gia đình của mình, nhiều khi không phải là từ nhà nọ đến nhà kia nữa mà còn các thế hệ trong gia đình, ông bà hay là chồng của mình cũng có ý kiến khác mình nữa thì sao? Em mời ý kiến của chị Thư ạ, mình trải nghiệm như thế nào trong giai đoạn này ạ? Cảm ơn Nga. Thật ra cảm ơn Bắc Đoàn nhiều nhất và thầy Nam. Hồi nãy Thư rất là ghi nhớ, hồi nãy Bắc Đoàn nói có hai việc là cái khẩu trang của con để chống câu chuyện là các con sẽ lây bệnh ra ngoài, và cái thứ hai là cái rửa tay. Thì thật ra là cái đó là các bé có sự tuân thủ. Thì thật ra lúc trước đó là cái đoạn trước Tết đi, là nhà có gọi là một cái cuộc gọi là thảo luận và hội ý. Có nghĩa là ba mẹ thảo luận với nhau, quay lại hỏi con là Huân ơi, Huân hòa, con có muốn đi học hay không? Thích học online hơn hay offline hơn? Thì thật ra là Inspire thì có một cái đặc trưng là học online rất là vui. Thế là bọn nhỏ thì rất thích học online. Có hai chuyện, thứ nhất là được dậy trễ. Bình thường 6 rưỡi phải ra khỏi nhà, nhưng mà học online thì 7 giờ mới lon ton dậy, ăn sáng nhẫn nhơ đến 7:45 còn được mở YouTube coi, rồi đến 8 giờ bắt đầu giờ học. Thế nên là các bạn rất là mê online của trường Inspire. Nhưng dĩ nhiên cũng nói thật là ở trong nhà tù túng quá. Thế nên là con cũng thích đi học offline, và cuối cùng là gia đình chọn offline. Nhưng đúng là khi mà trở lại cái tình huống mà tình hình nhiễm với Bác Đoàn, thì cũng nói thiệt tình với Bác Đoàn là trong group phụ huynh nó rần rần luôn. Mà thứ hai group lận, một group là của lớp 4A và một group là của các phụ huynh các trường, nghĩa là của chi nhánh quận 8, có nghĩa là đâu đó khoảng mười mấy lớp. Và nói cái group đó trước giờ chưa bao giờ rần rần gì hết á. Rồi hôm nay Tuấn Kiệt lên hai vạch rồi, con sốt rồi, xong phụ huynh khác con bị dày rồi, xong rồi có phụ huynh nói là tôi phải lên trường hỏi trường cho rõ vì sao số lượng này nó tăng thế này kia. Tôi thấy phụ huynh căng thẳng, mà đây em cũng hội phụ huynh, em cũng sợ tại vì con em thì chưa nhiễm. Thế là em phải nhắn qua cô hiệu trưởng, cô ơi bây giờ tình huống như vậy thì sao, ý kiến phụ huynh như vậy thì như thế nào. Thì thật ra là nếu nói không lo là không đúng, tại vì thật ra tình huống ba mẹ lúc đó là đã được lắng nghe những chuyên gia y tế như Bác Đoàn nói trước rằng là Omicron nó nhẹ hơn. Nhưng mà thật sự là không ai dám hình dung nếu mà bệnh viện Nhi Đồng quá tải thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hoặc là Victor Healthcare sẽ không còn đủ sức để nhận số lượng bệnh nhi để gọi là khám thôi, chưa nói là quá nặng. Chỉ cứ nó thở mà nó thở không ra hơi là nghe thấy sợ rồi. Đó, rồi các ba mẹ lại chia sẻ nhau những cái hình ảnh như là cái máy đo thân nhiệt á. Nó đỏ lét đỏ le mà nó lên tới 39 rồi là tôi nói cái nhớ mà nó rần rần đêm ngày luôn. Thế nên thật sự là lúc đó là ba mẹ rất là lo, nhất là những cái case mà tăng số lượng lên các con ở trong lớp. Đó, nhưng mà một khi hỏi á, thì thật ra Thư cũng không có quan điểm là thật ra Thư hay hỏi cô hơn. Tại vì thật sự Thư rất là thương thầy cô ở giai đoạn này luôn. Thật sự với Bác Đoàn ở giai đoạn này thương nhất hai người đó là nhân viên y tế và thầy cô. Thật sự là rất cực luôn. Cô có một cái khả năng dạy là tụi Hương nghe nói gọi gì giờ gọi syllabus hay là cái gì đó. Tóm lại là vừa dạy online vừa dạy offline. Thư không biết làm sao mà cô handle được nhiêu đó đứa nhỏ, cô làm sao cô quản được tụi nó. Thế nên là trên câu chuyện đó thì học online hay offline là một câu chuyện rất là khó. Nhưng mà với cá nhân Thư ở giai đoạn này thì Thư cảm thấy dịch bệnh nó cũng chưa phải là đi qua. Thế nên là Thư nghĩ rằng là online, offline nó nên đi song hành với nhau. Nó không có thể nào mà mình quay lại như hồi xưa Bác Đoàn. Có nghĩa là tụi em lại trở về một ngày nào cũng tới trường, không thể nào như vậy được. Bởi vì sẽ có lúc là bệnh thì phải ở nhà. Và nó cũng không thể nào mà biến tụi nhỏ thành một đứa trẻ chỉ biết online, không còn gặp nhau, không còn ôm nhau, không còn rượt đuổi nhau. Thì em nghĩ đó không phải là cách. Thế nên em nghĩ rằng thực tế với một người ba mẹ như tụi em thì em chấp nhận là có cả online, có cả offline. Online để con được thực hiện những cái thứ mà như thầy Nam nói đã chuẩn bị rất tốt. Ví dụ con học cả lập trình, học cả làm phim trên máy tính. Rồi cả xài ca hút, con nít bây giờ xài ca hút lẹ lắm. Mình vô chả biết cài mã game, nó vô bật mã game. Chưa đọc hết câu trả lời là nó đã bấm được cái câu trả lời rồi. Và nó luôn luôn thắng. Ở trường, ở công ty Thư tổ chức một cuộc thi ca hút vào trung thu. Và con Thư là một trong những đứa thắng. Là bởi vì nó quen học ở trường rồi. Nên thậm chí nó còn giỏi hơn mình trong khả năng online. Đó. Nhưng mà ngược lại nó vẫn cần đến trường, nó cần được đi bơi. Và Thư không có thấy là vì cái câu chuyện Omicron mà Thư không cho con đi bơi.
và vẫn nói là thí dụ như con có thể nghỉ ngày nào trong tuần, nhưng con ưu tiên tới trường thứ hai bởi vì ngày đó là ngày con được đi bơi đó. Thành ra là Thư cảm thấy là ba mẹ ai cũng lo, nhưng mà như bác Đoàn đã nói thì trong những câu chuyện này con âm ranh nó vẫn yếu trong góc độ nào đó, thế nên rửa tay kỹ thì vẫn có thể rượt đuổi nhau được. Nhưng mà thí dụ mệt quá thì vô kiếm cái phòng nào trống rồi khởi cái khẩu trang ra thở một chút rồi lại đeo vào để mình tránh mình lây bệnh cho người khác và lại rửa tay, thì Thư nghĩ là nó khá là ổn. Và như cách hiện giờ trường đang áp dụng cho Huân, Thư cảm thấy là con khá là ổn. Ví dụ như con đeo khẩu trang suốt, con chỉ lấy khẩu trang ra khi mà con đi ăn thôi, còn đi ngủ cũng đeo khẩu trang nữa, bởi vì con nít nó không có giống mình người lớn mình không quen. Còn con nít một khi là con đã thống nhất rồi là con cứ vậy con làm thôi đó. Thì cũng rất là mong là được bác Đoàn với thầy Nam đã chia sẻ kỹ rồi, thì một mặt mình vẫn biết cách bảo vệ con, nhưng một mặt thì chắc online và offline phải phối hợp với nhau thôi, chứ chẳng thể nào về ngày xưa để mà lúc nào ngày nào cũng tới trường, mà cũng không thể nào biến con nhỏ thành chỉ có cái màn hình giống vậy ngồi 8 tiếng thì nước mà khùng luôn đó. Thì Thư kỳ vọng là một cái sự cân bằng và ba mẹ bớt lo. Thư cảm thấy là trong hội phụ huynh đó là con nít nó không có than thở, Thư thấy tụi nó đi học online tụi nó vui vẻ nhiều lắm, mà ba mẹ nó trời ơi đứa này F0 đứa kia F0, nó hẳn ngồi tối đêm mà 9-10 giờ rợn hết da gà luôn á. Thành ra là Thư nghĩ rằng cái buổi hôm nay á, chắc là dành cho phụ huynh nhiều hơn là mấy đứa nhỏ. Tại vì cái người mà cần giải tỏa điều này là bác Đoàn ơi, là mấy đứa nhỏ, ba mẹ nó chứ không phải tụi nó. Tụi nó vẫn vui vẻ bình thường, nó ngồi kế bên nó gật luôn á, con vui lắm, con bình thường lắm, nhưng mà chỉ có ba mẹ con là căng thẳng thôi đó. Thì nhờ thầy Nam với bác Đoàn giúp ba mẹ hiểu để bớt căng thẳng lại với nhau. Dạ, xin cảm ơn. Em cảm ơn chị Thư rất nhiều, những chia sẻ rất là thiết thực, trải nghiệm của mình cùng với các bé của mình. Và như vậy thì ở cái góc độ lạc quan mình nhìn thấy nhiều khi là trong nguy có cơ, đúng không chị? Và cũng nhờ những cái sự sáng tạo như thế này từ phía các thầy cô thì các bé cũng được học thêm những kỹ năng mới và công nghệ, các bé tiếp xúc cũng nhanh hơn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái mặt lợi và có những cái mặt hại. Bên cạnh mình, cái câu hỏi tiếp theo đó là nếu mà không có set về việc đảm bảo sức khỏe hay là khoảng cách khi mà mình học on và học off, thì em xin phép được xin ý kiến của chị Thư về cái việc là hiệu quả của bé khi mà chúng ta học kết hợp online, offline. Thì em không biết đó là cái hiệu quả học tập của các bé như thế nào khi mà mình có những cái hình thức học như thế này. Em mời chị Thư ạ. Ngày xưa thì nếu như mình chỉ có một sự lựa chọn đó là lên lớp học nhiều thi, phụ huynh phải quan tâm nhiều về cái chuyện đó là hôm nay bé học bài có hiệu quả hay không, hay là những cái điểm số hay là những cái kỳ thi của bé. Tuy nhiên bây giờ đến với cái việc sức khỏe là trên hết, các hình thức, nhưng mà nếu quan tâm về cái vấn đề hiệu quả thì ý kiến của chị Thư như thế nào ạ? Thật ra mình nghĩ hiệu quả học thì nó cũng có điểm yếu và nó có điểm mạnh, thật lòng là như vậy. Cũng thành thật lắm, một cái điểm yếu rất lớn của online là nó mở màn hình thứ hai. Nó mở màn hình thứ hai, nó xem một thứ khác, có thể coi YouTube, có thể xem cái này cái kia, nên thật ra là có câu chuyện đó và mức độ tập trung của bạn đôi khi là nó không tốt. Tuy nhiên thật sự mà nói là khi cô sử dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau và những phần mềm khác nhau thì các bạn rất là hào hứng. Thật sự mà nói khi mà các cô thầy quen với kỹ thuật và bọn trẻ quen kỹ thuật thì nó rất là hào hứng, bởi vì có những thứ mà nếu mà mình dạy trên offline mình không có ứng dụng được đó. Và ngược lại trên câu chuyện offline cũng như vậy, nó cũng có những điểm dở. Thí dụ như mình đừng tưởng là mình ngồi trong lớp mà thật sự nghe, tại thật ra chúng ta cũng là từng học trò, mình ngồi lớp nhưng mà tâm hồn mình treo ngoài cửa sổ là có thiệt, nên mình không treo một màn hình khác thì cũng treo ngoài cửa sổ, nên cũng không có thể có sự tập trung hoàn toàn. Và cái điều rất tốt của offline là sự tương tác với con người trẻ con nó rất là quẩn nha. Mình nghĩ là ở nhà được xem máy nhiều là bọn trẻ sẽ rất là mê, không có đâu. Khi mà nó ở mấy tháng rồi, nó rất là có nhu cầu tới lớp. Hơn không phải là đứa cởi mở với mọi người nhiều, không phải là đứa mê bạn. Nhưng một khi tới trường, Phương vẫn cảm thấy được cái không khí, cái năng lượng để Phương cảm thấy vui. Thế nên quan điểm của mình như hồi nãy mình nói, mọi thứ vẫn nên là cân bằng. Tại vì thật sự có những thứ là không thể nào mình nói là con không online được. Tại vì trước sau gì cũng sẽ giống như đang nói, thí dụ một đợt dịch nó cao điểm, rồi đến một đợt dịch thí dụ như 5-7 đứa mà nó F0 hết thì cũng không thể nhốt nó vô trường học chung nhau được, thì rõ ràng vẫn sẽ là online. Và ngược lại là bây giờ trẻ con nó trân trọng cái giây phút offline hơn. Lúc trước là kêu nó đến trường là coi như là con ngủ thêm một chút xíu rồi từ từ con lên trường vân vân. Nhưng bây giờ lên trường, thứ nhất thích bạn bè, nhưng mà thứ hai thầy Nam biết thích gì không? Đồ ăn ở trường ngon hơn. Thì ở nhà mẹ có nhiêu đó món nấu hoài à, nó ngán rồi.
Thế nên trường thì cân bằng dinh dưỡng hơn rất là nhiều, vì thức ăn đã được chuẩn theo cái suất của các bạn rồi, nên các bạn rất là thích. Và trường cũng rất là tâm lý là trở lại trường hay nấu mấy món nó thích, ví dụ meatball với là thịt viên á là siêu thích luôn. Thế nên là điều đó dẫn tới có động lực cho các con tới trường. Thế nên mình vẫn nghĩ rằng dù ba mẹ có như thế nào thì online nó có điểm yếu điểm mạnh của nó, offline vẫn có điểm yếu điểm mạnh. Và hiệu quả học của con theo Thư nghĩ nó sẽ thiên về hai câu chuyện. Thứ nhất, con có hạnh phúc khi học hay không. Thứ hai, con có sức khỏe hay không. Bởi vì thật sự đối với mình lựa chọn cho con là dựa trên hạnh phúc. Bởi vì Thư thấy rằng là ví dụ như bác Đoàn giỏi đến ngày hôm nay, Thư không biết hồi nhỏ thì bác Đoàn có yêu thích học không, Thư không biết. Nhưng mà Thư hồi nhỏ là không có yêu thích học, nhưng mà khi đi làm thì Thư không phải là người tệ. Thế nên là mình nên hiểu là trẻ con nó cũng có thích môn này môn kia. Thế nên cái việc nó hạnh phúc thì nó học cái cách mà tiếp thu kiến thức, thì sau này ra đời nó sẽ tiếp thu kiến thức thôi. Chứ còn bây giờ mà mình đặt kiểu học như là hồi xưa nữa thì tùy mỗi ba mẹ. Nhưng mà Thư nghĩ là ngay cả những bạn học xuất sắc thì cũng rất phụ thuộc khả năng tự học của bạn. Thế nên Thư tin rằng trường học là môi trường khuyến khích cho con học tập, chứ Thư không có tin trường học là nơi luyện con Thư nó thành gà để đi chọi với ai hết. Thế nên là Thư tin là những người như bác Đoàn, như thầy Nam, thậm chí như Thư hay Nga, chúng ta đều có một cái tuổi thơ của riêng mình. Thế nên bây giờ chúng ta hãy quên cái câu chuyện học giỏi, mà chúng ta chỉ đi làm sao cho con hạnh phúc, kiến thức vào đầu, và sau đó thì nó có sức khỏe, nó thở tốt là mình mừng rồi đó. Rồi cứ vậy thì cuộc sống nó sẽ ổn định thôi. On hay off sẽ chắc chắn là phối hợp với nhau, không có cái chuyện mà nó sẽ thiên về một trường phái. Nên rất là mong ba mẹ đừng vì một cái khiếm khuyết của online mà cứ nặng nặng là cho con tới trường rất đầy đủ. Hoặc cũng đừng một cái khiếm khuyết của offline mà nói thôi cho con nghỉ học năm nay, thì nói thiệt tôi không biết nghỉ đến năm nào, tháng nào, mùa bưởi nào nữa. Thế nên rất là mong ba mẹ cởi mở ra để con cứ đi theo cái xu hướng thôi. Giống như lớp mình hay hỏi cô của bé là: cô Trang ơi, hôm nay là các bạn học online hay offline nhiều hơn? Nếu tất cả lớp đã học offline rồi thì mình không nhất thiết một mình con học online, thì cho nó nghỉ vài ngày để nó dưỡng sức khỏe cũng được, nếu mà nó có vấn đề đó. Và ngược lại, nếu cả lớp offline thì nó cứ offline đi, không sao hết, đứa nào nhiễm cứ ở nhà thôi đó. Thì mình khá là thoải mái trong câu chuyện online và offline, không có sự phân biệt, không có sự kỳ thị của online và offline. Cái chính là nó vui vẻ, nó thích tới trường, hoặc nó vui vẻ khi nó online rồi nó học về, nó kể mình nghe hết. Mẹ ơi, hôm nay con biết tại sao là nó lại nổi trên nước. Mẹ ơi, con biết hôm nay là lịch sử như thế nào. Mẹ ơi, con biết rằng rác thải sẽ như thế nào, máy bay sẽ bay như thế nào. Và cho mình con một cái phim nó tự dựng, thế là mình vui rồi. Mình không có đặt nặng đó là từ thành quả của online hay offline. Mọi thứ chỉ là hình thức thôi, chiếc áo không nói lên con người. Dạ, em cảm ơn chị Thư rất là nhiều, chia sẻ rất là tâm huyết luôn ạ. Và ở đây đôi khi em cảm thấy đó là vì sao bé của mình cảm thấy luôn vui vẻ, đặc biệt là con của chị Thư luôn cảm thấy vui vẻ khi mà học cả, đón nhận cả hình thức online và offline. Đôi khi chính từ cái việc khởi mở của chính phụ huynh tạo ra một cái tâm lý dành cho bé, để bé luôn an tâm cho cái chuyện đó là mình luôn đón nhận những cái hình thức học, luôn luôn tạo ra một cái sự lạc quan để mình học tốt hơn. Thì cũng rất là hy vọng rằng sau những cái chia sẻ vừa rồi thì chị Thư cũng có thể là truyền lại một phần nào về cái tinh thần lạc quan đó dành cho tất cả quý anh chị phụ huynh ở đây. Và bên cạnh đó, tôi với anh chị nhờ đỡ tạo nên một cái sự hào hứng học tập dành cho các bé, phải kể đến đó là những cái sự sáng tạo của tất cả quý các thầy cô trong cái giai đoạn vừa qua. Thì Thu Nga thấy trong cái giai đoạn dịch mà khi mà mình vừa dạy online và offline đó là một cái sự mà các thầy cô phải nói thì như siêu nhân đó các anh chị có đồng ý với Thu Nga không? Bởi vì quá là đa năng, không chỉ là dạy kiến thức, dạy chuyên môn, mà bên cạnh đó là nhiều khi các thầy cô phải dựng ngay những cái studio giải chiến tại nhà nè, hay là làm những diễn viên quay video hình, làm mọi thứ rất là đa năng để có thể tạo nên những cái sự hào hứng kết nối cho những cái bài giảng của các bé. Thì cũng nhân đây một lần nữa em xin phép được kết nối cùng với thầy Nam. Thì lúc nãy em cũng có nhờ thầy Nam có một cái khoảng thời gian nho nhỏ chia sẻ về những cái kinh nghiệm của trường Inspire School. Thì em được biết đó là đối với trường học của chúng ta thì có một cái thế mạnh, và đặc biệt đó là chú trọng về việc vận dụng công nghệ và khoa học trong giảng dạy. Thì đây là một cái thế mạnh khi trong cái giai đoạn vừa rồi chúng ta đã có thể áp dụng để có thể mang đến những cái bài giảng hiệu quả hơn, tiếp cận tốt hơn đối với các bé. Thì em cũng xin phép được mời thầy Nam có thể chia sẻ thêm về việc học trực tuyến ở Inspire School thì có những cái ưu điểm gì để giúp cho các bé đạt được những cái hiệu quả tốt hơn trong việc tiếp thu bài giảng của mình ạ. Em mời thầy Nam ạ. Dạ vâng, có lẽ là trước khi mà trả lời câu hỏi của Thu Nga thì lại rất là tâm đắc
và rất là cảm ơn chị Thư về những cái chia sẻ mình, những cái trải nghiệm của bạn nhà mình khi mà học online. Thì thực ra thì đúng như là chị Thư hay là Thu Nga nói là để các con có được những cái trải nghiệm như vậy á, thì các thầy cô ở trường là cũng phải rất là nỗ lực. Thật ra là hỏi thầy cô có cực, có vất vả không? Thật ra là có nhiều phụ huynh nói là cô dạy nhà online thì cô có phải trông các bạn đâu. Nhưng mà thật ra là cái công sức, cái thời gian để thầy cô có thể chuẩn bị một cái bài học cho các bạn đấy, nó có thể gấp đôi, gấp ba lần so với một tiết ở khi mà các bạn học trực tiếp ở trường. Nên là phải nói là những cái nỗ lực của các thầy cô mà được chị Thư hay là các phụ huynh khác mình có thể nhìn nhận và phối hợp, thì đó là một cái động viên rất là lớn cho cái đội ngũ giáo viên của nhà trường khi mà phải sử dụng cái hình thức dạy học online với các bạn tại nhà trường. Thì như Thu Nga vừa nhắc thì trường Inspire School thì chú trọng về cái việc mà giảng dạy khoa học, công nghệ và kỹ thuật, thì nên có thể nói đây là một trong những cái điều kiện mà hết sức thuận lợi khi nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến. Ngay từ khi mà các bạn học lớp 1 á, thì các bạn đã được tiếp cận với công nghệ thông qua cái bộ môn công nghệ kỹ thuật 2 tiết một tuần rồi. Thì áp dụng không chỉ bộ môn này mà các cái tất cả bộ môn, hầu như các bộ môn thì các thầy cô đều đưa cái công nghệ vào để học sinh có thể là tăng cái hứng thú nè, tăng cái sự tương tác của các bạn vào các cái bài học với thầy cô. Do đó là cái kỹ năng mà sử dụng công nghệ của học sinh tại trường Inspire School thì khi mà học trực tuyến thì không phải là vấn đề đáng lo ngại. Khi mà có một bạn là không may là phải chuyển, đang học offline mà chuyển sang online, thì hôm sau thầy cô chỉ nói con về, con vào Microsoft Teams của lớp và vào đúng cái giờ đó để con học thôi, chứ không có lo lắng là con sẽ bị các vấn đề về kỹ thuật. Bây giờ các thầy cô hay là các bạn học sinh tại trường Inspire đã rất rất là quen với cái việc mà online rồi. Và nhiều phụ huynh thì cũng rất là bất ngờ với các bạn khi mà các bạn có thể tương tác vào bài học, tham gia vào các cái game mà các cái giáo viên thiết kế một cách rất là thuần thục luôn, như là chị Thư nó là hơn cả người lớn nữa. Bởi vì là cái kỹ năng công nghệ đối với các bạn bây giờ nó không còn là một cái vấn đề gì khó khăn hết. Nên là đây là một cái, đúng là một cái thuận lợi rất là lớn của nhà trường khi mà triển khai cái việc mà học trực tuyến cho các bạn ngay từ cái năm học đầu tiên, chứ không phải là năm vừa rồi hay là năm học này, mà ngay từ năm đầu tiên thì trường đã có một cái sự chuẩn bị cho tất cả đội ngũ giáo viên cũng như là các bạn học sinh đã làm quen rồi. Thì một cái đặc điểm nữa đó là tất cả các cái bài học, các cái tiết học tại trường á, thì đều được thiết kế dưới dạng là live trực tiếp hết. Tức là các bạn sẽ được kết nối với thầy cô để tương tác với thầy cô, chứ không phải là mình chỉ gửi video các bạn xem vân vân, mà là các bạn được kết nối, được tương tác, được không chỉ với thầy cô mà cả các bạn ở trong lớp nữa. Bởi vì là hiện tại thì trường đang sử dụng cái hệ thống Microsoft Teams trong Office 365 á, thì tất cả giáo viên, học sinh đều có cái tài khoản này. Ngoài cái việc là đảm bảo cái an toàn trong quá trình học trực tuyến, bởi vì là khi các bạn có tài khoản này thì các bạn mới vào được lớp học, chứ không có phải là mình gửi link để các bạn vào một cách tự do, thì đôi khi nó sẽ không có đảm bảo về cái môi trường an toàn cho các bạn. Thì với cái việc mà mình tạo một cái lớp học mà nó có cái sự an toàn như vậy, kết hợp với một cái hệ thống quản lý học tập nội bộ, thì với cái hệ thống này thì phụ huynh có thể theo dõi được tất cả cái quá trình học tập, tất cả cái thông tin, hình ảnh, video mà thầy cô hoặc là bài tập thầy cô giao trên đây luôn. Thì nó giống như một cái lớp học ảo để phụ huynh có thể là tương tác và hiểu cũng như là hỗ trợ con trong suốt cái quá trình các con học online. Và với cái đội ngũ giáo viên của nhà trường thì đây là một cái việc rất là quan trọng. Ban đầu có một số bạn giáo viên mới thì cảm thấy cũng lo lắng, tuy nhiên là nhà trường thì hiểu được cái điều này và có những cái tập huấn rất là kỹ cho thầy cô, mình tổ chức học online như thế nào, mình tương tác ra làm sao, mình sử dụng công nghệ như thế nào để có thể là tất cả các bạn học sinh có thể tương tác được. Bởi vì là học online nó sẽ có cái tình huống là rất là khó quản lý học sinh nếu mà cái bài học đó nó không có hấp dẫn. Như chị Thư nói là các bạn sẽ mở sang một cái kênh khác, xem YouTube vân vân, thì cái việc đó thì mình ngăn ngừa bằng cách là mình tổ chức cái giờ học rất là hấp dẫn, có nhiều cái game tương tác, và mình có thể là cho nhà trường có những cái phần mềm mà tất cả các bạn đều có thể tương tác vào được hết, giống như các bạn học trực tiếp ở trên lớp á. Thì cái kỹ thuật giảng dạy từ giáo viên nó rất là quan trọng để mà giúp cho cái bài học nó giống như là các bạn đang học ở trên lớp vậy. Và hiện nay khi mà quay trở lại trường á, thì chắc chắn là trường nào cũng có cái ca nhiễm COVID, giống như là bác Đoàn cập nhật lúc nãy là mỗi ngày rất là nhiều ca, thì trường nào cũng có. Và thật Inspire mình cũng có ca chứ phải là không có luôn. Và lúc đó thì trường phải sử dụng thêm một cái hình thức dạy học, đó là hybrid teaching. Tức là mình kết hợp giữa là học tập ở trên lớp, và những bạn nào mà bị COVID á, thì các bạn vẫn kết nối với lớp học ngay cái thời điểm đó luôn. Các bạn ở lớp và các bạn ở nhà cùng học chung với nhau, chỉ là khác cái vị trí thôi.
Thì với cái hình thức này thì trong cái thời gian qua thì nhà trường đã triển khai và đến bây giờ là ví dụ hôm nay là lớp báo là có bạn F0 thì bây giờ thì con chuyển sang học online hybrid teaching thôi, và thầy cô cũng rất là quen với cái hình thức này rồi để mà có thể tương tác với các bạn. Các bạn nghỉ ở nhà nhưng mà vẫn tham gia được lớp, vẫn tương tác được với các bạn. Thì nhìn chung thì nhà trường luôn có các cái giải pháp cho các cái tình huống. Thật ra là trước khi mà ngày 14 tháng 2 á, thì trường cũng dự đoán là thế nào cũng sẽ có bạn bị nhiễm. Và như vậy thì nếu bị nhiễm thì làm sao? Thì nhà trường cũng lập ra các phương án như là hybrid teaching lúc nãy, cũng như là tập huấn cho đội ngũ giáo viên của nhà trường để mình có thể áp dụng nếu mà cái tình huống đó xảy ra. Một số cái ý chia sẻ đến bạn Nga, chị Thư, bác Đoàn và các quý phụ huynh về cái việc mà triển khai dạy học trực tuyến cũng như là cái hình thức dạy học kết hợp tại Inspire School. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy Nam rất là nhiều đã chia sẻ một số kinh nghiệm và cũng như là những cái việc mà chúng ta tổ chức giảng dạy học làm sao ở ngay tại trường của mình tại Inspire School. Và cái điểm ở đây mà tôi Nga cảm thấy rất là tuyệt vời đó chính là ở trường của chúng ta luôn có những cái sự chuẩn bị, đó chính là cái sự từng cái phương án khi mà các tình huống xảy ra đã luôn chủ động hơn trong cái việc mà đưa ra những cái giải pháp. Và cũng như các phương pháp của mình khi mà mình có những cái sự chuẩn bị như vậy, nó không có còn cái sự lọc cọng nữa, mà mình còn tập trung nhiều hơn đến cái việc mà trải nghiệm của các bé của mình. Khi mà tự nhiên đang học ở trên lớp thì mình bị nhiễm, mình ở nhà thì mình cái tâm lý của các bé như thế nào thì trường của chúng ta cũng quan tâm. Thì đó là một điểm mà tôi Nga cảm thấy rất là hay khi mà trường của chúng ta mang đến những cái giải pháp học và những cái trải nghiệm tâm lý dành cho các bé nữa. Và em cảm ơn thầy Nam rất là nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm và cũng như là phương pháp dạy tại Inspire School. Thì cũng nhân đây thì trong cái buổi livestream này thì tôi Nga xin phép được nhắc thêm một lần nữa về cái món quà mà hôm nay chúng tôi gửi đến dành cho tất cả quý phụ huynh chúng ta đang theo dõi chương trình livestream. Đó chính là quý vị có thể kiểm tra ngay tại cái bình luận ghim của livestream của chúng ta, thì ban tổ chức có gửi một cái đường link đăng ký, thì mời quý vị chúng ta có thể là đăng ký ở đây để chúng ta đón nhận những món quà mà ban tổ chức gửi tặng đến quý vị. Cho đến thời điểm hiện tại thì Thu Nga xin phép được cập nhật thêm một cái món quà đặc biệt nữa đến từ trường Inspire School dành cho quý vị. Thì khi mà quý vị đăng ký vào đường link này thì chúng ta sẽ được nhận một voucher miễn phí trắc nghiệm trí thông minh đa diện từ hệ thống Inspire School Khai Nguyên dành cho quý vị. Đây là món quà riêng từ trường Inspire School dành cho quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những phần quà từ hệ thống phòng khám đa khoa quốc tế Victoria Healthcare, đó chính là tặng cho quý vị 10% phí khám nhi khoa và 15% các xét nghiệm khác nếu được bác sĩ chỉ định, tặng 500.000 đồng cho gói khám sức khỏe cao cấp và tặng 1.500.000 đồng cho gói khám tầm soát toàn diện chuyên sâu. Thì cái đường link này của chúng tôi sẽ được mở ra trong xuyên suốt chương trình livestream được diễn ra, và khi mà chương trình kết thúc thì form đăng ký này sẽ được đóng lại. Cho nên là nếu quý vị nào chúng ta muốn đón nhận những món quà này nhân số livestream đặc biệt Mẹ Hỏi Bác Đoàn thì chúng ta cùng đăng ký ngay để đón nhận những phần quà này nhé. Quay trở lại với những nội dung trong ngày hôm nay thì bây giờ đây thì cho phép em được kết nối cùng với bác sĩ Trí Đoàn. Thưa bác sĩ Trí Đoàn, thì vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ góc nhìn của chị Thư, góc nhìn của thầy Nam, của nhà trường. Thì em cũng xin phép được nhờ bác sĩ Trí Đoàn có thể chia sẻ thêm về việc giải pháp học trực tuyến tại nhà trong cái khoảng thời gian vừa qua rất là phổ biến và có thể nói đó là giúp cho chúng ta có thể có cái giải pháp trong cái giai đoạn mà chúng ta cách ly hay là chúng ta có quá nhiều những cái ca bệnh được xảy ra như thế. Thì thưa bác sĩ, không biết là trong cái quá trình mà chúng ta khám bệnh cho các em bé nhà mình đó, thì em không biết là bác có ghi nhận được những cái tình huống hay là những cái trải nghiệm như thế nào khi mà bé học online tại nhà, thì cái tình trạng sức khỏe của bé có tốt hay không, hay là tâm lý của bé như thế nào. Em xin mời bác sĩ Trí Đoàn có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ. À vâng, thì đầu tiên thì tôi rất là tâm đắc với cái chia sẻ của chị Minh Thư về những cái phương pháp học online, offline, cũng như là cái sự hiểu của cha mẹ đối với lại cái nhu cầu của các bé, và cũng rất tâm đắc với lại cái cách giải quyết của trường Inspire School của thầy Nam vừa chia sẻ. Thì đứng về cái góc độ y khoa đó, thì nếu mà như cái số livestream trước á, tôi có nói rằng là có nhiều bé vì ở nhà, vì bị cách ly, nhất là năm ngoái quý vị, trong cái giai đoạn mà các bé cũng không được đi học mà cũng chả được học online gì cả, các bé chỉ có ở nhà không thôi, rồi
đi quanh quanh quẩn quẩn thì có rất nhiều vấn đề về tâm lý của các bé. Năm ngoái thì cái vấn đề mà tôi khám trực tiếp á, gần như nó không phải là về COVID nữa mà là về tâm lý cho các bé. Tâm lý là sao? Có những bé đó, nó có những cái vấn đề mà ba mẹ nói là con của em nó cứ hay đi tiểu hoài, xin lỗi quý vị, tức là nó cứ đi tiểu lắc nhắc hoài, cứ khoảng độ chừng 5 phút đi tiểu một lần. 5 phút đi tiểu một lần, 5 phút đi tiểu một lần, tâm lý của các bé. Rồi có những bé đó là nó cứ than đau bụng hoài mà nó không có vấn đề gì về tiêu hóa cả. Rồi có những bé là quý vị biết là nó cứ chớp mắt hoài à, mà nó không phải là vấn đề về thị lực hay là vấn đề gì về mắt cả, mà nó chỉ là do vấn đề về tâm lý thôi nha. Rồi có những bé lâu lâu nó hít thở sâu à, hít lên một cái, lâu lâu cái đó, hít sâu một cái ba mẹ sợ quá, sợ nó bị COVID, bị khó thở gì mang tới khám, cho nó không, cái vấn đề nó không phải ở COVID nữa mà là vấn đề là thuộc về tâm lý. Tức là nó ngồi nó buồn chán quá, lâu lâu nó hít sâu một cái, xong rồi mình giải quyết vấn đề tâm lý nó xong rồi từ từ nó sẽ hết thôi. Có rất nhiều vấn đề tâm lý mà của những cái bé ở nhà. Thì thực ra người lớn mình á, cũng có những vấn đề tâm lý như vậy trong cái giai đoạn mà giãn cách tuyệt đối theo chỉ thị 16. Nếu mà quý vị nào còn nhớ lại trong cái thời điểm đó thì có những người lớn ở nhà cũng rất là bị stress. Nếu như mình không được đi làm, nếu như mà mình không làm online được luôn á, tức là có những cái điều kiện gia đình mà hay là những cái công việc của mình không thể làm online được, thì đối với họ ngồi không cũng rất là stress. Mà quý vị biết là em bé đó thì cái bản chất của các bé là nó năng động lắm, lúc nào nó cũng phải hoạt động và nó có cái nhu cầu giao tiếp rất là nhiều. Giao tiếp trong nhà không đủ, nó phải giao tiếp với các bạn, giao tiếp với lại môi trường xung quanh, nó phải được đi chơi, nó phải được leo trèo, nó phải được chạy nhảy, đi bơi vân vân. Có rất là nhiều hoạt động ở ngoài xã hội mà cứ bắt bé nó cứ ru rú ở nhà hoài thì chắc chắn trước sau gì nó cũng bị những vấn đề về tâm lý, về stress. Không phải do bệnh COVID mà là do bé nó không được giao tiếp, nó không thỏa được cái sự học hỏi của nó. Đối với lại trẻ em á, quý vị cũng biết là học của nó là thông qua những cái hoạt động, thông qua chơi. Chứ còn học của nó đôi khi không phải là ngồi viết chữ hay là ngồi làm toán hay gì đó. Nhân đây thì tôi cũng nói là với lại cái chia sẻ của chị Minh Thư là không biết hồi xưa tôi học sao, nó thật hồi xưa tôi lười học lắm. Tôi rất là lười học, tôi thích chơi chứ không có thích học, thích chạy chơi bắn ná rồi chạy đi leo trèo nữa nọ. Tức là mình cũng chơi giống như là cái tuổi thơ của mình như vậy, thì là thích được đi chơi, thích ra ngoài nhiều hơn. Đấy, mà ngày xưa thì không có điều kiện online, offline gì cả, mà chơi trực tiếp, chơi đá banh, chơi đá cầu, chơi đủ thứ các cái trò chơi ngày xưa. Bây giờ thì chắc là các bé không còn được những cái trò chơi như vậy nữa. Bây giờ hiếm bao giờ quý vị thấy các bé chơi những cái trò đó mà ngày xưa chúng tôi chơi. Đấy, nhưng mà ý đó thì tôi nói lên rằng là đúng như Minh Thư có nói rằng là hồi nhỏ nếu mà chúng ta được chơi, chúng ta được khám phá, chúng ta được hoạt động, và thông qua những cái trò chơi, những cái khám phá, những cái hoạt động đó thì trẻ em nó học được cái cách giải quyết vấn đề. Và chính cái việc giải quyết vấn đề của nó mới giúp cho sau này á, nó tìm được rất nhiều cách giải quyết vấn đề khi nó gặp một vấn đề gì trong khi nó học, trong khi nó có một vấn đề gì trong cuộc sống, đương nhiên thì nó sẽ có tìm được những cái câu trả lời. So với lại những bé mà nó chỉ có biết ngồi học không thôi á, thì sau này nó sẽ rất là thụ động, sau này nó sẽ rất là bị giới hạn trong cái việc mà mình đi tìm câu trả lời cho bất cứ một vấn đề nào. Vậy thì quý vị cũng biết là cái giai đoạn online đó, xin lỗi, cái giai đoạn mà cách ly đó đối với các trẻ em thì thật sự là khủng khiếp. Rồi sau đó thì đến cái giai đoạn kế tiếp là các bé nó học online thôi chứ chưa được học offline. Tức là đó là những cái tiến trình mà Bộ Giáo dục cũng như Sở Giáo dục chuẩn bị để đưa các bé trở lại học bình thường, thì phải có từng bước từng bước. Thì cái giai đoạn mà học online á, thì các bé đó nó được tham gia vô những cái hoạt động mà qua máy tính bảng, qua máy tính laptop vân vân. Thì bé nó có những cái hoạt động trên đó, có rất là nhiều cái phần mềm mà từng trường khác nhau sẽ ứng dụng, sẽ sử dụng những cái phần mềm đó để thông qua đó để dạy. Thì thật ra online hay là offline gì chỉ là cái phương cách thôi để đạt được cái mục đích thôi. Cái mục đích của giáo dục là phát triển về các kỹ năng, về nhận thức, về kiến thức,
và về rất là nhiều thứ phát triển về não của trẻ em nói chung. Chứ còn cái khi mà mình gò bó vô một cái biện pháp nào đó, đó thì vô hình chung mình đã giới hạn lại nhiều cái khả năng của trẻ em rồi. Thực ra trẻ em nó rất là thông minh, nó thông minh hơn là mình tưởng luôn á. Có nhiều cái mà thật sự là quý vị, nếu mà quý vị nào đã xài những cái phương tiện như là điện thoại hay là máy tính rồi, quý vị thấy trẻ em á, nó nhanh lắm, nó chỉ cần một vài động tác là nó làm được liền, trong khi người lớn là làm hoài chưa chắc là làm được. Có nhiều bé mà nó vô nó phá cái máy tính trong phòng khám với tôi, nếu quý vị nào mà có con khám với tôi rồi thì biết rồi đó, là tôi cho mấy bé nó phá máy tính thoải mái, vô đó nó cứ đập máy tính, nó làm sao lắm, hồi tôi không biết trở lại sao, tôi cho mang nghịch cũ luôn, phải khởi động lại máy luôn đó. Là mà chưa bao giờ mình làm được cái chuyện đó, chưa bao giờ mình có những cái tổ hợp phím đó mà không biết sao mà nó là sao mình không thể nào trở lại được. Ý nói là cái tính của trẻ con nó rất là tò mò, nó rất là khám phá, phải không? Trong tiếng Anh nó gọi là monkey around, monkey giống như con khỉ vậy đó quý vị. Monkey around là nó làm đủ thứ cho nó đã tìm tòi khám phá đủ thứ hết á. Đấy, thì qua đó để nó phát triển các cái kỹ năng của nó, thì online nó cũng là một cái cách để phát triển các kỹ năng. Và nếu mà mình biết được là bây giờ đa số chúng ta đi làm, chúng ta vẫn phải đi học. Chúng tôi ví dụ như là tôi đi thì chúng tôi vẫn phải học hàng ngày, vẫn phải học hoài. Đối với cái nghề bác sĩ là cái nghề mà luôn luôn mình phải là sinh viên. Ngày xưa thầy tôi dạy một câu mà tôi luôn luôn nhớ, đó là hễ mà bạn đã chấp nhận là chọn nghề y thì bạn phải chấp nhận là một sinh viên suốt đời. Có nghĩa là phải học suốt đời. Thì ngày xưa chúng tôi đi học thì là chỉ có sách vở, đi vào thư viện để tìm những cái kiến thức. Mà ngày xưa thì là sách vở nó rất là thiếu thốn luôn quý vị. Còn bây giờ, sau đó kể từ năm 1997 đó, theo tôi nhớ là bắt đầu mới có Internet ở Việt Nam. Mà lúc đó đường truyền là đi qua cái dial-up quý vị, nếu mà nào còn nhớ là thời đó là phải dùng cái điện thoại kia, tốc độ có mấy ký một giây, nó rất là chậm luôn. Mà cũng phải cố gắng để mà tìm thông tin. Còn bây giờ tốc độ quá nhanh đối với lại phương tiện cả thế giới này. Coi như quý vị biết là thế giới phẳng á, nếu mà có cuốn sách là thế giới phẳng, thì bây giờ cái phương tiện học quá dễ dàng rồi. Thì là chúng tôi vẫn học hàng ngày. Thật ra rằng là có rất là nhiều vấn đề tôi cũng phải học online. Vấn đề ví dụ như mình có thể mình đi vô những cái website của những cái tổ chức uy tín trên thế giới, họ vẫn làm những cái hội thảo online. Chúng tôi phải ngồi học, phải ngồi nghe để mà cập nhật những cái kiến thức mới. Thì đó là những cái kỹ năng cần thiết để mà khi mình làm việc, mình giải quyết vấn đề, khi mình muốn tìm hiểu một vấn đề gì đó, mình đặt câu hỏi và mình đi tìm câu trả lời. Đa số các câu trả lời là nó nằm trên mạng, và câu trả lời nằm trên mạng rất nhiều, và nó mình phải học thêm một cái kỹ năng là làm sao chọn lọc cái nguồn thông tin nào là đúng, cái câu trả lời nào là xác hợp, câu trả lời nào nó là đúng dựa trên nhiều cái kỹ năng đánh giá của mình. Thì thật ra các bé bây giờ nó đã được học từ lúc nó còn nhỏ rồi, và cái quá trình học của các bé online, offline nó phải được kết hợp. Cho dù tôi nghĩ rằng là cho dù mình không có dịch COVID đi, nếu mà mình không có một cái đại dịch COVID này đi, thì các bé cũng nên tập những cái kỹ năng là vừa giải quyết vấn đề offline, tức là học trực tiếp, nó để nó giao tiếp, để nó học những cái kỹ năng về vận động, kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về hòa nhập với xã hội, cũng như là nó cũng cần phải học thêm những cái kỹ năng về giải quyết vấn đề trên mạng Internet, cái thông tin nào là đúng, chọn thông tin như cái gì, đọc những cái câu hỏi như thế nào và cái câu trả lời mình tìm từ đâu. Đó là cái cách để mà mình sau này để mình chuẩn bị để mình học lên cao hơn. Và những cái bước đầu học đó nó rất là quan trọng. Theo như trước đây tôi được biết đó là thậm chí mà mình dạy, xin lỗi thầy Nam, tức là nó dạy những cái đứa tuổi như mẫu giáo hay là cấp 1 đó, đôi khi phải cần bậc tiến sĩ dạy hơn là giáo viên trung học. Từ những trung học và sư phạm ra, tại vì những cái bậc đầu đời á, những cái đứa bé đầu đời, đó là những cái bậc học đầu đời, nó rất quan trọng để hình thành nên một cái đà sau này để mà bé nó có thể nó tự học được. Do đó lứa tuổi mẫu giáo hay là lứa tuổi mà cấp 1 là nên cần những nhà giáo dục rất giỏi dạy cho nó. Càng lớn lên thì đôi khi không cần phải những người giỏi nữa, chỉ cần những cái người hướng dẫn thôi là được rồi. Và cái khả năng tự học của các bé nó đã quá giỏi rồi, thì lúc đó nhiệm vụ của thầy cô chỉ là cái người hướng dẫn, cái người chỉ cái con đường cho đi,
và tự cái người đó phải trải nghiệm, tự cái người học phải tự học, thì cái gì mình tự học mình mới nhớ lâu, cái gì mà mình tự tìm tòi đó mới chính là cái kiến thức của mình. Còn nếu mà quý vị thấy là những cái gì mà họ mình dạy theo cái cách hồi xưa đi, offline, học trực tiếp, giống như là nãy thì Minh Thư có nói là học trực tiếp offline mà nhiều khi cái đề tài nó chán quá, mình cũng ngồi mình ngó đâu đâu. Nói thật, hồi xưa tôi đi học đại học có những cái môn học nó rất là chán, nói chung là thật sự tôi cũng cúp cua cùng với lại cái nhóm của tôi tổ chức nhau đi coi phim sướng hơn, tại vì trong đó mình không có cái gì để học thật sự là mà nói vậy, nhưng là rất là chán đấy. Thì nó tương tự giống như bây giờ mấy bé học online mà mở thêm một cái màn hình thứ hai. Và đơn cử với quý vị là ngày hôm qua tôi có khám cho một bé mà phụ huynh có nói rằng là con của em á bây giờ nó học online á, và nó cứ làm nó coi phim không à. Xong rồi tôi hỏi ủa vậy thì rốt cuộc á là nó coi phim nhưng mà nó lĩnh hội được cái vấn đề mà người ta dạy chưa? Nó lĩnh hội rồi, nó biết rồi. Thì nó nói là ok, vậy thì đã biết rồi thì làm sao phải bắt nó ngồi nó nghe tiếp nữa. Nó thì khi đứa bé nó rất là thông minh, tức là nó chỉ cần nghe qua nó biết rồi. Mà bản thân cái bé đó cũng nói là con biết rồi, cái vấn đề này con đã tìm tòi trước đó rồi, thì cũng không việc gì phải ngồi nghe cô nói tiếp. Bây giờ con dành thời gian đó con đi coi cái khác thôi. Thì tôi nói là vấn đề quan trọng là em bé đó đã học được, nó đạt được cái mục đích là nó biết được cái kiến thức đó rồi, thì không cần phải bắt nó ngồi nghe thêm. Do đó đừng có chẩn đoán những cái bé đó là bị kém tập trung, mà mình phải chẩn đoán bé đó là quá thông minh, quá xuất sắc luôn. Nó tập trung tới mức là nó chỉ cần một vài phút đồng hồ là nó nghe, nó hiểu hết vấn đề. Thì cái thời gian còn lại nó dành cho cái việc khác, có nghĩa là hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy, thì cái vấn đề học online, offline đó, mình đừng có quá mà bị thiên lệch về một cái phương cách nào, một cái cách thức nào, mà mình phải biết kết hợp và biết tận dụng những cái điểm mạnh của từng cái phương cách đó để mà mình phối hợp lại để có thể giáo dục, để có thể huấn luyện nên một nhân cách, một cái con người hoàn chỉnh. Có nghĩa là những cái người đó sau này có thể làm việc online cũng được, làm việc offline cũng được, thì người đó biết được những cái gì là điểm mạnh của từng cái phương cách để mà biết cách để mà mình sống. Hay là sau này, thực ra tôi nghĩ rằng là sau này á, thì chắc là cái cách mình làm việc nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Online nó nhiều hơn là offline, có rất là nhiều việc mình, ngay cả cái việc khám bệnh đi quý vị, thì là ngày xưa đó là các bác sĩ khám bệnh á, là offline, tất cả nghĩa là gặp trực tiếp bệnh nhân. Nhưng bây giờ có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe không cần quý vị phải gặp bác sĩ, mà chỉ cần trao đổi, nhất là tin nhắn, nhất là cái giai đoạn gần đây là mỗi ngày không biết tôi nhận bao nhiêu cái tin nhắn, nhiều lắm, của những cái bé mà bệnh nhân mà gọi là quen, giống như là fan ví dụ vậy đó, thì là phụ huynh cứ nhắn tin cho tôi là bây giờ con của em bị COVID như vậy, nó bây giờ như vậy, tôi nói là bây giờ em chỉ cần làm như vậy và theo dõi khi nào nó có triệu chứng gì. Thì đó cũng là một cái hình thức mình làm việc online mà nó là hiệu quả. Cái vấn đề quan trọng, cái hiệu quả dẫn tới rằng là sao bệnh nhân của mình á vẫn là tốt, mình vẫn có những cái lời khuyên hữu ích đối với lại phụ huynh. Và thật ra đối với lại ngành nhi khoa đó, cái ngành nhi khoa đó thì nó có một câu rất là nổi tiếng quý vị, là mình trị phụ huynh trước, tức là treat the parents first. Trị phụ huynh xong rồi thì mới trị tới đứa bé, tức là treat the child secondly. Và sau cùng mới trị tới cái bệnh của nó. Thì nếu mà mình trị phụ huynh xong rồi, có nghĩa là tôi giải thích cho các quý vị phụ huynh nghe về những cái bệnh của bé, cái cách mà nó diễn tiến bệnh như thế nào, những cái biến chứng gì có thể xảy ra, cái cách theo dõi nó ra làm sao, khi nào cần cho nó đi khám. Thì có nhiều phụ huynh đã khám tôi quen rồi thì đã biết cái cách như vậy rồi, thì gần như các phụ huynh đó đều có thể tự theo dõi cho con em của mình. Thậm chí là có những cái bé thứ hai, thứ ba đi chẳng được, bé đầu được, là phụ huynh đã được học những cái kiến thức đó rồi đó, thì những cái phụ huynh đó đã biết cách theo dõi đối với những cái bé sau rồi, thì gần như là họ không phải tốn công đi khám bác sĩ nữa, mà biết cách theo dõi, biết khi nào cần cho bé nó đi khám. Đó cũng là một cái hình thức khám bệnh online. Vậy thì đối với lại việc học của các bé, cũng như đối với lại cái việc làm việc của tất cả chúng ta đừng quá quan trọng về cái phương cách online, offline, mà biết cách tận dụng hiệu quả từng cái cách. Ví dụ như có những cái ca cần khám bệnh và cần offline, tức là cần bác sĩ gặp trực tiếp, tôi nói là bé này phải tới gặp trực tiếp.
Đấy, thì đó là cái cách mình biết cách để mà phối hợp giữa online và offline, và để cho các bé đó có được một cái sự vui vẻ, vui thích đó, nó hoàn thiện được các cái kỹ năng của nó và nó đạt được cái mục đích của nó, là nó có được những kỹ năng, những kiến thức cần thiết để cho nó sống sau này. Wow, em cảm ơn bác Đoàn rất là nhiều. Trong cái lúc mà bác Đoàn trả lời là em thấy chị Thư là thả tim thả like liên tục cho bác Đoàn ạ. Có lẽ là quá tâm đắc với những chia sẻ của bác Đoàn, nói về việc làm sao để chúng ta có thể là cân đối được giữa online và offline. Như vậy thì tôi nghe có thể thấy đó là nhiều khi mình thấy là trong cái khó ló cái khôn, đúng không quý vị? Và nhờ những cái bối cảnh như thế này thì chúng ta tự phải vận động để phát sinh ra những cái hình thức mới. Thì ở đây như bác Đoàn có chia sẻ và cũng như là những cái góc nhìn của thầy Nam và chị Thư, đó là mình không có quá đề cao quá một cái hình thức nào cả, mà cái quan trọng ở đây đó là mình có thể là cân đối được cả hai cái hình thức này, và bên cạnh đó là mình nhìn thấy được những cái hiệu quả mà những cái hình thức này mang lại. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thực sự quan tâm, và nếu như mà chúng ta làm tốt được điều này thì đây sẽ là một cái xu hướng đưa cho chúng ta phát triển và đưa các bé của chúng ta phát triển một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn và bắt kịp với cái xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ, của xã hội. Thì những cái tâm đắc như vậy thì em rất là cảm ơn bác Đoàn đã có thể là phân tích rất là rõ để cho quý vị phụ huynh ở đây có thể hiểu rõ hơn. Và ngay bây giờ đây thì Thu Nga xin phép được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần tiếp theo, đó chính là phần đối thoại. Thì phần này chúng ta sẽ quay trở lại với những cái vấn đề về về sức khỏe, hay là những vấn đề về ý kiến y khoa mà chúng ta mong muốn được lắng nghe từ bác sĩ Trí Đoàn trong cái việc mà bé của mình dương tính hoặc là hậu COVID-19 phải xử trí như thế nào. Thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta có thể đặt những câu hỏi để Thu Nga có thể tổng hợp gửi đến bác sĩ Trí Đoàn. Và nhân đây thì em cũng xin phép được kết nối với chị Minh Thư. Chị Minh Thư đã có những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì từ chính các bé nhà mình, chị có thể đặt trực tiếp với bác sĩ ạ. Xin mời chị Thư. Bác Đoàn ơi, cho em hỏi trực tiếp vụ vấn đề nhiễm COVID nha bác. Nãy mình nói trước COVID rồi, bây giờ nếu mình nhiễm COVID đó, thì bé nhiễm COVID có khác so với người lớn không bác? Và những cái dấu hiệu nào là nó bình thường ha? Và những dấu hiệu nào là chắc là mình nên bắt đầu hỏi thăm online bác, hoặc là những dấu hiệu nào nặng hơn là mình phải gấp bắt buộc đến gặp bác? Trong trường hợp này thì Huân á, là một cái người lúc trước thật ra là Thư là fan của bác, nãy giờ Thư cười quá trời tại vì Thư là fan của bác luôn. Nhưng mà năm Huân 4 tuổi Thư gặp bác, và những cuộc gặp bác thì rất là dài, nó chỉ trói xung quanh cái máy lạnh, cũng giống như những ngày hôm nay là lạnh có làm cho bé ho không thì giống như COVID bây giờ cũng vậy. Thì rất may là khi gặp bác thì 5 năm sau là Thư không có cần gặp lại các bác sĩ luôn. Đó thì thật ra đầu tiên là muốn cảm ơn bác trước vì những cái cách bác đã xưa bác gọi, nãy bác gọi là gì? Là bác chia sẻ với ba mẹ trước, trị ba mẹ trước, trích lên ba mẹ trước. Thì cũng là một cuộc tranh luận mà đúng giống như bác nói là hai vợ chồng phải đến gặp bác cùng một lúc luôn, cộng với đứa nhỏ. Đó thì bác trị xuống xong cho tụi Thư, lúc đó Thư còn nhớ bác nói với Thư về 200 loại virus khác nhau mà bé lần lượt sẽ nhiễm, nên ba mẹ đừng căng thẳng. Thì chỉ là không biết là đến hôm nay 5 năm sau Thư được gặp bác lại thì lại là đến loại 201. Đó thì cái loại 201 này có vẻ là Thư thấy nó phức tạp hơn đó bác. Thì thứ nhất là nó khác như thế nào so với người lớn bác. Thứ hai là Thư cần theo dõi những gì bác, là hai cái điều quan tâm. Và cái thứ ba thì cũng xin phép hỏi bác là có chi tiết một chút, là thường là kéo dài mấy ngày bác? Vâng, rồi về cái nhiễm COVID ở trẻ em đó thì mình trở lại cái lịch sử ở cách đây khoảng lịch sử, nhưng mà cách đây khoảng vài tháng thôi quý vị, là cái lúc mà chủng Delta hoành hành nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và sau đó rằng là một số cái tỉnh khác nữa. Thì lúc đó chắc quý vị nhớ rằng là ở thời điểm tháng 7, tháng 8 là gần như cái số ca nhiễm đó nó tăng, nó không nhiều như bây giờ nhưng mà số ca nặng rất là nhiều. Và những cái người bị nặng á, là những bây giờ tôi đang nói về cái thời điểm đó nha, thời điểm tháng 7, tháng 8 năm ngoái và về chủng Delta. Tí nữa mình sẽ nói qua chủng Omicron. Thì cái lúc đó là cái chủng Delta nó chiếm ưu thế, gần như là toàn Delta hết, và diễn tiến bệnh của người lớn rất là nặng. 20% người lớn bị nhiễm, nhất là những người mà chưa có được tiêm ngừa đầy đủ. Lúc đó thành phố Hồ Chí Minh mới triển khai tiêm hồi tháng 6 thôi, nên là đa số chưa có được tiêm ngừa đầy đủ, và đa số cũng chưa được tiêm hai mũi luôn. Nên là thời điểm đó có nhiều người lớn tuổi
hoặc thậm chí không lớn lắm, độ khoảng chừng 40, 30 mấy cũng có, 40, 4 mấy, 50 tuổi trở lên, là những người đó có thể bị vô cái cơn suy hô hấp, là bị thiếu oxy, tổn thương phổi và họ cần phải hỗ trợ oxy. Thì nếu quý vị nhớ lại là cái thời điểm đó đó, là có những mạnh thường quân lập ra những cái đường dây là gọi là ATM oxy đó quý vị. Tôi cũng đã phải liên hệ ATM oxy cho người nhà của mình luôn. Có nghĩa rằng là mình liên hệ với con số đó thì họ sẽ đem cái máy, cái bình oxy tới để mà thở. Nó thiếu khan hiếm tới cái độ đó. Và đợt đó thì có ATM oxy, rồi có ATM gạo. Có những người không có đi làm, không ấy thì có ATM gạo, tức là ra được gạo miễn phí, oxy miễn phí. Thì thật ra ngành y tế rất là biết ơn đối với lại những cái mạnh thường quân hỗ trợ cho hệ thống y tế trong cái việc mà cung cấp oxy, nhất là hệ oxy tại nhà. Thì trong thời điểm mà cái chủng Delta lây lan mạnh ở tháng 7, tháng 8 năm ngoái đó, thì quý vị biết là con nít nó cũng bị bệnh, con nít nó cũng bị lây cái chủng Delta đó. Nhưng có một cái đặc điểm là trẻ em ở lúc đó nó gần ít có ca nào bệnh nặng lắm, gần như là ít có ca nào bệnh nặng, chỉ có những cái bé mà bị quá béo phì ở cái lứa tuổi khoảng 10 mười mấy tuổi á, mà thật là béo phì á, khoảng độ chừng 80-90 cân, 100 cân, thì những bé đó có nguy cơ bị biến chứng nặng về hô hấp, tức là cần phải hỗ trợ oxy nhiều, cần phải đặt máy thở vân vân, và có nguy cơ tử vong cao. Còn những cái bé bình thường thì trong cái giai đoạn đó vẫn bị nhiễm, nhưng mà bệnh nó nhẹ, và hầu hết đó là khoảng chừng vài ngày, một tuần lễ là các bé đó sẽ tự hết, nó không có biến chứng nặng giống như người lớn tuổi hay là những người có bệnh nền. Nhưng là mà thời điểm đó thì một số bé nó bị ung thư thì nó vẫn có thể bị diễn tiến nặng. Đó là quá khứ. Còn hiện bây giờ là đa số, gần như tuyệt đại đa số đó là chủng Omicron. Omicron cái tốc độ nó lây nhanh lên, là nó giống như nó chiếm lĩnh hết cả cái trận chiến này luôn á. Thì có nghĩa là cái chủng Delta nó gần như ít gặp lại rồi, và nó được thay thế bởi Omicron. Thì Omicron này ở thời điểm này, triệu chứng của nó chủ yếu là ở đường hô hấp trên, có nghĩa là bị nghẹt mũi, sổ mũi, ho, hoặc là bị khàn tiếng, và gần như cả trẻ em lẫn người lớn luôn, cái triệu chứng nó giống nhau. Ở người lớn bây giờ cũng ít có ca nào mà bị biến chứng của đường hô hấp dưới, tức là bị viêm phổi, siêu hô hấp, cần phải hỗ trợ oxy lắm. Đa số vẫn là đường hô hấp trên, và trẻ em với người lớn giống nhau ở chỗ là giống như một cái siêu vi cảm thông thường, giống như nãy Minh Thư có nói là 200-300 loại siêu vi trước đây, thì thật ra là mình cứ có nhiều loại siêu vi, cứ lâu lâu sẽ có một loại siêu vi mới, lâu lâu sẽ có một loại siêu vi mới. Mình sống chung với những cái sinh vật khác mà, thì ở những cái chủng Omicron mà lây bệnh như vậy thì triệu chứng nó giống như cảm thông thường. Thì là các bé đặc biệt á, nó bệnh còn ngắn hơn là những cái siêu vi cảm thông thường đó. Nếu như mà Minh Thư còn nhớ thì là những cái siêu vi cảm thông thường đó thì các bé nó sốt độ khoảng 3 ngày. Có đứa sốt khoảng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, có đứa 5 ngày. Nói chung là thời gian sốt nó cũng xung quanh 3 ngày. Và triệu chứng sổ mũi, ho nó kéo dài khoảng 2 tuần. Đó là đối với lại những cái loại siêu vi cảm trước giờ mình vẫn gặp. Và tất cả các bé chắc chắn là sẽ trải qua hết. Ở cái chủng Omicron COVID này á, cái triệu chứng thậm chí nó còn nhẹ hơn như vậy nữa. Có nghĩa là các bé nó sốt, đa số luôn á, nó sốt chừng khoảng 1 ngày là nó hết. Có đứa nó tới 2 ngày, nhưng mà hiếm có đứa nào 3 ngày hay 4 ngày lắm. Đa số các bé là khoảng 1 ngày nó sốt li bì luôn, mà qua ngày hôm sau nó chạy chơi bình thường. Rồi cái triệu chứng sốt đó đôi khi nó kèm theo là nó hơi mệt, là nó ói ra, hoặc là nó ăn vào nó không có dễ tiêu á, thì nó sẽ ói ra, rồi nó muốn nằm ngủ, hiểu không? Nó kêu là có thể hơi nhức đầu, mỏi mệt trong người, nó giống như cái triệu chứng cúm ở người lớn mình hay gặp đó. Và cái triệu chứng ho với lại sổ mũi của các bé nó gặp ít hơn là người lớn. Người lớn mình coi vậy là ho lại nhiều hơn, trong khi các bé nó ho chừng vài ngày rồi nó hết à. Và gần như tổng thời gian của cái bệnh của các bé đó là khoảng vài ngày cho tới một tuần lễ là nó sẽ hết. Trong khi đó người lớn
cũng có thể gai gai sốt khoảng 1 ngày, 2 ngày, nhưng mà sau đó sẽ ho nhiều. Sau đó ho độ khoảng chừng 10 ngày, 2 tuần thì mới hết. Là cái triệu chứng của người lớn thì kéo dài hơn em bé. Đó là sự khác biệt ở cái giai đoạn này. Nhưng mà mình chưa biết được sắp tới này nó sẽ thay đổi cái gì nữa. Tức là cái con virus này nó sẽ thay đổi hoài. Nó giống như siêu vi cúm vậy đó. Siêu vi cúm là nó thay đổi hàng năm hay hàng vài tháng là ta đã thấy thay đổi rồi. Thì cái siêu vi COVID nó cũng thay đổi giống như vậy. Ha, nó có nhiều biến thể mới. Và có những biến thể nó sẽ thay đổi liên tục luôn. Nhưng mà có những biến thể thì trên thế giới người ta đưa vô là cái biến thể là đáng quan tâm hay là đáng lo ngại. Còn nhiều biến thể người ta coi là cái này là chuyện bình thường, không có gì đáng quan tâm mà cũng chẳng đáng lo ngại. Đáng quan tâm đó là chúng ta gọi biến thể là of interest, là đáng quan tâm. Mà đáng quan ngại có nghĩa là of concern, tức là cái mức độ nó lo lắng hơn một chút. Tại vì cái mức độ mà gây bệnh hay là lây lan nó nhanh hơn thì người ta concern, tức là người ta hơi lo ngại về vấn đề đó. Thì đặc điểm của cái virus mà SARS-CoV-2 này nó giống như cúm á, là nó thay đổi liên tục. Nhưng cái sự thay đổi đó có đáng quan tâm hay không, có đáng lo ngại hay không thì mình phải chờ nhiều dữ liệu hơn. Nhưng mà cho tới lúc này thì cái diễn tiến nói chung trong khoảng một vài tháng nay á, thì tình hình lây lan rất là nhanh. Và những cái ca mà tôi khám hàng ngày thì vẫn là đa số là online, vẫn là gọi điện. Và những ca đó thì chừng một vài ngày là sẽ hết thôi. Bạn bè tôi cũng nhắn tin hoài thôi. Tức là hôm nay người này nhắn, người hôm khác là sẽ có người khác nhắn. Tại vì lây lan rất là nhiều. Và tôi cũng vẫn khuyên là ở nhà chúng ta cứ cần khuyến khích nghỉ ngơi, uống nước. Và nếu mà bình thường nhớ thì chắc là tôi hay khuyên uống nước dừa nha. Bởi vì nước dừa bù nước rất là tốt luôn. Và tôi rất là... Các bé mà nó uống nước dừa thật ra là nó sẽ thấm cái nước đó vô người rất là nhanh, phải không? Và nó bù nước vậy để nó giúp cho nó không có bị thiếu nước khi nó bị sốt nè. Rồi cái nước đó sẽ giúp cho các cái dịch đàm ở trong đường thở của nó loãng ra để giúp nó ho ra, để nó tống đàm ra được dễ dàng nè. Đó, rồi nếu mà bé nó nghẹt mũi thì mình chỉ nhỏ mũi thôi. Và các bé đó sau một vài ngày là nó sẽ tự nó hết thôi. Và gần như các bé đó cũng chả phải xài một viên thuốc nào cả. Chỉ cần nghỉ ngơi. Rồi thì khi nào mình phải cho bé nó đi khám? Thì hồi nãy tôi có nói là bé nó đa số nó chỉ là đường hô hấp trên, do đó đa số nó không có cần phải đi khám. Chỉ khi nào mà nó có dấu hiệu của những cái vấn đề ở phổi, nó gây ra bé nó thở mệt, nó khó thở, hoặc bé nó rất là đừ, nó không thể uống nước được, nó uống vào là ói, uống vào là ói, có nghĩa là mình không bù được nước cho nó, thì lúc đó nó cần phải đi khám trực tiếp để bác sĩ đánh giá xem là nó có bị thiếu nước hay không. Mà nó thiếu nước mà mình không thể bù được bằng đường uống thì mình phải truyền nước cho nó, tức là bù bằng truyền dịch. Nhưng mà cái số đó rất là hiếm, rất là ít. Ngay cả bệnh viện Nhi Đồng thì cũng khuyên các bé nó đi khám như vậy, tức là những cái bé nào nó không thể uống nước được, uống vào là nó ói hết, nó bị đừ lắm thì nó phải nhập viện để nó phải cần phải truyền dịch. Đó. Còn đa số là các bé đi khám thì đều được đi về nhà hết. Thứ hai nữa là các bé nó khó thở, nó cần phải được hỗ trợ oxy. Thì những bé đó đôi khi nó phải đi khám và nó cần phải nhập viện để nó thở oxy. Tại vì mình không thể cho nó thở oxy ở nhà. Thứ nhất nữa là thở oxy ở nhà thì mình không theo dõi nó mà không biết cách theo dõi bé. Thì em bé thì nó nhỏ, nó cũng không có nói cho mình biết được nhiều bằng người lớn. Do đó thì cái biểu hiện của bé đó nó chỉ là mệt thôi. À, thì nếu mà quý vị ở nhà theo dõi các bé thì cũng có thể theo dõi cái trị số đo oxy là SpO2. Cái này chắc là nhiều người trong chúng ta đã quen với là cái việc theo dõi này rồi. Từ cái dịch từ hồi tháng 7, tháng 8 năm ngoái là rất nhiều chúng ta đã biết được là mình theo dõi SpO2. Thì đa số SpO2 của mấy bé là ổn. À, chứ là ở nhà chắc người nào cũng có cái máy đo SpO2 thì chúng ta đo cho nó đúng cách và theo dõi của nó. Thì đa số các bé đều không cần phải theo dõi SpO2 nha quý vị. Chỉ khi nào quý vị thấy nó thở mệt, có vẻ là nó mệt quá, nó thở nhanh, thì lúc đó mình đo SpO2 cho nó, tức là đo oxy, độ bão hòa oxy trong máu. Thì cái độ bão hòa oxy trong máu của các bé nếu mà nó dưới 94%, có nghĩa là
xin lỗi, khoảng 94% trở xuống, có nghĩa là 93, 92, 94 gì đó, thì lúc đó mình nên cho nó đi khám. Trước khi đi khám thì nên trao đổi với bác sĩ. Ví dụ như ở kênh phòng khám ở Victoria của chúng tôi thì là cũng có cái kênh để liên lạc với lại các phụ huynh, thì thường phụ huynh hay gọi lại tới tổng đài là số tổng đài của phòng khám Victoria chẳng hạn, thì bác sĩ chúng tôi sẽ gọi điện lại cho phụ huynh để hỏi thăm coi là nó có cần phải đi khám bây giờ hay không. Mà anh Nhân đây thì tôi cũng nói là mình theo dõi, nếu như bé nó thở mệt á thì mình theo dõi cái chỉ số SpO2 là phải biết cách đo cho nó đúng. Tức là cái máy đo nó phải kẹp vào cái ngón tay của mình đây nè, ngón cái hoặc là ngón trỏ, cái ngón nào nó lớn lớn một tí á. Đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là nó có một cái hai, có hai cái mảnh nó ghép với nhau, thì một mảnh là có cái đèn nó chớp á, thì làm sao cái ngón tay của mình đặt vô ở ngay chỗ cái đèn đó, để làm chi? Cái đèn đó là cái chỗ nó phát ra cái tia hồng ngoại, và cái phần đối diện đó là cái chỗ nó cảm thụ cái tia hồng ngoại đó, thì cái tia hồng ngoại nó phải đi xuyên qua cái ngón tay của mình, đi xuyên qua ngón tay và nó đi đến cái bộ phận cảm thụ ở cái miếng còn lại của cái bộ phận đo đó đó, thì nó mới nhận được cái tín hiệu và lúc đó nó mới ra cái chỉ số chính xác được. Chứ còn nếu mình không biết đo mà tay của bé nó nhúc nhích á, thì cái đèn đó nó không đi qua được cái mạch máu ở trên cái ngón tay của bé đó, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị đọc chỉ số nó sai. Mà để phòng ngừa cái việc mà đọc chỉ số sai đó, thì tốt nhất khi mà mình đo, quý vị sẽ quay video cái hình ảnh của cái chỉ số SpO2 đo cho bé, để gửi cho bác sĩ chẳng hạn, nếu được ha, mình có cái kênh khám thì mình sẽ gửi cho bác sĩ để xem, bác sĩ xem rằng là cái cách đo mình đúng hay chưa, hiểu không? Đó, mà khi đo đúng thì sẽ thấy là cái bộ phận cảm nhận nó nhảy đỏ là nó nhảy theo đúng cái nhịp tim của mình đó, là nó đã đo đúng rồi. Để nha, thì lúc đó cái chỉ số đọc nó mới đúng. Đó, thì lúc đó bác sĩ sẽ có lời khuyên là bé này nó cần phải đi khám trực tiếp, hay là nó cần phải nhập viện, nó cần phải thở oxy. Đó là những tình huống mà mình cần phải cho bé nó đi khám trực tiếp. Còn hầu hết, đa số là các bé nó không cần phải đi khám trực tiếp. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn đã lý giải rất là rõ ràng câu hỏi vừa rồi của chị Minh Thư. Ở đây thì cho phép Thu Nga được mở rộng câu hỏi thêm một phần nữa, đó là về việc có nên dùng thuốc cho bé hay không. Cái câu chuyện dùng thuốc hay không dùng thuốc này thì em thấy đó là có khá nhiều quý vị phụ huynh, mà ngay cả đối với người lớn cũng tranh cãi với nhau. Và Thu Nga cũng nhận ngay một cái câu hỏi mà phụ huynh đã đặt tại livestream cho bác Đoàn về cái việc có nên dùng thuốc cho bé hay không, hay là mình chuẩn bị những cái hộp thuốc gia đình như thế nào cho cái từ trường hợp của bé dương tính với COVID-19. Thì em mời bác sĩ Trí Đoàn ạ. Vâng, đối với thuốc cho bé đó thì quý vị chỉ cần giữ lại cái thuốc hạ sốt cho bé thôi, còn những cái thuốc khác là không dùng. Ví dụ như là thuốc ho, thuốc sổ mũi là không dùng cho bé. Tại vì sổ mũi, ho là cái cơ chế, cái phản xạ để giúp cho bé bảo vệ cho đường thở và tống đàm ra, hay là tống virus ra, để ngăn không cho virus đi sâu vào phổi gây ra viêm phổi. Nói cách khác là đó là những phản xạ bảo vệ cho bé đừng có bị viêm phổi. Do đó quý vị đừng bao giờ trữ trong nhà thuốc ho hay là những cái thuốc sổ mũi. Đối với bé ho thì mình chỉ cần khuyến khích bé nó uống nước. Bé nó nghẹt mũi, sổ mũi thì mình nhỏ nước muối sinh lý hoặc là xịt nước biển sâu, vậy thôi là đủ rồi. Còn cái thuốc hạ sốt có dùng hay không á, thì mình phải dựa trên cái hành vi của bé. Ví dụ như bé mà nó sốt mà nó vẫn sinh hoạt bình thường, nó vẫn chơi được, nó vẫn ngủ được, nó vẫn ăn, vẫn uống tương đối được bình thường, thì chúng ta không cần phải cho nó thuốc hạ sốt. Cho dù là nó sốt 39, 40, 41 độ đi chăng nữa thì cũng không cần phải cho bé nó uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên một số bé nó sốt, nó rất là khó chịu, nó quấy, nó không ngủ được, thì quý vị có thể cho nó uống thuốc hạ sốt để cho nó dễ chịu hơn, nó ngủ được và có thể nó ăn uống được một chút. Đó, có nghĩa là thuốc hạ sốt mình sử dụng khi nào bé nó quấy vì sốt, và mục đích của nó chỉ là giảm khó chịu khi bé nó sốt thôi. Chứ mục đích của thuốc hạ sốt không phải là để cho nhiệt độ sốt trở về bình thường. Có nghĩa là không nhất thiết quý vị phải bắt bé nó là nhiệt độ sốt nó trở về 36 mấy, 37 độ. Ví dụ nha, một bé nó sốt 40 độ, nó khó chịu, thì khi mà mình cho nó thuốc hạ sốt, cái nhiệt độ sau đó nó giảm xuống còn 39 độ,
và nó cảm thấy dễ chịu, nó đã ngủ được rồi thì không cần mình giảm xuống nữa. Quý vị cứ để yên cái nhiệt độ đó đi. Đối với những bé mà nó bị sốt như vậy thì chính cái cơ chế sốt nó giúp cho hệ miễn dịch của nó đánh nhau với con siêu vi, nó giúp cho hệ miễn dịch đó tiêu diệt cái con siêu vi đó tốt hơn. Do đó cái cách mà hạ sốt tốt nhất là cho bé nó sốt. Tức là khi mà bé sốt thì nó sẽ tiêu diệt được siêu vi nhanh hơn và nó sẽ mau hết sốt hơn. Cho nên những cái bé nào không uống thuốc hạ sốt hoặc là ít uống thuốc hạ sốt á, thì đa số cái bé nó sốt chừng khoảng một ngày là nó hết. Những cái bé mà nó uống thuốc hạ sốt nhiều á thì đôi khi phải 3 ngày, 4 ngày nó mới hết sốt. Nha. Thì những cái phụ huynh nào mà đã quen khám với tôi rồi thì chắc là hiểu được cái vấn đề này và họ cũng biết cách chăm sóc bé. Đối với lại những cái bé mà nó bị sốt á, ha, thì mình chỉ cần khuyến khích bé nó uống nước thôi. Bé nó rất là thích uống nước lạnh, uống nước đá, ăn kem, thì quý vị có thể cho nó uống nước lạnh, nước đá, kem đều được. Nó uống nước dừa lạnh cũng được. Nhân đây cái câu chuyện nước dừa thì tôi cũng xin bổ sung thêm một ý nữa là khoảng gần đây á, thì tôi hay nghe các thông tin của nhiều phụ huynh khám từ xa hay là gọi điện hay nhắn tin hỏi là nước dừa có cần đun ấm lên hay không. Đấy, thì tôi không biết là cái thông tin đó nó lan truyền từ đâu, nhưng mà câu trả lời là không, không có cần đun ấm nước dừa gì cả nha quý vị. Nước dừa chặt ra là cho nó uống được chứ không cần phải đun ấm lên. Và các bé nó rất là thích uống nước mát lạnh nên nước dừa chặt ra thì quý vị bỏ vô tủ lạnh hoặc là cho vài cục đá vào để cho nó mát, để cho nó dễ uống. Đó là mình bổ sung nước bằng nước lạnh đều được. Ở đây xin nói là nước lạnh nó không gây ra viêm họng mà cũng không gây ra viêm cái gì, mà nó giúp cho cổ họng của nó mát, nó giúp cho nó đỡ đau cổ họng. Ngay cả người lớn mình bị đau rát cổ họng thì chúng ta uống nước lạnh cũng giúp cho mình bớt đau họng luôn. Nha, đó là cái cách mà vật lý á, để giúp giảm đau ở cổ họng đó nha quý vị. Đấy thì hầu hết các bé đều không cần phải uống thuốc mà chỉ cần nghỉ ngơi uống nước, vậy là đủ rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều. Đây là những cái bài và cũng như là những cái truyền thuyết hồi giờ là các vị phụ huynh của chúng ta là chia sẻ với nhau rất nhiều, và hầu như là số nào bác sĩ Trí Đoàn cũng chia sẻ những cái thông tin này. Hy vọng rằng quý vị nào đồng hành cùng với bác sĩ Trí Đoàn một thời gian rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu được đúng về những cái kiến thức về thông tin y khoa như thế này từ bác sĩ Trí Đoàn quý vị nhé. Thưa bác sĩ Trí Đoàn, thì Thu Nga có nhận ngay về một cái câu hỏi được đặt trên livestream về cái vấn đề sốt ở bé. Thì em xin phép được nhận câu hỏi của chị Vân Vân. Chị có gửi về dành cho bác sĩ Trí Đoàn, đó là: thưa bác sĩ, bé nhà em bị nhiễm hết rồi nhưng bé 4 tuổi 25 kg Tết không bị, thì giờ bé bị sốt co giật uống hạ sốt 350 một giờ rồi mà cháu vẫn còn sốt, giờ có uống hạ sốt được nữa hay không ạ? Thưa bác sĩ Trí Đoàn, em xin phép được mời bác sĩ có thể là chia sẻ thêm về những cái cách xử lý trong cái tình huống đó là bé sốt co giật, và nếu như là với tình trạng của nhà chị Vân Vân thì bé đã co giật một giờ đồng hồ rồi, thì cách mình sử dụng thuốc hạ sốt như thế nào? Em mời bác sĩ Trí Đoàn ạ. Vâng, thì cái vấn đề sốt co giật á, thì nó hay gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5-6 tuổi á. Thì khi bị sốt thì có một số bé ít thôi, có một ít thì có thể nó bị co giật do sốt. Do sốt đây là không phải là cái sốt cao nha quý vị, ở đây tôi nói là do sốt thôi, có nghĩa là những cái bé đó chỉ cần sốt nhẹ 38 độ cũng có thể bị co giật. Và để tôi nói ít là sao? Tức là theo thống kê thì mình thấy là trong 100 em bé bị sốt mà từ 5 tuổi trở xuống thì có khoảng 2 cho tới 4 bé bị co giật do sốt. Điều đó có nghĩa rằng là đa số 97%, tức là 100 bé thì 97 bé không bị co giật do sốt. Cho dù nó có sốt bao nhiêu độ đi chăng nữa nó cũng không bị co giật. Thì có một số ít bé bị co giật do sốt, đó thường nó có yếu tố di truyền trong gia đình, là cha mẹ hay là cô chú hay là anh em họ của bé đó có bị hồi xưa hồi lúc còn nhỏ đó là cũng bị co giật do sốt. Và cái trường hợp co giật do sốt như vậy á là lành tính, có nghĩa là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé, không ảnh hưởng đến trí não, trí thông minh của bé, và qua 5 tuổi hay 6 tuổi trở lên thì
cái hiện tượng co giật do sốt đó sẽ tự hết. Có nghĩa là sau này lớn lên 6-7 tuổi, 8 tuổi thì khi bé nó sốt nó không có bị co giật nữa. Chỉ có khoảng 5 tuổi trở xuống thì có thể nó bị co giật thôi. Và những bé nó bị co giật do sốt đó, thông thường trong một cái đợt sốt bệnh đó, thì nó chỉ bị giật có một lần thôi. Và thường á, là cái lần sốt đầu tiên của nó đó, cái cử sốt đầu tiên trong cái đợt bệnh đó là nó bị co giật. Nhưng mà sau đó khi nó sốt á, thì nó sẽ không co giật nữa. Do đó ở trường hợp của chị Vân Vân á, là bé nó bị sốt, nó co giật. Rồi bây giờ mình thấy là cho nó uống thuốc hạ sốt paracetamol 325 hay là 350 gì đó, mà nó vẫn có sốt 40 độ mà nó vẫn chả giật gì cả. Thấy không ạ? Điều đó cho thấy rằng là nó giật ở cái cơn sốt đầu tiên của nó, nhưng mà những cơn sốt sau thì nó không giật. Do đó cái cách xử lý sốt ở bé bị sốt co giật như vậy nó cũng giống như xử lý sốt đối với những bé không có co giật do sốt. Có nghĩa là đối với bé này nó sốt 40 độ thì phụ huynh chỉ cần xem coi hành vi của nó có khó chịu hay không. Nếu như bé nó không khó chịu thì không việc gì mình phải hạ sốt cho nó cả. Thường nó sẽ không sốt, nó sẽ không bị co giật lại cho dù là nó có sốt trong cái đợt này nha. Là quý vị chỉ cần khuyến khích bé nó uống nước, nghỉ ngơi, mặc cho nó đồ thoáng mát. Nhân đây thì tôi cũng chia sẻ luôn là mình không có lau mát cho bé nha. Tại vì cơ bản là cái hiện tượng lau mát nó không giúp làm giảm sốt cho bé. Nên mình không có lau mát gì cả, chỉ cần cung cấp nước và mặc cho nó đồ thoáng mát thôi là được rồi. Còn khi nào nó khó chịu, khó, nó quấy hay là nó mệt mỏi hay là nó không ngủ được vì sốt á, thì mình cho nó thuốc giảm sốt để nó dễ chịu hơn. Không cần phải kéo nhiệt độ trở về 36, 37 độ đâu. Nha. Bởi vì đơn giản một điều là nó sẽ không bị co giật lại trong cái đợt sốt lần này. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn đã giải đáp một vấn đề của chị Vân Vân và cũng như là nhiều quý vị phụ huynh ở đây quan tâm về cách xử lý khi bé bị sốt co giật. Tiếp ngay bây giờ đây thì em lại tiếp tục nhường cơ hội lại cho chị Thư. Chị có thể đặt những cái câu hỏi tiếp theo trực tiếp đến bác sĩ Trí Đoàn ạ. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn bác Đoàn. Thật ra chắc lâu quá không gặp bác nên em lại quên một số thứ rồi bác. Thí dụ em lại quên mất là em vẫn cứ thích hạ sốt về 36 hoặc là 37 cho bé. Cái thứ hai là hình như em cũng quên nên em cũng lau mát. Tại vì em lau mát xong em thấy em yên tâm trong lòng em hơn. Hình như cũng quay lại câu chuyện mà chắc phải chữa cho ba mẹ trước các bác. Em lại quên bài rồi, 5 năm rồi nên em quên bài. Mấy bác thì cho em hỏi bé nhà em thì cũng hồi nhỏ lúc mà đi khám bác thì bị ốm nhơ mà bị mọi người nói suy dinh dưỡng. Nhưng mà đúng bây giờ thì không phải con heo. Nhưng bây giờ thì bạn tới 55kg lận bác. Thế nên là nếu mà bạn 55kg, cơ địa bạn thì đến bây giờ em cũng không biết là suyễn hay không. Tại hồi khám với bác trước đó thì bé bị dẫn đoán là hen suyễn. Mà khi khám với bác thì bác có báo với em là bé không có hen suyễn tại thời điểm bác báo như vậy. Nhưng mà thường thì em cũng thấy bé hay, nếu mà bé bị bệnh thì bé hay thở sâu. Thì vậy thì nếu mà trong trường hợp hoặc là giai đoạn bé COVID đó bác, thì mình có cần phải lưu ý gì cho bé không? Có tính bé là cái nhóm có bệnh nền không bác? Cao 1m32, nặng khoảng 55kg. Chưa đến cái mức nãy như bác nói 80-90kg, nhưng mà mới có 10 tuổi thôi bác. Thì nếu như vậy thì có cần gì lo? Và nếu mà sao, giả dụ như là như vậy thì nếu mà, tại vì hôm nay gặp bác thì không biết lần nào em gặp lại, nên xin phép em hỏi luôn nếu mà hơi tham, là nếu mà sau khi mà nhiễm COVID đó, thì sau này hậu COVID chuyện gì bác? Tại cái này em toàn là nghe lời đồn thôi, và cũng thành thật với bác là vì cứ lo với câu chuyện nhiễm nên chưa có tìm hiểu là hậu COVID của con nít đó thì nó sẽ như thế nào. Và đây là cái câu chuyện mà hội phụ huynh của em cũng bữa giờ cũng bắt đầu hỏi nhau, là bây giờ hậu COVID thì con nít nó có bị giống như người lớn đồn là hụt hơi hay là thở không đều hay là không, thì em chưa có thông tin này, cũng thành thật nói bác là chưa học tới phần này của virus đó. Thì em nhờ bác hai câu là cái trọng lượng đó và cái cơ địa gần hen suyễn thì có gì lo ngại tính bệnh nền không bác, và lo ngại chuyện gì. Cái thứ hai nữa là hậu COVID của những bạn như vậy thì cần để ý chuyện gì cho các con, và có cần đi khám hậu COVID không bác? Cũng thiệt lòng. Dạ, vâng. Cảm ơn bác. Dạ. Vâng, thì đối với lại
bé Huân ha, con của Minh Thư, thì bé nó cân nặng như vậy á là nó béo phì, nhưng mà chưa tới mức béo phì nặng ha, tức là nó được xếp thua cái nhóm béo phì rồi. Và nhân đây thì cũng nói sơ sơ qua là những cái phụ huynh nào mà hồi nhỏ mà cứ sợ con mình ốm còi á thì coi chừng sau này nó béo phì. Đó là cái câu mà tôi nói hoài, tức là mình sợ nó ốm còi mà mình cứ bắt nó ăn hoài á, là qua 5 tuổi cho nên là từ từ nó sẽ dần dần chuyển tới béo phì. Đấy, thì bé này nó béo phì là một cái nguy cơ có thể bị biến chứng về phổi đối với lại siêu vi COVID. Nhưng cái nguy cơ này nó không có nhiều. Thực ra những cái bé nguy cơ nhiều là nó cân nặng khoảng độ chừng 70-80kg, 90kg cả. Nó rất là nặng và nó quá béo phì. Chứ còn bạn này thì béo phì ở mức vừa phải thôi, chưa đến nỗi nhiều, nên không đáng lo về cái nguy cơ biến chứng phổi. Cái vấn đề hen suyễn á, thì đối với lại hen suyễn thì bé nó có bị lây bất cứ cái siêu vi hô hấp nào, nó cũng đều có nguy cơ nó khởi phát cái cơn hen lên cả. Tức là những cái siêu vi cảm thông thường cũng là có nguy cơ khởi phát cơn hen, siêu vi cúm nó cũng khởi phát cái cơn hen lên, siêu vi COVID cũng là loại siêu vi đường hô hấp thì nó cũng có khởi phát cơn hen lên nha, nếu nó thật sự là nó hen suyễn. Do đó siêu vi COVID nó cũng không làm tăng cái nguy cơ khởi phát cơn hen hay là biến chứng nặng đối với lại cái phổi của nó hơn các cái siêu vi khác. Những siêu vi khác vẫn gây ra cái cơn hen như vậy. Và đối với lại những cái bé mà có bị hen suyễn, khi nó bị lây bất cứ cái siêu vi nào, trong đó kể cả siêu vi COVID này, thì khi nó lên cơn hen, cái xử lý của mình cũng giống như những cái đợt bị cơn hen khác. Có nghĩa là nếu mình có cái thuốc giãn phế quản, thở hít qua đường thở nè, nó có hai dạng, một là khí dung, cái dạng thứ hai là dạng xịt, dạng xịt qua buồng đệm hoặc là xịt trực tiếp đối với bé lớn, thì mình sử dụng để mà giúp cho bé nó giãn phế quản và nó dễ thở đó. Và theo dõi thì thường cái diễn tiến của cái cơn hen đó nó cũng không có nặng và cũng sau một vài ngày thì nó cũng hết thôi nha. Thì mình cũng không xem cái suyễn là một cái bệnh nền gì nghiêm trọng cả nha. Cái bệnh nền mà nghiêm trọng nhất là béo phì nặng á, là cái mà mình đáng quan tâm. Nhưng mà ở trường hợp của bạn nhỏ của em thì nó không đến nỗi béo phì, nên cũng không có đáng lo lắm nha. Còn những gia đình nào mà có con béo phì nặng thì chắc là cũng phải nên chú ý với cái triệu chứng hô hấp của các bé, bởi vì nó có nguy cơ, nó suy hô hấp, nó có nguy cơ, nó có cái cơn bão cytokine, tức là nó gây ra những cái tổn thương nhiều hệ thống trong cơ thể của nó, và nó gây ra viêm phổi và cần phải hỗ trợ oxy, và có thể cần phải thở máy, nhập viện, vân vân. Đó là đối với những cái trường hợp béo phì nặng. Còn cái câu thứ hai của Minh Thư là, xin lỗi, là dạ hậu COVID à? Bé hậu COVID thì vấn đề hậu COVID của trẻ em á gần như nó không có. Ở đây mình xin nói lại về cái chữ hậu COVID. Cái chữ hậu COVID là nó áp dụng cho những cái người bị COVID mà có tổn thương phổi. Thì sau khi họ hết bệnh rồi á, thì cái phổi họ không có hồi phục lại hoàn toàn giống như trước đó. Tức là một số cái tổn thương trong phổi nó để lại cái di chứng, cái mô xơ trong đó. Thì cái phổi của mình á, nó là một cái... cũng giống như một cái túi khí, mà khi cái mô nó sơ hóa lại thì nó không còn là một cái túi khí nữa. Có nghĩa là cái thể tích phổi của mình đã bị giảm đi rồi. Thì cái người bị những cái biến chứng phổi ở giai đoạn họ bị COVID, họ bị cần thở oxy, bị suy hô hấp, cần thở máy, thì sau khi họ hết bệnh rồi, phổi họ không hoàn toàn trở về bình thường. Thì khi họ làm việc, họ chạy thể dục hay là vận động mạnh á, hay là leo cầu thang vân vân á, họ có thể không có được giống như xưa, tức là theo như lời Minh Thư nói là họ bị hụt hơi á, tại vì á là phổi họ không hoàn toàn thở như trước được nữa, thì cái vấn đề đó gọi là hậu COVID. Hoặc là hậu COVID á là trong cái giai đoạn mà họ bị bệnh COVID, họ bị tổn thương sang chấn về tâm lý rất là nặng. Họ sang chấn tâm lý là vì họ bị bệnh nặng, họ cận kề cái chết, họ không biết được cái số phận của họ ra sao, họ bị những cái sang chấn tâm lý khủng khiếp.
nha. Và có thể là họ không bao giờ họ quên được những cái ấn tượng, những cái cảm giác khi mà họ đối diện với cái bệnh thập tử nhất sinh như vậy, hay là khi họ đối diện với những ca tử vong do COVID ở xung quanh họ khi họ nhập viện. Đó là những sang chấn tâm lý rất là nặng. Nhân đây thì cũng nói luôn là ngay cả bác sĩ hay là nhân viên y tế cũng có những cái sang chấn tâm lý giống như vậy. Và nếu mà quý vị theo dõi những cái tin tức trên thế giới thì thấy bên Mỹ có những bác sĩ phải tự tử vì những cái sang chấn tâm lý, tức là họ đối diện với bệnh nhân bị tử vong quá nhiều và họ không thể cứu được. Sứ mạng của bác sĩ là làm mọi việc để mà cứu bệnh nhân, nhưng mà họ cứ phải chứng kiến những cái chết như vậy thì họ bị sang chấn tâm lý và họ tự tử. Và đối với bệnh nhân chẳng hạn, khi họ hết bệnh rồi, cái sang chấn tâm lý đó nó vẫn còn kéo dài bao nhiêu năm mình không biết, thì cái đó gọi là hậu COVID. Hoặc là có những người bị tổn thương mất mùi chẳng hạn. Trong cái đợt Omicron này thì gần ít bao giờ có cái chuyện mất mùi không quý vị ơi. Nhưng mà chủng Delta thì mất mùi nó hay xảy ra. Tức là cách đây mấy tháng ha, nó là chủng Delta chiếm ưu thế, thì quý vị thấy là hay có triệu chứng mất mùi lắm. Thì có những người bị mất mùi đó phải nhiều tháng sau, thậm chí cả năm sau mới hồi phục lại mùi vị. Và có những người họ bị không phải chỉ mất mùi mà họ thay đổi cái cảm nhận về mùi. Có nghĩa rằng là trước đây họ không ngửi cái mùi đó, bây giờ trong mũi họ lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi đó. Thì tôi kể câu chuyện của một người thân của tôi, thì là sau khi bị COVID trước đây một năm, thì ông chú ông bị thay đổi cái cảm giác mùi. Có nghĩa là cứ thể mà ăn cơm, ăn cái gì cũng lại là trong đó, trong mũi lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi cồn hết trơn hết á. Lúc nào trong mũi mình cũng ngửi thấy mùi cồn, mà trong khi trong cơm đâu có cồn, đâu có gì đâu. Mình cũng chẳng rửa tay gì bằng cồn hết, mà ông chú nói là lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi cồn, là ăn vô là ngửi thấy mùi cồn à. Thậm chí không ăn được bởi vì cái cảm giác nó khó chịu lắm. Đó là hậu COVID. Đó thì nhân cái dịp Tết vừa rồi thì gia đình xung họp thì nó mới gặp ông chú đó, thì ông mới kể cái triệu chứng đó, thì nó mới nói à, nếu vậy thì là chú cần phải tập lại, cần phải huấn luyện lại cái não của mình để mà, giống như vật lý trị liệu đó quý vị, huấn luyện lại não của mình để mà hồi phục lại cái nhận thức về mùi. Thì may mắn sau đó thì khoảng độ chừng 2 tuần thì ông hết cái triệu chứng đó luôn, coi như rằng là trở về bình thường, mà phải mất 10 tháng trời quý vị mới trở về bình thường. Thì cái đó gọi là hậu COVID, có nghĩa là những cái tổn thương trong giai đoạn mà mình bị COVID, sau đó những cái tổn thương nó còn kéo dài, dai dẳng và ảnh hưởng tới những cái chức năng sống, những cái chất lượng cuộc sống, thì cái đó gọi là hậu COVID. Thì ở các bé đó, ở trẻ em như rất là, mình thấy là trong cái lúc mà bị COVID, các bé nó không có bị những cái tổn thương đó. Đặc biệt đối với lại Omicron lúc này đó, thì cái triệu chứng của các bé chỉ là sốt xong rồi một ngày hai ngày là hết. Các bé không có bị suy hô hấp, không bị tổn thương phổi, không bị mất mùi, không bị những cái, thậm chí sang chấn tâm lý thì đối với các bé cũng gần như không có luôn, tại vì bây giờ chúng ta không cách ly nữa. Bây giờ chủ yếu là mình tự cách ly tại nhà chứ không có cách ly vô những cái trường học hay là những cái điểm cách ly tập trung giống như cách đây vài tháng. Thì gần như các bé bây giờ ít có cái sang chấn về tâm lý. Và nó cũng giống như cái cảm thông thường mà các bé đó đã từng bị mắc phải trước đây thôi. Thì gần như nó không có cái hậu COVID như vậy. Và cái phổi của nó cũng không có bị hậu COVID nữa. Tại vì rằng là nó đâu có bị tổn thương gì về phổi đâu mà dẫn tới cái việc mà hụt hơi khó thở sau này. Nên là không có hậu COVID. Tuy nhiên, ở trẻ em á, nếu quý vị đã theo dõi những cái số livestream trước đây, đặc biệt là cách đây một tháng ha, ngày đúng 4 tuần trước đây, khi mà nói về COVID ở trẻ em thì tôi có đề cập tới một cái hội chứng, nó gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Tức là hội chứng viêm này á, sau khi bé nó hết COVID rồi thì có một tỷ lệ nhỏ, rất là hiếm, một số ít bé có thể bị khởi phát cái hội chứng viêm đó, không còn phải là do siêu vi nữa mà là do hệ miễn dịch trong cơ thể nó bị điều hòa sai, nó tự nó phá cơ thể nó và nó gây ra viêm nhiều hệ thống trong người nó nha. Về tim của nó là nó bị tổn thương tim, có thể nó bị tổn thương mạch máu trong tim,
nó có thể bị viêm ở gan, có thể bị viêm ở não, vân vân, nhiều cơ quan trong cơ thể, nó gọi là hội chứng viêm đa hệ thống, nó viết tắt bởi chữ MIS-C ha, là Multi System Inflammatory Syndrome in Children, C là children, gặp ở trẻ em thôi. Thì hội chứng đó xảy ra sau khi hết COVID, và sau đó khoảng 2 cho tới 6 tuần thì có một số ít bé nó bắt đầu nó sốt lại. Thì nó sốt lại, nó sẽ sốt kéo dài, trung bình là khoảng 4 cho tới 6 ngày, có nghĩa là khoảng 4-5 ngày trở lên quý vị. Và nó có thể đi kèm với một số triệu chứng về tiêu hóa, đó là các bé đó có thể nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Đó là hai cái triệu chứng thường gặp nhất. Sốt là 100% các bé nó đều có. Khi nó gặp hội chứng viêm đó là 100% nó đều có triệu chứng sốt. Còn cái biểu hiện về tiêu hóa, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy là khoảng 50-70% có nghĩa là cũng khá nhiều. Rồi một số biểu hiện khác như là sưng hạch ở cổ, ít ít thôi, tay của nó, bàn tay, bàn chân nó hơi sưng sưng, cũng ít thôi. Rồi nó nổi cái ban ở trên người cũng ít thôi, khoảng độ chừng 10-20% thôi. Đấy, thì đối với những bé mà nó sau khi nó hết COVID rồi mà nó lại bị sốt lại sau đó khoảng vài tuần, mà nó sốt kéo dài cộng thêm triệu chứng tiêu hóa, thì các bạn nên cho bé đi khám nha. Thì khi đó mình phải nói với bác sĩ là con của em hay là con của tôi đã bị COVID trước đó mấy tuần, hay là trước đó mấy tuần á, là trong nhà có những người bị COVID. Tại vì có những bé lây COVID không có triệu chứng gì cả, hoàn toàn không triệu chứng gì, nhưng mà nó bị lây, nhưng mà sau đó vẫn có thể nó bị cái hội chứng MIS-C này. Thì nên nói cho bác sĩ biết là trước đây con của em bị cái bị lây COVID nó hết rồi, bây giờ nó đang bị sốt, nó đang bị sốt vài ngày như vậy, con của em có bị MIS-C hay không, có bị hội chứng viêm đa hệ thống hay không, thì sẽ thảo luận với bác sĩ. Và những bé đó thường bác sĩ sẽ cho làm một số xét nghiệm để coi nó có phản ứng viêm ở trong cơ thể này hay không, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và có thể siêu âm tim nha, để xem tim nó có bị tổn thương gì hay không. Đó, một số cái xét nghiệm, và rất tùy vô cái triệu chứng của bé mà mình có những xét nghiệm phù hợp nữa. Thì trong trường hợp đó thì mình mới nên đi khám để xem nó có bị cái hội chứng viêm đa hệ thống đó hay không. Còn hầu hết các bé bị COVID xong, quý vị đừng mất tiền, đừng tốn công đi khám hậu COVID làm gì. Đừng có mất công đi khám để chụp x-quang phổi, đi làm xét nghiệm máu vân vân và vân vân. Nó tốn tiền vô ích và nó lại gây ảnh hưởng tới hệ thống y tế một cách không cần thiết. Tức là mình ý thức được là có một số ít đứa có thể bị MIS-C và lúc đó mình mới cần đi khám. Còn nếu bé nó chơi bình thường, nó khỏe mạnh hoàn toàn như trước đây thì không cần phải cho nó đi khám. Và mình chỉ biết cách theo dõi các bé để biết được khi nào bé nó cần đi khám thôi nha quý vị. Rồi sau khi mới hết bệnh COVID rồi, quý vị cứ cho nó ăn uống bình thường, tắm rửa bình thường. Mấy ngày nay tự nhiên tôi lại nhận mấy câu hỏi của quý vị phụ huynh mà có con bị COVID á, là hôm nay tôi nhận hai bé đặt hai người hỏi câu hỏi giống nhau là con của em có tắm được hay không. Thì khi nào mà tôi nhận được từ 2-3 người trở lên mà hỏi cùng một câu á, thì tôi đoán là trên mạng xã hội đang có một cái gì đó, những cái thông tin gì đó. Tôi không biết là có hay không, tại vì nhiều tháng nay tôi không có lên mạng xã hội, tôi không có vô Facebook, không có thời gian để vào Facebook. Nhưng mà cứ vài người hỏi cùng một câu hỏi thì là biết gần như chắc chắn là sẽ có những cái thông tin nào đó ở trên mạng, là có thể nói là COVID thì không được tắm hay cái gì đó nha. Thì nhân đây tôi nói luôn là quý vị vẫn tắm cho nó bình thường nha. Tại vì nhân hai bé hỏi sáng nay thì bà mẹ hỏi vậy, thì tôi nói luôn là quý vị cứ chăm sóc nó, tắm rửa bình thường, ăn uống bình thường, không có kiêng tắm gì hết. Tôi hay nói là mình chỉ có kiêng ở dơ nè, kiêng ăn đồ dơ nè, kiêng ăn đồ dở nè, đó, kiêng hút thuốc lá nè, vậy thôi nha, chứ còn không có từng kiêng cái gì cả. Dạ em cảm ơn bác Đoàn rất nhiều. Đúng là cái chuyện này là có thật bác Đoàn ơi. Một cái truyền thuyết mọi người chia sẻ với sau là cái chuyện là tắm hay là không tắm, không chỉ là đối với các bé mà ngay cả người lớn cũng đặt câu hỏi là tắm hay không tắm thưa bác Đoàn. Đó là lý do tại sao mà hôm nay là có khá là nhiều bệnh nhân chia sẻ và đặt câu hỏi đó với bác Đoàn. Và bên cạnh đó, trong cái việc tắm hay không tắm và đối với các bé đó bác Đoàn, đó là
phụ huynh còn đặt ra cái vấn đề nữa là nếu mà tắm thì tắm nước lạnh hay là tắm nước nóng, và đặc biệt là đối với một số bé thì cái tình trạng đó là viêm da cơ địa hay là những cái vấn đề về da cũng khá là phổ biến. Thì em có nhận thêm một cái câu hỏi nữa, đó là khi mà bé viêm da cơ địa thì được cái lời khuyên là nên tắm bằng cái nước mát thì da của bé sẽ đỡ ngứa hơn. Thì trong các tình huống như thế này, bé bị bệnh như thế thì mình có nên tắm nước lạnh hay không, hay là mình phải hoàn toàn là tắm nhẹ nhàng, đó là tắm lau người và tắm nước ấm? Thì em xin phép được mời bác sĩ Trí Đoàn chia sẻ rõ hơn, bởi vì câu này em mới nhận trực tiếp luôn bác sĩ. Em mời bác Đoàn. Ok, vậy thì là nhân chuyện nói tắm thì là cũng sẽ có người hỏi câu chuyện về tắm. Ok rồi, thì đối với lại COVID nha quý vị, là quý vị cứ việc cho nó tắm thoải mái, cứ việc cho nó tắm nước lạnh thoải mái luôn. Bởi vì khi mà tắm nước mát vậy cái bé nó sẽ rất là dễ chịu luôn. Em bé người nó rất là nóng và nó rất là khó chịu đối với lại cái nhiệt độ nóng. Đặc biệt là gần đây thì quý vị biết là thời tiết đó, là nhiệt độ môi trường càng ngày nó càng nóng rồi đó. Bây giờ là 30 độ, 30 mấy độ C ngoài trời. Chỉ có ngày hôm qua có thể là trời mưa một tí xíu là nó hơi mát, nhưng mà hôm nay tôi đã thấy nóng lại rồi, phải không? Nên là trời nóng thì các bé nó rất là thích tắm nước lạnh, tắm nước mát nha. Và đối với lại các cái bệnh mà cảm, ho, sổ mũi hay là siêu vi COVID thì cũng giống như vậy. Không có kiêng gì tắm nước lạnh cả, quý vị cứ việc cho nó tắm nước lạnh. Mà mỗi ngày mình muốn cho nó tắm bao nhiêu lần cũng được. Cái số lần tắm nó chỉ hạn chế bởi số tiền mình trả cho cái tiền nước đó thôi. Nếu mình không có tiền trả cho tiền nước thì không có đủ nước để tắm. Nhưng mà chắc bây giờ không ai đến nỗi như vậy. Bây giờ chỉ có ít tiền trả tiền xăng thôi, chứ còn tiền nước thì chắc đủ tiền, đúng không quý vị? Rồi, cái thứ hai nữa là đối với lại cái bệnh viêm da cơ địa đó, thì đúng như là Thu Nga có đặt trong cái câu hỏi là viêm da cơ địa nó rất là kỵ nóng. Có nghĩa là khi mà da của bé nóng lên á thì nó sẽ nổi sần, ngứa và nó đỏ lên. Do đó những cái bé mà bị viêm da cơ địa, quý vị để ý xem là thể mà mình tắm nước ấm á, tắm nước ấm cho bé đó là sau khi tắm là da nó sẽ nổi đỏ lên và nó ngứa. Mà sau một hồi á, khoảng độ chừng 30 phút sau thì nó sẽ dịu lại bớt. Chứ mỗi lần tắm xong là da nó nổi đỏ lên. Là tại sao? Tại vì mình tắm nước ấm cho nó. Phải không? Tắm nước ấm là da nó nóng lên liền. Do đó đó, cái bé bị viêm da cơ địa là nên tắm nước mát. Mà nước mát đây là nói thẳng luôn là tắm nước lạnh, là lấy thẳng nước từ vòi mát luôn á, không pha nước ấm. Và mỗi ngày mình tắm cho bé nhiều lần. Tôi hay khuyên là các bé nó nên tắm khoảng 3 cho tới 4 lần mỗi ngày. Sáng, trưa, chiều, tối. Trước khi đi ngủ tắm cho nó một lần nữa. Rồi những cái bé viêm da cơ địa đó tắm xong là mình thoa kem giữ ẩm lên cho nó. Nha. Nhất là những cái vùng da khô á, khi mà da nó khô thì nó rất là ngứa. Do đó cái biện pháp trị ngứa tốt nhất đối với những bé viêm da cơ địa như vậy á, chủ yếu là mình thoa kem giữ ẩm đều đều mỗi ngày và luôn luôn cho nó mát. Có nghĩa là tắm nước mát xong, thoa kem giữ ẩm rồi mặc cho nó đồ thoáng mát và cho nó vô cái phòng máy lạnh mát đối với bé. Máy lạnh mát là phải mát đối với bé chứ không phải đối với người lớn nha quý vị. Đối với bé là phải dưới 24 độ nó mới mát. Còn đối với em bé 25 độ là nó rất là nóng. Do đó đó, tôi thấy có một cái nghịch lý á, hàng năm cứ khoảng vào dịp cuối năm á, là những bé ở miền Bắc nha. Ở đây nếu mà quý vị nào thăm theo dõi livestream ở miền Bắc thì chắc là thấy cứ thể cuối năm ở miền Bắc là các bé bị nổi rôm sảy. Nó nghịch lý chỗ đó, thường là rôm sảy nó nổi khi nào mà bé nó bị nóng cơ. Nhưng mà cuối năm á, ở miền Bắc là trời mát lạnh thì các bé lại nổi rôm sảy bởi vì ông bà cha mẹ cứ sợ nó lạnh và trùm cho nó 2-3 lớp áo, đội mũ, quấn khăn, mang vớ, tức là mang tách á, rồi mang bao tay, có nghĩa là kín mít từ đầu cho tới chân. Nó chỉ còn hở có cái mặt của nó và cái cổ của nó thôi. Và mặt và cổ của nó là cái chỗ thoát nhiệt duy nhất trong người nó, nên là nó đỏ lên và nó sần mặt rồi hâm ở cổ. Nói thật là tối hôm qua là tôi cũng có một bé y như vậy luôn, là mở ra cái người nó nổi rôm sảy tùm lum hết á. Mà bé đó nó ở ngoài Bắc quý vị, mặc đồ cho nó vậy và ở trong nhà để nhiệt độ làm sao mà 30 độ C, trong khi ngoài trời thì là tôi đoán là chắc khoảng độ chừng 20 độ mát được. Thì đối với em bé nhiệt độ 20 độ
là vừa đủ mát cho nó, mình phải mặc cho nó đồ thoáng mát chứ đừng có chùm kín lại. Các phụ huynh hay nghĩ rằng là nhiệt độ lạnh gây ra bị viêm phổi, viêm phế quản, cái điều đó không đúng. Lạnh nóng không có gây ra viêm phế quản hay viêm phổi gì cả nha. Viêm phế quản, viêm phổi, viêm hô hấp là do virus hay là siêu vi lây từ người này qua người khác. Vậy thì quý vị thấy rằng là chúng ta đã trải qua hơn 2 năm với cái siêu vi COVID rồi. Quý vị thấy rằng là ở Việt Nam mình á, là hồi tháng 8 năm ngoái nè, Sài Gòn nóng như đổ lửa. Mà có nhiều người bị viêm phổi không? Có ai nói rằng là trời lạnh gây ra viêm phổi đâu. Mà thời đó nóng khủng khiếp, vẫn viêm phổi và vẫn nhiều nhiều người đã bị tử vong vì COVID. Đó, điều đó cho thấy rằng là viêm phổi là do siêu vi, chứ không phải viêm phổi là do lạnh hay nóng hay là thời tiết gì cả. Do đó mình đừng chùm kín cho các bé nha. Các bé thân nhiệt nó rất là nóng. Nên là quý vị cứ thoải mái tắm mát cho bé. Muốn tắm bao nhiêu lần mỗi ngày cũng được, không giới hạn số lần luôn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất nhiều. Cái vấn đề này có lẽ là tuy là không có mới, tuy nhiên đó là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể là chia sẻ rất là nhiều. Thì hy vọng rằng quý anh chị phụ huynh thì chúng ta lắng nghe thông tin, chúng ta có thể là cập nhật thêm, ghi nhớ những cái thông tin này. Thu Nga có thêm một cái vấn đề nữa thưa bác sĩ Trí Đoàn về vấn đề hậu Covid. Thì đây là một nghiên cứu công bố vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Thì chúng ta có một cái thông tin đó là COVID-19 làm suy giảm chất xám. Thì có những cái ảnh hưởng về não bộ và tâm lý dành cho các bệnh nhân hậu COVID-19, ngay cả người lớn có thể nhận thấy thưa bác sĩ. Và ngay bản thân Thu Nga cũng nhận thấy đó là sau khi mà chúng ta đã bình phục COVID-19 rồi á, thì đôi khi đó là đầu óc của mình hơi nhớ nhớ quên quên, khả năng tập trung kém nè, thì mình có những cái ảnh hưởng về não bộ. Và ở đây lại có một cái nghiên cứu đó là suy giảm chất xám nữa. Thì đối với trẻ con thì sao? Đối với các bé khi mà não bộ của các bé chưa được hoàn thiện, vẫn còn non, thì em không biết là cái độ ảnh hưởng hậu COVID-19 đối với sự phát triển não bộ của các bé như thế nào? Thì em xin phép được xin ý kiến của bác sĩ Trí Đoàn về vấn đề này ạ. Vâng, cái đối với các bé đó thì gần như nó không ảnh hưởng gì tới cái sự phát triển não của bé cả. Đối với các bé, cái COVID này nó rất là nhẹ. Nó nhẹ là nó chỉ giống như những cái siêu vi cảm thông thường thôi. Và các bé đó đó, nếu mà quý vị thấy bé nó bị COVID á, mà quý vị hỏi nó coi nó nhớ không á, thì nó sẽ nhớ những cái gì mà nó thích, mà nó sẽ muốn quên những cái gì nó không thích. Quý vị hỏi thử coi nó muốn đi ăn kem không, mà nó sẽ nhớ cái quán kem đó. Không, cái người nào mà nó thích thì nó sẽ nhớ, người nào nó ghét nó cũng nhớ luôn nữa. Và có nhiều bé nó đi chích ngừa đó, trong qua hôm kia thì tôi thấy đó, có bà mẹ nó là con em nó chỉ cần tới cái chỗ cái phòng đó thôi là nó nhớ ngay chốc là cái chỗ cái phòng đó là nó chích ngừa. Do đó em bé nó có trí nhớ rất rất là tốt luôn nha. Và cái gì mà kích thích vô, nó có một cái sự hưng phấn ở não của nó thì nó nhớ rất là dai. Nhưng mấy bé nó chích ngừa nó nhớ kỹ lắm quý vị ơi, hiểu không? Cho dù nó bị COVID xong nó chích ngừa nó vẫn rất là nhớ nha. Nên cái việc không việc gì phải lo với cái việc mà nó không nhớ. Đối với người lớn thì là tôi thấy cũng không có nỗi ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình đâu nha. Bản thân của người lớn á, thì khi những người lớn tuổi thì cái quá trình suy thoái bình thường của não của mình á, là nó cũng đã dần dần mình quên. Và dần dần á, là mình sẽ bị cái tình trạng đó là nhớ, là xin lỗi là quên ngược chiều. Quên ngược chiều có nghĩa là những cái người lớn tuổi, quý vị sẽ thấy rằng là những cái gì xảy ra lâu rồi thì lại nhớ, mà những cái gì xảy ra gần đây thì lại quên. Nó ngược đúng không ạ? Thấy cái gì bình thường mình, cái gì xảy ra gần nhất thì mình nhớ, còn cái gì xảy ra xa thì mình hay quên. Nhưng mà đối với cái người càng lớn lớn tuổi thì hay có tình trạng là quên ngược chiều, có nghĩa rằng là họ nhớ cái gì ngày xưa cách đây 50 năm, 60 năm họ nhớ rất là kỹ. Nhưng mà cái gì vừa mới xảy ra xong quên, vừa mới nói xong cái là quay qua quay lại là quên, không biết ủa nãy ta nói cái gì không hay là quên. Đấy, thì cái trí nhớ của mình càng lớn tuổi thì nó sẽ giống như vậy nha. Nên rằng là COVID đó không hẳn là nó gây ra cái việc mất trí nhớ đó đâu. Ở những người lớn tuổi mình, đôi khi cái việc mà trí nhớ mình quên ngược chiều á là do cái quá trình mà lão hóa dần dần. Vậy thì đối với cái những người mà lớn của mình á, để mà hạn chế bớt cái vấn đề quên quên nhớ nhớ đó, thì mình nên tập luyện trí nhớ.
tức là đọc sách, tập thể dục hay là hoạt động, rồi học cái cách ghi nhớ, học cách ghi chép vân vân, thí dụ vậy nha, để mình nhớ. Thật ra là tôi cũng hay quên, nhưng mà cái gì ấy thì tôi hay ghi chép, hoặc là vô điện thoại của mình những cái việc cần làm chẳng hạn, phải không? Thật ra ví dụ giờ tôi đi chợ chẳng hạn, bây giờ tôi là người đi chợ, ngày nào tôi là người đi chợ chính luôn, nên rằng là đi chợ tôi không có nhớ được hết mình mua cái gì, phải không? Nên là ví dụ ở nhà bà xã bà bảo là à mua cái này rồi cứ ghi vô ra chợ, cứ theo cái list đó mà mua thì mình không có quên. Còn mình lỡ mà lúc đó mình nghe sót thì mình mới quên thôi đó, còn đúng cái món đó thì đi ra mua thì sẽ đủ thôi đó. Thì đó là một cách, để một số cách để mình cải thiện lại cái trí nhớ. Nhưng mà đối với em bé thì là nó nhớ cái gì nó cần nhớ và nó quên cái gì nó cần quên. Nên quý vị thử hỏi lại nó coi cái gì nó thích là nó nhớ à. Hỏi thích đi ăn sushi không, hay thích đi ăn pizza không là nó nhớ liền á. Nó nhớ được cái quán nó ăn luôn á. Thử hỏi thử xem. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn ạ. Thêm một cái vấn đề nữa thì Thu Nga tổng hợp những cái vấn đề quý vị phụ huynh quan tâm về vaccine thưa bác sĩ. Thì ở đây thì em xin phép được xin ý kiến của bác sĩ Trí Đoàn, có thể là tóm tắt lại về cái tình hình tiêm vaccine dành cho trẻ dưới 12 tuổi hiện nay như thế nào. Và đối với những bé mà chúng ta vừa bị dương tính, sau đó chúng ta bình phục rồi, thì cái khoảng thời gian sau đó chúng ta tiêm lại thì khoảng thời gian bao lâu thì nên. Và tiếp theo nữa đó là các bé của mình đó, thì sau khi tiêm rồi, ví dụ cái khả năng tái nhiễm của các bé thì có cao hay không, thì em xin phép được tổng hợp các vấn đề về vaccine và nhờ bác sĩ Trí Đoàn có thể là giải đáp thêm dành cho quý anh chị phụ huynh ạ. Ok, đây là một câu hỏi khá thiết thực và khá hay bây giờ, và là chắc chắn là cái vấn đề đáng quan tâm của nhiều phụ huynh có con ở trong cái tuổi đó. Thì cái việc tiêm ngừa vaccine COVID á, nó thay đổi cả một cái bộ mặt, nó thay đổi cả một cái tiên lượng, và nó thay đổi cả một cái nền kinh tế. Quý vị thấy là cách đây khoảng vài tháng thì là kinh tế của nhiều nước, kể cả Việt Nam, gần như đóng băng. Bởi vì sao? Lockdown hết. Bởi vì sao? Mọi người chưa được tiêm vaccine, mọi người phải ở yên một chỗ. Thì cái vấn đề tiêm vaccine là bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đã đi ra ngoài rồi, không còn cái cảnh là ở nhà, không, cái là kinh tế nó hồi phục lại rất là nhanh rồi. Do đó cái mục đích của tiêm vaccine là ngừa biến chứng nặng do cái bệnh đó. Trong trường hợp này là COVID, ngừa biến chứng nặng, chứ mục đích tiêm vaccine ở đây không phải là không bị bệnh, mà là ngừa biến chứng nặng do các siêu vi, ở đây là siêu vi COVID nha. Vậy thì câu trả lời là quý vị nên cho bé tiêm vaccine nếu mà nhà nước triển khai tiêm vaccine. Sắp tới này thì Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi nha. Và cũng có nhiều phụ huynh nói là thôi bị nhiễm nó nhẹ không cần phải tiêm. Nhưng hồi nãy tôi có nói rằng là quý vị, nếu mà bé bị nhiễm, đa số nó là nhẹ, chỉ có một số ít bé là nó có nguy cơ bị MIS-C, có nghĩa là hội chứng viêm đa hệ thống. Hội chứng viêm đa hệ thống, mặc dù tỷ lệ đó nó dưới 1%, nó rất là hiếm, nhưng vẫn có xảy ra. Nếu mà số ca bị rất là nhiều thì có phải là cái số thực tế là nó ra nó sẽ có nhiều không ạ? Vậy thì cái việc tiêm vaccine đó, nó ngừa được cái việc diễn tiến tới cái hội chứng mà viêm đa hệ thống đó. Do đó là một lý do để mình cần phải tiêm vaccine. Thứ hai á, là tiêm vaccine nó cũng giúp ngừa bớt cái chuyện lây lan cái con virus đó, nó hạn chế cái mức độ lây. Do đó các bé cũng nên tiêm vaccine. Và cái việc mà tiêm vaccine đó nó không hoàn toàn, nó bảo vệ mình không bị nhiễm. Giống như hồi nãy ngay trong cái lúc đầu chương trình tôi có nói rằng là hiện giờ cái chủng Omicron này nè, cái hiệu quả của vaccine đó, nó khoảng độ 10%+ thôi. So với cái trước đây là cái hiệu quả vaccine đối với lại Delta là với 70-80%, hay là đối với cái chủng Alpha Beta là cái chủng gốc của COVID đó, là tới 90%+ là, phải không? Tuy nhiên á, mình không biết được là sắp tới này thì nó sẽ thay đổi cái con virus đó như thế nào, nó sẽ biến đổi tiếp như thế nào. Do đó cái việc tiêm vaccine này nó vẫn ngừa được những cái, có thể những cái biến chủng sắp tới này.
mình đâu biết được là sắp tới này chủng Delta nó có quay lại hay không, mình không biết được chuyện đó. Do đó cái việc phòng ngừa trước bao giờ nó cũng là tốt nhất cho sức khỏe. Do đó cái việc tiêm ngừa rất nên cho các bé. Ở đây có những phụ huynh lo ngại là tiêm vaccine nó gây ra biến chứng về tim mạch, nó gây ra cái gì gì đó. Thì quý vị biết là cái việc tiêm vaccine á, đối với lại trẻ em ở cái lứa tuổi teen là mười mấy tuổi, hoặc là người lớn lớn xíu 20 hai mấy tuổi á, thì có một số ít ca mà bị tổn thương gọi là viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine mRNA ha, là ví dụ như Pfizer hoặc là Moderna. Thì á, sau khi tiêm đó thì 1 triệu ca tiêm vaccine có khoảng 40 ca có thể bị viêm cơ tim, mà tình trạng viêm cơ tim đó là nhẹ và tự hết sau một tuần lễ. Đó là ở cái lứa tuổi mười mấy tuổi cho tới 29 tuổi. Còn khi mình triển khai tiêm ở lứa tuổi 5 cho tới 11 tuổi đó, thì bên Mỹ thấy là cái tỷ lệ đó thấp hơn nhiều, tức là dưới 5 ca trong 1 triệu ca tiêm. Có nghĩa là rất là thấp. Hiểu không ạ? Và cái người mà không tiêm vaccine COVID và khi bị lây COVID vẫn bị viêm cơ tim mà cái tỷ lệ viêm cơ tim do cái con siêu vi COVID nó gấp nhiều lần so với bản thân cái vaccine nó gây ra. Do đó ở đây quý vị cân nhắc thử, thì đối với lại cái bé mà nó không tiêm vaccine hay là cái người không tiêm vaccine mà bị lây siêu vi COVID có nguy cơ biến chứng viêm cơ tim gấp 10 cho tới 20 lần. Vậy thì mình thấy cái gì có lợi hơn, phải không ạ? Rồi ở đây có một số quý vị nói là bị sốc phản vệ, cái tỷ lệ bị sốc phản vệ do tiêm các vaccine này nó chỉ khoảng 1/1000 thôi. Và ở trên đời này không có cái gì là không có nguy cơ, cái tỷ lệ 1/1000 đó cực kỳ thấp luôn so với những cái biến chứng có thể có. Ví dụ như nói MIS-C đi, trong 100.000 ca có thể có 1-2 ca bị MIS-C, tức là hội chứng viêm đa hệ thống. Vậy thì 1/100.000 nghĩa là 1/1000, cái nào nhiều hơn, phải không? Nên lúc nào mình cũng phải cân nhắc giữa việc có tiêm vaccine nó bảo vệ được cái gì và cái nguy cơ nó có nhiều hay không để mình cho bé nó tiêm vaccine. Thì cho tới lúc này câu trả lời vẫn là nên tiêm vaccine cho những bé từ 5 cho tới 11 tuổi. Nếu nhà nước có triển khai tiêm vaccine thì tôi nghĩ là sẽ triển khai sớm thôi. Tại vì các nhân viên y tế cũng đã được tập huấn về việc triển khai tiêm vaccine này rồi ha, thì chỉ chờ vaccine để mà tiêm thôi. Ở đây có một câu là bé nó đã bị COVID rồi thì có nên tiêm hay không, mà sau đó bao lâu thì tiêm được. Thì bé nó bị nhiễm COVID rồi vẫn nên tiêm vaccine. Và sau khi bé nó hồi phục lại, thường khoảng một tuần lễ sau là bé nó hồi phục lại. Các bé nó hồi phục bệnh rất là mau nha, thì khoảng một tuần lễ sau là mình có thể tiêm cho bé được rồi. Nó hết sốt, nó chơi lại bình thường là tiêm cho bé được rồi. Tuy nhiên ở một số bé nó hồi phục lại nhưng mà nó thể nó vẫn còn cái con virus ở trong mũi họng nha quý vị. Một tuần sau đôi khi có một số đứa test vẫn dương tính. Thì trong trường hợp đó khi đi tiêm thì mình nên cho nó đeo khẩu trang để nó tránh lây cho người khác thôi nha. Còn nếu mà quý vị nào ngại hơn nữa thì chờ nó 2 tuần thì cho nó đi tiêm vaccine. Ok, được. Đó nghĩa là tiêm vaccine càng sớm càng tốt sau khi mình hồi phục lại và mình không còn lây cho người khác nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn. Một cái vấn đề mà chị Minh Thư cũng nói đó là quan tâm của các ba mẹ đây. Rất là quan tâm về vấn đề tiêm vaccine. Bây giờ đây còn một cái vấn đề có lẽ là vấn đề cuối cùng nhưng mà không thể thiếu được trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì cái vấn đề về tâm lý thì em cũng xin phép được xin ý kiến ngay cả ba góc nhìn, đó là từ phía thầy Nam, từ phía chị Thư và từ phía lời khuyên của bác sĩ Trí Đoàn về việc chúng ta đang ở một cái giai đoạn, đó là cái giai đoạn hậu Covid-19 và cũng như là cái cách mình phải tái hòa nhập lại với cộng đồng thôi, phải đi làm, phải đi học. Thì mình phải trang bị những cái tâm lý như thế nào dành cho các bé khi các bé quay trở lại trường học. Đầu tiên em xin phép được xin ý kiến của thầy Nam về việc mình phải chuẩn bị tâm lý cho các bé như thế nào ngay tại trên lớp học của các bé ạ. Em mời thầy ạ. Alo, quay lại với vấn đề mà chắc là nhiều phụ huynh mình cũng lo lắng, bên cạnh cái việc là về sức khỏe của các con khi mà các con đi học trực tiếp lại á, thì còn cái lo lắng rất là nhiều về tâm lý của các bạn nữa. Thì chúng ta đã thấy là đại dịch kéo dài đã gần 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian này thì tương ứng với việc là mỗi đứa trẻ bị ngắt quãng cái việc học, rồi cũng giảm sút cái số lượng và chất lượng các cái tương tác xã hội.
Bởi vì là khi mà các bạn đi học trực tiếp bên ngoài ấy, thì giống như là lúc nãy bác Đoàn hay là chị Thư cũng chia sẻ là một cái lợi thế rất là lớn là các bạn được tương tác với thầy cô, tương tác với tất cả các bạn ở trong lớp. Bởi vì là giống như là cái nhu cầu giao tiếp của trẻ con rất là lớn. Và khi mà các bạn học online thì cái việc này hầu như là nó diễn ra rất là ít hoặc là rất khó. Thì thực ra là khi mà các bạn học online tại trường Aspire thì ngay lúc thời gian các bạn học online thì nhà trường cũng cố gắng sắp xếp những cái giờ gọi là giờ sinh hoạt chủ nhiệm hoặc là để mà các bạn và thầy cô có thể trò chuyện với nhau. Mặc dù là chỉ là trò chuyện online nhưng các bạn vẫn có cái không gian, có cái thời gian để mà hỏi đáp, trao đổi qua lại. Hoặc là bắt đầu giờ học thì giáo viên cũng có cái sự trao đổi với các bạn để mà có cái sự kết nối nhất định. Bởi vì là trẻ con cũng giống như người lớn vậy, cái nhu cầu về giao tiếp rất là lớn. Nếu mà chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu đó thì cái sự thoải mái, cái tâm lý của trẻ con nó sẽ không có được đáp ứng. Do đó là ngay trong cái học online thì nhà trường cũng đã hiểu được cái điều này và cũng tạo cái điều kiện cho các bạn được thực hiện cái gọi là cái mong muốn được giao tiếp của mình đó. Và khi mà các bạn quay trở lại trường thì có một số bạn sẽ vẫn có những cái vấn đề về tâm lý và cái việc các cái chương trình thì nhà trường cũng chuẩn bị nó có nhiều cái hoạt động và kịp thời để mà giúp hỗ trợ tâm lý cho các bạn. Ví dụ như là ở trường thì khi mà các bạn quay trở lại thì nhà trường có cái chương trình là chương trình trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý. Thì đặc biệt, cái điều đặc biệt tại Inspire School thì chúng tôi có cái đội ngũ là chuyên viên tâm lý. Thì các chuyên viên tâm lý này cũng là giáo viên giá trị sống và kỹ năng sống luôn để mà chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. Thì đối với cái chương trình là trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý này á, thì các thầy cô này sẽ tiếp nhận các cái nhu cầu, các cái chủ đề mà các bạn khi mà các bạn có cái vấn đề các bạn đăng ký với thầy cô á, và các thầy cô này sẽ sắp xếp để cùng trò chuyện với các bạn này. Trên cái cơ sở là thầy cô sẽ lắng nghe, tôn trọng cũng như là cởi mở để mà khuyến khích các bạn này có thể chia sẻ và trao đổi, trao cái cơ hội để mà trẻ có thể chia sẻ bất kỳ cái câu chuyện gì của mình. Lắng nghe các bạn, phản hồi tích cực cho các bạn để mà các bạn cảm thấy là mình được giải tỏa, mình được đáp ứng các cái nhu cầu về tâm lý mà mình đang gặp khó khăn. Đối với chương trình trò chuyện chuyên gia tâm lý này thì thường là các chuyên viên tâm lý sẽ tổ chức theo cái hình thức nhóm. Thì bên cạnh đó thì nhà trường cũng có một cái chương trình nữa, đó là cái chương trình là tham vấn tâm lý cá nhân. Thì chương trình này thì trường cũng đã được triển khai là cho cả các cái đối tượng như là phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên. Bởi vì thật ra là cái vấn đề về tâm lý này có thể nó không xảy ra với học sinh không, mà có ngay cả với phụ huynh cũng có. Giáo viên hoặc là nhân viên cũng có những cái vấn đề về tâm lý, bởi vì chúng ta phải làm việc rất là lâu rồi. Thì nhà trường triển khai cái chương trình này để các cái đối tượng mà tôi vừa đề cập á, cũng đăng ký để gặp các cái chuyên viên tâm lý này. Cái việc mà triển khai chương trình này nó khá quan trọng để mà giúp cho các chuyên viên tâm lý tiếp nhận các cái thông tin và hỗ trợ kịp thời cho các cái đối tượng này. Đôi khi đó thể là chính là giáo viên, nhân viên họ cũng gặp các vấn đề tâm lý, thì khi tâm lý họ không thoải mái thì có thể tác động lên những cái đối tượng khác, nó sẽ gây đến những cái kết quả không có như mong đợi. Hoặc là từ phụ huynh cũng vậy, phụ huynh là những cái người mà cùng phối hợp với nhà trường nhưng mà tâm lý phụ huynh mình không có thoải mái, giống như là chị Thư chia sẻ lúc nãy á, cái vấn đề đôi khi nó không phải đến từ học sinh mà đến từ phụ huynh. Thì đôi khi phụ huynh họ cũng cần được chia sẻ các cái thông tin hoặc hỗ trợ hoặc được lắng nghe. Thì cái việc tham vấn cái tâm lý cá nhân này nó giúp cho mỗi cái học sinh, mỗi cái đứa trẻ nhận diện được các cái vấn đề, và dần dần các bạn này sẽ có được các cái kỹ năng giải quyết vấn đề, ứng phó và vượt qua cái khó khăn của chính bản thân mình, nó thành một cái kinh nghiệm cá nhân. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này thì như chia sẻ ban đầu thì có một số cái trẻ con thì rất là thích các sự kiện để mà phải tụ hội để chia sẻ với nhau, kết nối với nhau. Nhưng mà giai đoạn online thì đúng là rất là khó khăn. Bình thường thì mình có lễ hội Halloween, Tết Trung Thu vân vân, rất là nhiều, thì các bạn rất là thích để mà gặp nhau. Thì giai đoạn này thì trường lại không có tổ chức tất cả các lớp lại cùng một cái nơi, mà chúng tôi vẫn cho các bạn kết nối qua online, lớp này kết nối với lớp kia để mà bạn vẫn chia sẻ được các thông tin này thông qua các cái lễ hội này hoạt động cùng với nhau. Thì đó là một số cái mà trường cũng có cái hỗ trợ về tâm lý dành cho các cái đối tượng từ phụ huynh, giáo viên, nhân viên cũng như là học sinh khi mà cái giai đoạn mà các bạn quay trở lại trường, để mà giúp cho thật ra khi tâm lý thoải mái thì các cái hoạt động học tập của các bạn nó mới trở nên hiệu quả hơn.
chắc là chị Thư với lại bác Đoàn sẽ có thêm những cái góc nhìn khác trong cái việc tâm lý này, nhất là chị Thư là phụ huynh thì mình sẽ hiểu rất là mình cần cái gì, hoặc là bác Đoàn cũng rất là thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh và các bạn học sinh khác nhỏ tuổi khác thì cũng thấy thêm nhiều cái góc nhìn rất là khác về tâm lý ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy Nam rất nhiều của trường Inspire School. Thì như vậy em thấy đó là trường mình có một cái sự quan tâm rất là toàn diện, không chỉ học sinh, phụ huynh mà còn ngay cả các thầy cô và cán bộ công nhân viên của trường nữa. Ngay bây giờ đây thì em mời chị Thư. Chị Thư ơi, mình có cái kinh nghiệm gì trong cái việc mà chuẩn bị tâm lý dành cho các bé của mình, ngay cả khi là các bé là chưa dương tính, cái cách mà bé đối xử với các bạn như thế nào, hay là cái cách mình đón nhận cái vấn đề như thế nào, thì em mời chị Thư ạ. Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cảm ơn nghe. Cảm ơn thầy Nam. Thật ra là những chia sẻ thầy Nam rất là hay, và cũng là cách mà Thư thấy Huân cũng đang được nhận được cái sự giáo dục ở trường á. Không khí cũng khá là thân tình. Nhưng mà thật sự Thư cũng vẫn rất đồng ý với bác Đoàn là chắc là thầy Nam cũng lưu ý là thật ra tất cả tâm bệnh hình như đến từ ba mẹ. Thư thấy cái sự căng thẳng và cái Thư nghĩ rằng đâu đó Thư nghĩ là buổi hội thảo hôm nay theo quan điểm Thư là rất là thích thú luôn á. Thật là 2 tiếng mấy đã trôi qua rồi mà thật sự Thư cũng chưa muốn nó kết thúc. Thư vẫn đang nghe bác Đoàn, Thư vẫn đang nghe thầy Nam. Bởi vì thật sự có những thứ là trong hội phụ huynh rất căng thẳng, không khí phụ huynh rất căng thẳng. Tôi còn nhớ hoài ông xã Thư nói, có một chị phụ huynh chỉ nói là tôi phải nói chuyện với trường là tại sao là để tình hình nó như vậy, vân vân mây mây. Và tự nhiên không khí của các phụ huynh đều rất là trầm lặng, thấy giống như ngày mai là mình thì đi đấu tranh con mình rồi đi vô cái chỗ nguy hiểm. Thế nên Thư cũng nghĩ vậy thầy Nam, Thư nghĩ là đôi khi những cái hội thảo giống như thế này nó rất ít cho các ba mẹ. Bởi vì cái tâm thế của ba mẹ nó sẽ tạo nên có sự căng thẳng. Thứ nhất là căng thẳng đầu tiên là trong group của hội phụ huynh. Cái căng thẳng thứ hai là cái căng thẳng trong gia đình, giống như nhà Thư vậy, chồng Thư một phong cách, Thư một phong cách, rồi thêm hỏi con nữa là giờ online hay offline con, rồi bây giờ có đi học hay không con, rồi con có đeo khẩu trang hàng ngày không con, hôm nay con có sốt không, con có mệt không. Nói chung là 1001 cái nỗi lo, và thậm chí khi chưa có dấu hiệu gì hết là cả nhà bắt đầu đo SPO2, có nghĩa là cứ giống như đồ chơi gắn vô đo thử, tại vì không biết cái gì để biết là mình có triệu chứng hay không. Thế nên là Thư cảm thấy là tâm lý thì quan điểm của Thư là có lẽ là thầy Nam nên dành nhiều cho ba mẹ, giống như hôm nay bác sĩ Đoàn cũng như là Nga cũng như thầy Nam dành cho các ba mẹ, để các ba mẹ nghe, các ba mẹ nhớ lại và các ba mẹ hiểu cái tình huống gốc. Còn cái thứ hai nữa Thư vẫn nghĩ là thầy Nam, cái này của cá nhân Thư thôi, Thư vẫn nghĩ là nếu được thì mình vẫn nên có một số hoạt động tập thể, nhưng đừng online hết, offline nên có tập thể, nhưng tập thể nó chỉ nhỏ thôi. Chứ một tập thể là một lớp, tập thể là 2 lớp thôi, chứ đừng có kêu là tập thể là nguyên trường thì đúng tụi Thư sợ. Nhưng mà tập thể 1-2 lớp để các bạn có sự giao lưu thì đâu đó tụi Thư thấy nó ổn hơn. Bởi vì như Thư nói, offline là cái thứ mà nó là cái thú vui của con người với con người được chạm vào nhau. Thí dụ như rửa tay xong thì mới được bắt tay nhau, thí dụ vậy, hoặc một cái ôm vai nhau, hoặc là một cái đối xử nhìn nhau cười nó sẽ vui hơn là nếu mọi thứ như của máy tính. Tại Thư nhớ một cái giai đoạn đầu của thầy Nam. Nghe có hình dung cái giai đoạn đầu là tụi nhỏ nó bị chóng mặt. Có nghĩa là nó không có quen một cái môi trường mà 8 tiếng nó nhìn đúng một cái khung hình. Thế là Thư nói cô hiệu trưởng, cô ơi giờ em thấy căng thẳng quá, tụi nó bị choáng váng. Một hiệu trước đó tụi nó phải coi phim thì không phải như vậy, nhưng mà khi học quá thì nó rất là căng thẳng. Thế nên là Thư nghĩ rằng mình vẫn là cô cũ, Thư hoàn toàn ủng hộ online, nhưng Thư cũng đề nghị offline là sự tương tác. Nên Thư nghĩ rằng tâm lý tụi nhỏ sẽ ổn hơn nếu chúng ta có những hoạt động như vậy. Và thậm chí ăn uống bây giờ, ví dụ như lớp con đang sơ kết vừa rồi thầy Nam, Thư nói là Thư muốn gửi phần ăn đến tụi nhỏ, nhưng mà thay vì ngày xưa là ngồi ăn chung thì giờ Thư đặt Happy Meal á, là từng đứa từng gói ngồi ăn thôi, chứ không có thể nào ngồi bóc tay chung nhau rồi ngồi nó trộn vi khuẩn trong tay nó hết đó. Thì có những cái như vậy, thì Thư mong thầy Nam chú tâm cho cái offline nó đem lại tâm lý tốt cho con hơn. Ngày nào gặp nhau thì cứ vui thôi đó, còn đứa nào cứ F0 thì ở nhà, F1 thì cứ tới gặp nhau thôi đó. Thì Thư mong là cái tâm lý các con được như vậy đó. Còn về phía các phụ huynh thì Thư thật ra Thư cũng thật lòng mà nói thì Thư hiểu tại những lo lắng, bởi vì triệu chứng các bạn không giống nhau. Và giống như Huân, tình trạng cũng là thí dụ như Huân là bị hơi vượt cân giống như bác Đoàn nói, thì và thậm chí hen suyễn nữa thì Thư nghe Thư rất là sợ. Thế nên không ai là không lo lắng được, nhưng mà cái tâm lý mình thì mình buộc phải vững vàng thôi. Và thậm chí nói như hôm nay Thư gặp bác Đoàn 2 tiếng đâu dám rời màn hình đâu, tại lâu lâu có thấy một đoạn mình quên bài
cái vụ tắm là cũng quên bài ha, rồi cái vụ viêm da cũng quên bài. Có nghĩa rằng là một người mẹ có hai đứa con rồi mà Thư vẫn còn quên rất nhiều bài. Và Thư nghĩ là Thư cởi mở, và thậm chí Thư nghe chương trình của Bác Đoàn, rồi Thư nghe những chương trình của các bác sĩ nhi, Thư nghe rất là nhiều, nhưng mà bản thân Thư vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế nên thật lòng mà nói là ba mẹ thì tụi Thư nói thẳng nhau là tụi Thư cũng chả hoàn hảo, và thậm chí là tụi Thư còn hơi bị căng thẳng, kể là người cởi mở thế nào thì cũng rất là căng thẳng, nhất là khi nhìn cái nhiệt độ mà nó đã lên tới 39 rồi thì quên hết bài luôn, cứ muốn hạ sốt thôi chứ không muốn gì hết, và chỉ muốn biết câu là có cấp cứu không. Nên câu lúc nào của các ba mẹ là cấp cứu không, bây giờ có đi cấp cứu không. Đó là những cái điều mà đến nỗi Thư quên cái điều Bác Đoàn nói là phải gọi qua online trước, rồi đó SO2 báo rồi có nên đến bệnh viện, chứ chưa gọi là chỉ cấp cứu nữa. Thì thật lòng là Thư vẫn cảm thấy là điều chúng ta nên quan tâm là thứ nhất lớn nhất là tâm lý ba mẹ, nếu nói về tâm lý. Và thứ hai, đối với tâm lý con trẻ thì Thư cũng có một cái kinh nghiệm, đó là quan điểm Thư là khi ta cho cái vấn đề nó nhỏ trước con thì nó sẽ rất ổn. Ta coi nó là cuộc du ngoạn trong gia đình, trong vòng vài ngày mọi người sẽ có một cái hành vi cư xử khác, thoải mái khác, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn với bé. Đối với mình thì mình phải lạc quan nhưng mà không được chủ quan. Nhưng mà đối với bé thì Thư nghĩ là mình cứ nên lạc quan thôi, không có nên cho bé biết quá nhiều mọi thứ, rồi hậu Covid, rồi đa nhiễm gì, không cần biết cái đó mình biết được rồi. Với bé chỉ cần biết là con sẽ cần đeo khẩu trang, con cần rửa tay nhé, con thích ăn gì nhé, con có thích ăn kem không. Ví dụ như Bác Đoàn, cái đợt vừa rồi em cần giảm số với Bác Đoàn, em cho bạn một muỗng kem, em nói thôi giờ con uống cái này đi rồi con ăn muỗng kem, thì bạn rất happy, tại mỗi lúc mà đến lúc mà cần uống thuốc giảm số là một lúc được ăn kem. Đó, thành ra là cái việc đó nó sẽ làm cho cảm giác của con rất là dễ chịu. Ảnh ghi ảnh like. Đó, thành ra là tâm lý của con thì Thư nghĩ là đến từ ba mẹ, giống như Bác Đoàn nói, mọi thứ đến từ ba mẹ thôi. Đó, thì Thư cũng mong là cái buổi nói chuyện hôm nay giúp cho chúng ta bớt lo. Còn thật ra nó không lo thì Thư không tin đâu. Không có ba mẹ nào dám nói không lo hết. Nhưng mà bớt lo để lo đúng chỗ và vẫn giữ cho con thoải mái. Chứ con nít khôn lắm. Nó mới 2 tuổi rồi mà thấy mặt mình căng thẳng lên là nó im re rồi, nó không dám nói gì hết. Nên thành ra là cái sự vui vẻ trong cái mặt mình đó, nó cũng giúp cho con thoải mái. Thì mong là cái buổi hôm nay cực kỳ có ích. Dĩ nhiên là tụi nhỏ nó không nghe, nhưng mà những người lớn, những ba mẹ nghe thì ba mẹ thoải mái giãn ra, rồi đến lúc mà lỡ nó có ghé thì mình từ tốn mà mình xử lý thôi, chứ không cần quá căng thẳng. Thì tôi nghĩ đó cũng là điều rất là tốt trong buổi hôm nay. Đó, thì mong tâm lý chúng ta sẽ thoải mái, và mong thầy Nam nhớ nha, thầy Nam nhớ cho offline. Tụi nó ghiền gặp nhau, ghiền trò chơi lắm. Dạ rồi, xin cảm ơn Nga ơi. Dạ, em cảm ơn chị Thư nhiều lắm. Hôm nay là chị Thư rất là tâm huyết, mà em nghĩ chị Thư nói lên được tiếng lòng của rất nhiều quý anh chị phụ huynh mà chúng ta đang theo dõi chương trình, và đặc biệt là mình có những cái nguyện vọng mà nói thiệt là rất là mong muốn có thể là kết hợp cùng với nhà trường. Thì ở đây là đã có thầy Nam đã lắng được phía nhà trường lắng nghe, và cũng như là những cái thông tin kết nối cùng với bác sĩ Trí Đoàn. Bác sĩ Trí Đoàn được biết đến đó là bác sĩ Nhi, nhưng mà ở đây thì tôi nghe thấy là bác có một cái sứ mệnh, đó là trị cho cả trẻ lớn và trẻ nhỏ. Trẻ lớn là nhiều khi đó là các anh chị phụ huynh nữa, đúng không ạ? Và bây giờ đây thì để tổng kết lại và cũng như là những chia sẻ để cho các anh chị phụ huynh cũng như là những cái góc độ chúng ta chuẩn bị những cái tâm lý dành cho chính bản thân mình và cũng như là dành cho các bé, thì em mời bác sĩ Trí Đoàn có thể là chia sẻ và cho lời khuyên. Xin mời bác sĩ Trí Đoàn ạ. Vâng, thì lúc nãy Thu Nga hỏi về vấn đề chuẩn bị tâm lý cho các bé, thì là tôi cũng có một cái cùng suy nghĩ với lại Thư, là vấn đề là chuẩn bị tâm lý cho bé lớn chứ không phải là bé nhỏ, có nghĩa là chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ thôi. Chứ còn yeah, mấy cái bé mà tôi khám, tôi thấy bé nó chả có tâm lý gì hết trơn đó. Bé nó đi khám, nó vẫn chơi, nó vẫn giỡn, nó vẫn vui vẻ và nó vẫn bình thường, phải không? Chỉ có ba mẹ lo lắng thôi, nên là cái vấn đề chuẩn bị tâm lý là chủ yếu là cho các quý vị phụ huynh. Đó, do đó nếu mà mình, quý vị phụ huynh được cung cấp đủ thông tin và hiểu biết được là cái bệnh nó sẽ diễn tiến như vậy, nó đa số là nó sẽ hết và nó không để lại di chứng gì cả. Và nếu như nó có những cái hội chứng viêm đa hệ thống, mình biết cách để mình theo dõi, hiểu chưa? Thì á, là mình sẽ an tâm, mình sẽ biết được là mình kiểm soát được nó. Thông thường á, là chúng ta lo lắng khi chúng ta không kiểm soát được, mình không kiểm soát được. Còn khi mà mình đã biết rồi, mình kiểm soát được, thì chúng ta sẽ biết cách để mà xử lý. Ví dụ bây giờ
mình đi ra ngoài đường, thật ra đi ra ngoài đường là cũng có nguy cơ bị tai nạn, vậy quý vị. Không, ở đời này không có cái gì không có nguy cơ, nhưng mà nếu mà ta biết là cái khả năng bị tai nạn là như vậy và chúng ta biết cách kiểm soát là mình đi đúng hay là mình biết cách là né tránh. Thí dụ như tôi hay né tránh xe buýt lắm quý vị, tôi không có dám đi gần xe buýt đâu. Đấy, thì mình biết được những nguy cơ mình né tránh, thì lúc đó mình sẽ biết được cái hạn chế bớt những cái nguy cơ. Vậy thì ở đây chuẩn bị tâm lý là chủ yếu là quý vị phụ huynh là biết được diễn tiến của cái bệnh đó như thế nào, biết được cách chăm sóc nó, rồi các quý vị phụ huynh đúng như Thư nói rằng là khi mà mình vui vẻ, khi cái tâm lý của mình vui vẻ, khi cái nét mặt của mình á, là nó cho thấy là mình bình thản, thì các bé nó sẽ rất là bình thản cho dù là nó đang bị bệnh. Cho dù là nó đang bị bệnh mà nó chỉ cần nhìn nét mặt của phụ huynh, của cha mẹ, của người thân đó, thấy an bình là bé nó sẽ thấy khỏe. Còn khi mà bé nó đang bị bệnh mà nó nhìn thấy ba mẹ nó lo lắng hốt hoảng, là thế nào bé nó cũng lo lắng và nó sẽ nhõng nhẽo, nó đòi cái này đòi cái kia đủ thứ hết á nha. Đó, tức là cái thái độ của mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái thái độ của các bé. Do đó là hy vọng là cái chương trình hôm nay qua những cái trao đổi rất là nhiều ha, chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ, chắc chưa có chương trình nào mà lâu giống như vậy đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Thì hy vọng rằng là đó, cái thông tin mình trao đổi từ đầu đến giờ đó thì nó sẽ giúp cho các phụ huynh có được những cái hiểu biết là tương đối cập nhật cho tới lúc này. Mình chỉ nói là tới lúc này thôi nha quý vị, cập nhật cho tới lúc này là cái tình hình diễn biến của dịch COVID nó là như vậy, là mình an tâm. Và khi đi học thì các bé đó mình chuẩn bị trước là nó cũng vẫn có thể nó bị lây bệnh. Không đi học ở nhà nó vẫn có thể bị lây bệnh, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình biết cách theo dõi, biết cách là chăm sóc và biết cách lúc nào cần đi khám thôi, thì lúc đó mình sẽ yên tâm được. Và hy vọng là các phụ huynh cùng nhà trường vân vân và cùng xã hội nhưng về y tế vân vân sẽ phối hợp với nhau để cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh nha. Và cùng dần dần thì cũng sẽ vượt qua đại dịch này thôi. Hy vọng là trong năm nay thì chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch, nếu như cái biến chủng nó không thay đổi gì nhiều, và nếu biến chủng nó đang vẫn tiếp diễn giống như hiện tại, Omicron nó biến thể tiếp và nó không có gây ra nguy hiểm nữa. Thật ra quý vị cũng đã mới nghe tin là có Delcron đúng không, tức là kết hợp giữa Delta với lại Omicron, thì người ta vẫn theo dõi cái sự biến đổi đó và thấy nó cũng không có vẻ không có nguy hiểm nha. Mặc dù số ca còn ít nhưng mà vẫn có thấy rằng là nó vẫn trong cái tầm kiểm soát, và người ta không xếp đó là một cái biến thể mà gọi là concern, quá lo lắng nha. Nên mình biết vậy để mình theo dõi thông tin thôi, chứ đừng có nghe đeo rồi có cái chữ Delta xong rồi là sợ nha. Quý vị bình tĩnh nha, để chờ thêm dữ liệu để mà mình biết được là nó có nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nhưng mà cho tới lúc này thì biết là nó đang tiếp tục nó thay đổi như vậy đó. Thay đổi nó có lợi hay có hại chưa biết, hy vọng sẽ diễn tiến là sẽ có lợi nha. Và mặt trời cũng sẽ sáng hơn, sau cơn mưa thì thường bao giờ nó chắc trời nó cũng sáng lại đúng không ạ? Nên là chúng ta cũng sẽ sống nó lạc quan hơn. Dạ, dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều các thông tin ở góc nhìn y khoa dành cho tất cả quý vị anh chị phụ huynh. Và hôm nay cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Thành Nam là hiệu trưởng khối tiểu học của Inspire School và chị Minh Thư rất nhiều. Hôm nay là một cái chương trình mà nói thật là lần đầu tiên chương trình diễn ra đến gần 3 tiếng đồng hồ, và chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều cái góc nhìn và những chia sẻ rất là tâm huyết đến từ những khách mời tham dự chương trình, cũng như là bác sĩ Trí Đoàn, và cũng như là dành cho tất cả quý các anh chị phụ huynh đang theo dõi chương trình. Và Thu Nga nghĩ rằng 3 tiếng đồng hồ như thế này trôi qua, các anh chị đồng hành cùng với chúng tôi dành thời gian ra, chúng ta cũng có thể là ghi nhận được những câu chuyện, những kiến thức, những chia sẻ vô cùng giá trị và có ý nghĩa. Một lần nữa thì cho phép Thu Nga được gửi lời cảm ơn dành cho bác sĩ Trí Đoàn, gửi lời cảm ơn dành cho thầy Nam và chị Minh Thư rất nhiều. Và quý vị ơi, đừng quên đó là thả những trái tim thật to để chúng ta gửi lời cảm ơn dành cho tất cả các khách mời trong ngày hôm nay nhé. Và một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn dành cho sự đồng hành của tất cả quý vị. Hy vọng rằng
như lời chúc của bác sĩ Trí Đoàn, của thầy Nam và chị Vân Thư dành cho quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với một cái nhịp sống lạc quan hơn nhưng mà không chủ quan quý vị nhé, để chúng ta có thể là tiếp tục cho một cái năm mới với những kế hoạch mới và các bé được quay trở lại trường học với những kiến thức mới và những cái trải nghiệm mới cho sự phát triển và hành trình phát triển của bé. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả các khách mời, gửi lời chúc dành cho bác sĩ Trí Đoàn, thầy Nam và chị Thư sẽ luôn dồi dào sức khỏe nè, và hơn hết chúng ta có một cái nhịp chung, đó chính là có một cái sự tâm huyết đối với con trẻ nữa, thì rất là hy vọng rằng cái tâm huyết của chúng ta sẽ ngày càng lớn hơn và nối dài hơn để cùng với sự phát triển của các bé. Cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị với chương trình số tháng sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.